Đại hào môn Tiêu Phàm. Chương 1266, tề tụ. Sau đó liên tiếp mấy ngày, Âu Dương Minh Nguyệt bọn người ở phụ cận đây hải vực đi dạo, vẫn chưa tùy tiện đăng lục, tiến vào Thiên Ma thành chủ thành khu. Bởi vì, bọn hắn tại cùng Hắc Huyên ba lãnh chúa cùng Hỗn Nguyên thượng nhân. Vừa mới vừa rời đi đáy nước hang, trên mặt biển vừa ló đầu, mọi người liền cảm ứng được Hắc Huyên ba lãnh chúa cùng Hỗn Nguyên thượng nhân thần hồn ấn ký, bọn hắn lại nhưng đã trước người khác một bước, đến Thiên Ma thành. Thần hồn ấn ký cực kỳ rõ ràng, xác định là bốn người bọn họ không thể nghi ngờ. Nhưng Âu Dương Minh Nguyệt vẫn là không có vội vã chạy tới trong thành cùng bọn hắn gặp gỡ. Thần hồn ấn ký còn lúc trước thần hồn ấn ký, nhưng người có còn hay không là trước kia mấy người kia, coi như rất khó nói. Mặc dù nói bốn vị này đều là hậu kỳ đại tu sĩ, trong đó đại lãnh chúa càng triển, càng là cùng Âu Dương Minh Nguyệt công lực tương đương, ở vào hậu kỳ đại tu sĩ trạng thái đỉnh phong, chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể đặt chân ngộ linh kỳ, Hỗn Nguyên thượng nhân cũng danh xưng là Nhạc Tây địa khu đại tu sĩ thứ nhất. Đều không thể coi thường. Mà ở cái này thất dạ giới, cái gì ngoài ý muốn cũng có thể phát sinh. Nếu không phải Tiêu Phàm tinh thông không gian chi thuật, lại có vô cực môn bảo vật trấn giáo, càn khôn đỉnh, bọn hắn đoàn người này, chỉ sợ sớm đã tại Tây Nhung giáo tổng đàn thần miếu đại đại không xong. Riêng lấy thực lực mà nói, bọn hắn sáu cá nhân thực lực chỉ sợ so Hắc Huyên ba lãnh chúa cùng Hỗn Nguyên thượng nhân càng mạnh một chút. Cứ việc càng triển bọn người bị người khống chế khả năng cực nhỏ. Thế nhưng cẩn thận một chút tuyệt không phải chuyện xấu. Để càng triển bọn họ chạy tới gặp gỡ, tổng so với bọn hắn tùy tiện vào thành muốn an toàn được nhiều. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dù sao trên biển lớn, không che không đậy, muốn mai phục nhân mã phục kích bọn hắn, cơ bản khả năng không lớn. Thế nhưng là tiến vào chủ thành khu, vậy liền không giống. Ai biết cái này thất dạ giới lớn nhất thành thị bên trong, đến cùng có thứ gì cổ quái. Thiên Ma Đạo là thất dạ giới lớn nhất tông môn, thực lực mạnh, tuyệt không phải Nam Châu Đại Lục bất kỳ một cái nào tông môn có thể chịu được so sánh. Dù coi như là vô cực môn năm đó thời kỳ toàn thịnh, cũng không bằng Thiên Ma Đạo thực lực. Bởi vì nghiêm chỉnh mà nói, Thiên Ma Đạo không phải một cái tông môn, mà là rất nhiều tông môn liên hợp thể. Tỷ như Tây Nhung giáo thực lực cường đại như vậy, tại Nam Châu Đại Lục, tuyệt đối có thể xếp hạng Ma Đạo 10 đại tông môn liệt kê, tại Thiên Ma Đạo. Lại cũng chỉ là gia nhập liên minh tông môn một trong. Thậm chí còn không phải thứ nhất chủ đạo tông môn. Mặc dù không rõ ràng Thiên Ma Đạo thực lực chân thật rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng nghĩ đến, chỉ tương đương với Nam Châu Đại Lục mạnh nhất 3-4 cái ma đạo tông môn liên hợp lại cùng nhau. Thử nghĩ tại Nam Châu Đại Lục, nếu như năm đó vô cực môn, Hạo Thiên Tông, Thái Thượng Tông, Thái Cực Môn cùng mạnh nhất chính đạo tông môn hợp mà vì một. Tạo thành một cái siêu cấp tông môn, lại có ai dám cùng tranh tài. Nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ đều có gần 20 tên nhiều, thậm chí ngộ linh kỳ lão tổ cũng không biết một vị, đây mới thực sự là siêu cấp tông môn. Thiên Ma Đạo, chính là như vậy một cái siêu cấp tông môn. Dù bọn hắn đoàn người này tập kết nhiều như vậy đại tu sĩ. Còn có một vị thần thông không dưới đại tu sĩ kỳ tài ngút trời, đủ để khiêu chiến Nam Châu Đại Lục bất kỳ một cái nào đại tông môn, mặt đối Thiên Ma Đạo dạng này biến thái quái vật khổng lồ, cũng vẫn là thản nhiên sinh ra không dám cùng kháng khiếp đảm chi ý. Ngược lại cũng không phải nói thất dạ giới thực lực mạnh hơn toa ma giới. Chỉ là toa ma giới không có dạng này biến thái đại tông môn liên hợp thể mà thôi. Đây cũng là một loại truyền thống. Tại toa ma giới, không có dạng này truyền thống. Dù coi như cường đại như năm đó vô cực môn, cũng vô pháp đem mặt khác đại tông môn sửa chữa hợp lại cùng nhau, tạo thành một cái siêu cấp tông môn. Thật muốn mạnh mẽ làm như vậy, liền sẽ bị người hiểu lầm vì lấy mạnh hiếp yếu. Hiệu quả hoàn toàn ngược lại. Xa xa. Trên mặt biển xuất hiện mấy đạo độn quang, tốc độ cực nhanh, hướng bên này bay vụt mà tới. Âu Dương Minh Nguyệt bọn người ẩn thân ở huyễn trong trận, rất có kiên nhẫn. Nghiêm chỉnh mà nói, bây giờ bọn hắn người đã ở Thiên Ma Thành bên trong, dưới chân bọn hắn mảnh này mênh mông vô bờ hải dương, là Thiên Ma Thành một chỗ nội hồ hoặc là nói nội hải, toàn bộ nội hải, đều ở vào Thiên Ma Thành bên trong. Thật giống như Tây Hồ chi tại Hàng Châu, chỉ bất quá mảnh này nội hồ, thực tế to đến quá không hợp thói thường. So trên địa cầu lớn nhất đại dương đều muốn lớn, được chứng kiến Đô Lương Thành, Hạo Dương Thành, Long Tuyền Thành những này siêu cấp thành phố lớn về sau, nhìn thấy dạng này rộng lớn vô ngần nội hồ, Tiêu Phàm cũng đã sớm tập mãi thành thói quen, không còn nhất kinh nhất xạ. Rất nhanh, bốn đạo độn quang liền đến huyễn trận phụ cận, ngừng lại. Mặc dù Thiên Diệu Cung huyễn trận đủ rất cao minh, nhưng chỉ cần không tận lực che đậy thần hồn ấn ký,
huyễn trận đối bọn hắn lẫn nhau mà nói, liền không hề có tác dụng. Người tới chính là Hắc Uyên Ba lãnh chúa cùng Hỗn Nguyên thượng nhân. Chỉ bất quá, nhìn qua bốn vị này khí sắc, đều không phải quá tốt, riêng phần mình mang thương mang theo. Trong đó áo trắng cuồng ma Tây Môn Ngạo thương thế nặng nhất, khí tức so sánh với lúc trước, yếu nhược rất nhiều. Càng triển, Thúy Phu Nhân cùng Hỗn Nguyên thượng nhân, cũng đều thương thế chưa lành, xem ra đều từng trải qua khổ chiến. Bốn vị đạo hữu mời tiến đến tự thoại. Chốc lát, Âu Dương Minh Nguyệt lạnh nhạt nói, huyễn trận mở ra một cái thông đạo. Càng triển bọn người cũng không có cái gì do dự, lập tức nối đuôi nhau tiến vào huyễn trận. Âu Dương Minh Nguyệt đám người tình hình, tự nhiên muốn kém một ít, bất quá Huệ Thiên Hào cũng giống vậy trọng thương chưa lành. Tổng đàn thần miếu một trận chiến, Huệ Thiên Hào nhiều lần bị thương này, đã tổn thương nguyên khí. Trọng thương như thế, nếu như đặt tại bình thường, ít nhất phải bế quan 3-5 năm, chậm rãi an dưỡng, mới có thể cơ bản khôi phục. Muốn phục hồi nguyên như cũ, kia cần thời gian sẽ dài hơn. Mỗi một lần trọng thương nguyên khí, dù coi như khỏi hẳn, bình thường đều sẽ hao tổn thọ nguyên. Tuyệt đại đa số nguyên anh kỳ tu sĩ khó mà sống đến cực hạn thọ nguyên, chính là như vậy nguyên nhân. Ai dám cam đoan cùng người giao thủ không bị thương? Xem ra bốn vị đạo hữu cũng kinh lịch một phen khổ chiến. Ánh mắt tại bốn người trên mặt nhanh chóng quét qua, Âu Dương Minh Nguyệt khẽ vuốt cằm, nhẹ nói. Tây Môn Ngạo hừ lạnh một tiếng, nói, nếu không phải chúng ta mấy người đẫm máu khổ chiến, hấp dẫn Tây Nhung giáo chủ lực, chỉ sợ chư vị không có nhẹ nhàng như vậy thoát thân a. Huệ Thiên Hào lập tức liền không vui lòng, cả giận nói, Tây Môn huynh nói hay lắm không nhẹ, các ngươi hấp dẫn Tây Nhung giáo chủ lực. Hẳn là tại tổng đàn thần miếu cùng chúng ta đánh, không phải Tây Nhung giáo giáo tôn cùng bọn hắn đại hộ pháp. Chúng ta đánh lén người khác tổng đàn, còn cùng Ngộ Linh kỳ hợp thể ma ngẫu giao thủ qua, chiếu ngươi nói như vậy, cái này cũng chưa tính là chủ lực. Càng triển thần sắc khẽ động, nói Tây Nhung giáo giáo tôn cùng đại hộ pháp. Đến cùng là loại tình hình nào, mời đại trưởng lão nói với chúng ta nói đi. Chấm ngoặc kép, Âu Dương Minh Nguyệt khóe miệng kéo một cái, lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, nói tả hữu bất quá là ác chiến một trận, ngược lại đã không còn gì để nói. Chấm ngoặc kép, lời tuy như thế, Âu Dương Minh Nguyệt hay là lời ít mà ý nhiều đem kinh nghiệm của bọn hắn miêu tả một lần. Càng triển cùng người đưa mắt nhìn nhau, đều lộ ra thì ra là thế thần sắc, ngay cả Tây Môn Ngạo sắc mặt đều không có như vậy xúc động phẫn nộ. Trước đó, hắn một mực nhận định Âu Dương Minh Nguyệt bọn người không coi nghĩa khí ra gì, để bọn hắn cùng Tây Nhung giáo chủ lực huyết chiến, mình lại thừa cơ bỏ trốn mất dạng. Hiện tại xem ra, đến cùng ai là ai đánh yểm hộ, thật đúng là không tốt định luận. Mặc dù ngay từ đầu, Âu Dương Minh Nguyệt bọn người đúng là nghĩ gặp may, giết Nhung Vu nhóm một cái hồi mã súng, ai ngờ lại gặp phải Tây Nhung giáo chiến lực mạnh nhất, vì vây bắt xâm nhập tổng đàn kẻ ngoại lai, Tây Nhung giáo khẩn cấp triệu tập bên ngoài cao giai Nhung Vu chạy về tổng đàn, trên thực tế liền đại đại giảm bớt Hắc Uyên Ba lãnh chúa cùng Hỗn Nguyên thượng nhân áp lực, bọn hắn mới lấy huyết chiến thoát thân, cuối cùng chạy ra Tây Nhung đại thảo nguyên, tìm cái khác lối của hắn, ngược lại so Âu Dương Minh Nguyệt bọn người trước một bước đuổi tới Thiên Ma thành. Chỉ bất quá mọi người thương thế nặng nề, lại không phải chỉ là mấy tháng điều dưỡng liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Tốt tại mọi người đều không phải bụng dạ hẹp hòi người, lập tức liền đem việc này kết quả bỏ qua, lại không nhắc lên. Tại cái này dị giới tha hương, lại là tại Thiên Ma thành dạng này tà ma ngoại đạo thành trì bên trong, lại đừng bảo là tầm bảo thành công hay không, muốn sống trở về toa ma giới đi, liền nhất định phải mọi người ôm thành một đoàn, đồng tâm hiệp lực. Lúc này náo nội chiến, tuyệt đối là từ nhanh nó chết. Có thể tu luyện tới hôm nay dạng này cảnh giới, có ai không phải cơ trí trời sinh, kỳ tài hơn người. Như thế điểm đạo lý, tự nhiên nháy mắt liền nghĩ minh bạch. Âu Dương Minh Nguyệt ống tay áo lắc một cái, sáu mặt ngọc bài bắn ra, khoảnh khắc trong hư không chiếu rọi ra một bức hoàn chỉnh địa đồ. Hoàn chỉnh địa đồ, cuối cùng kia bức bản đồ cũng tìm được, dù là càng triển bọn người nhiều triều đại sự tình, bỗng nhiên nhìn thấy này tấm hoàn chỉnh tầm bảo đồ. Lập tức cũng từng cái trợn mắt hốc mồm, có chút chưa tỉnh hồn lại. Huệ Thiên Hào đái thành Long Ứng Linh Trẻ càng là giật mình, ánh mắt đồng loạt rơi vào Âu Dương Minh Nguyệt trên mặt, thực tế có chút không đại lý giải, Âu Dương Minh Nguyệt tại sao phải đem cái này hoàn chỉnh tầm bảo đồ cho càng triển bọn người duyệt nhìn. Chẳng lẽ hiện tại chẳng phải là mỗi người đi một ngả thời cơ tốt ha? Ngày đó Hương Ngọc Lộ không biết có bao nhiêu, nhưng nghĩ đến dạng này nghịch thiên bảo vật, chắc chắn sẽ không, bao ăn no, nhiều nhất cũng chính là một hai người phân lượng. Thiếu bốn người đến phân, chẳng phải là tốt, mấy tên này như lang như hổ, cũng không có một cái là đèn đã cạn dầu. Chỉ là bất ngờ không đề phòng, Âu Dương Minh Nguyệt đã đem địa đồ biểu diễn ra,
lại nghĩ phản đối, cũng vô sự vô bổ. Nhìn kỹ địa đồ, một mực ghi khắc trong đầu về sau, càng triển hai tay ôm quyền chắp tay, nói, đại trưởng lão cao thượng, càng nào đó cảm kích. Lời này ngược lại là xuất từ thành tâm thành ý. Âu Dương Minh Nguyệt từ tốn nói, đã nói xong cùng tiến cùng lui, tự nhiên không nên tổn tư tâm tư ý. Bảo vật, người có duyên cư chi. Ngẫm lại cũng thế, Âu Dương Minh Nguyệt gì ngang phần, để nàng làm ra loại kia không phóng khoáng hành vi đến, thật đúng là vũ nhục nàng. Càng là thượng vị giả, thì càng kiêu ngạo. Huống chi mặc dù có hoàn chỉnh địa đồ, nhưng lại không biết kia bảo tàng chỗ, đến cùng có gì hung hiểm. 10 người cùng một chỗ sông, tổng so 6 người đi sông, lực lượng càng đầy một chút. Huống chi, thiên hương ngọc lộ chí bảo như thế, nhưng chưa chắc ai có tầm bảo đồ liền nhất định phải đắc thủ, thật còn phải xem mọi người vận khí cùng duyên phân như thế nào. Thúy phu nhân nói, đã bây giờ có địa đồ, việc cấp bách, chính là muốn đem chỗ kia chỗ đang tìm ra đến. Địa đồ mặc dù đã hoàn chỉnh, nhưng đến cùng là miêu tả nơi nào, nhưng vẫn là hoàn toàn không biết gì. Âu Dương Minh Nguyệt khẽ vuốt cằm, nói cái này hiển nhiên. Thiên Ma Thành đã là thất dạ giới nhất thành phố lớn. Nghĩ đến các loại địa đồ cũng là nhất đầy đủ, chúng ta đi trong thành hảo hảo tìm kiếm một chút, hẳn là sẽ có sở hoạch. Mọi người đồng loạt gật đầu, thần sắc đều phấn chấn. Hơn 10 năm vất vả, trải qua gian nguy, cuối cùng sắp có kết quả, nói không hưng phấn kia là giả. Chương 1267, không khớp hào. Thiên Ma Thành cũng không có mọi người trong tưởng tượng âm trầm đáng sợ, thậm chí còn có thể gọi là một cái mở ra tính thành phố lớn. Ngẫm lại cũng không ngoài dự liệu. Thiên Ma Đạo nếu là một cái liên bang, Thiên Ma Thành liền chú định sẽ là một cái mở ra kiêm dung thành thị. Mặc dù nói, tổ thành Thiên Ma Đạo đại tiểu tông môn, đều là ma đạo quỷ tu, thế nhưng liền xem như ma đạo quỷ tu, cũng giống vậy sẽ có khác biệt thói quen, khác biệt tu luyện công pháp, tuyệt sẽ không là liên miên bất tận. Thậm chí tại Thiên Ma Đạo tạo thành trong tông môn, còn có một cái đến gần vô hạn chính đạo truyền thừa tông môn. Cái này tên là, Sơn Hà nói, tông môn. Quy mô không tính quá nhỏ, mặc dù cùng Tây Nhung giáo dạng này một cùng một đại giáo phái không có chút nào khả năng so sánh, trong tông môn cũng coi như nhân tài đông đúc, một trận còn đi ra nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Nghiêm cách thuyết, Sơn Hà nói nguyên bản là chính đạo truyền thừa, vô luận tu luyện công pháp hay là tông môn giáo nghĩa, đều cùng ma đạo tà tu có rõ ràng khác nhau. Sơn Hà nói sở dĩ tại Thiên Ma Thành có được một chỗ cắm rùi, cũng lại trở thành Thiên Ma Đạo một viên, nguyên nhân ở chỗ Thiên Ma Tông. Tên như ý nghĩa, Thiên Ma Tông là Thiên Ma Đạo hạch tâm tông môn, cũng là lúc trước Thiên Ma Đạo liên minh người đề xuất. Đã muốn đến đây Thiên Ma Thành, có quan hệ Thiên Ma Đạo hết thảy, Tiêu Phàm bọn người tự nhiên đều chỉ có thể là kỹ càng hiểu rõ. Năm đó Thiên Ma Tông cực kỳ cường đại, bị cùng đề cử vì thất dạ giới ma đạo thứ nhất tông. Thiên Ma Tông tông chủ hùng tài đại lược, lợi dụng Thiên Ma Tông thực lực cường đại cùng mình hiển hách uy danh, trắng trợn mở rộng. Hắn chọn lựa không phải trấn áp cùng chiếm đoạt khuếch trương phương thức. Như thế quá huyết tinh, mà lại rất dễ dàng gây nên những tông môn khác bắn ngược. Cho nên hắn khai thác, liên bang, chế độ, chủ động ủy quyền, giao phó cái khác gia nhập liên minh tông môn cùng Thiên Ma Tông ngang hàng quyền lực, những tông môn khác thành viên, hưởng thụ cùng Thiên Ma Tông giáo chúng đồng dạng đãi ngộ. Thiên Ma Tông rất mực khiêm tốn, tụ tập tại Thiên Ma Thành phụ cận những tông môn khác. Cũng tịnh không kháng cự, nhiều lần đàm phán về sau, nhao nhao gia nhập Thiên Ma Đạo. Mà Sơn Hà nói năm đó trưởng giáo cùng Thiên Ma Tông tông chủ là quá mệnh giao tình, đồng thời hai lần đã cứu Thiên Ma Tông chủ tính mệnh, Thiên Ma Tông chủ lập thệ, từ nay về sau. Thiên Ma Tông đời đời kiếp kiếp giáo chúng, cũng sẽ cùng Sơn Hà nói tương thân tương ái, thân như một nhà, vĩnh viễn không báo thù. Thiên Ma Tông chủ đạo này lời thề, về sau càng là trở thành Thiên Ma Tông giáo nghĩa, mà lại là hạch tâm nhất giáo nghĩa, mỗi một thời đại Thiên Ma Tông chủ kế vị chi tiên. Đều muốn học lại lời thề. Tuyên bố cùng Sơn Hà nói thế hệ thân mật. Mà Sơn Hà nói, cũng là Thiên Ma Đạo sớm nhất kết minh người, Thiên Ma Tông chủ vừa phát ra kết minh hiệu triệu, Sơn Hà nói lập tức hưởng ứng. Dạng này thế hệ truyền thừa xuống. Sơn Hà nói quy mô mặc dù không có bao nhiêu khuếch trương, nhưng ở Thiên Ma Đạo bên trong cũng chưa từng nhận qua bất luận cái gì kỳ thị cùng xa lánh, dù coi như tại Thiên Ma Tông thực lực giảm xuống, không còn là Thiên Ma Đạo thứ nhất tông những ngày kia. Sơn Hà nói cũng chưa từng chịu ảnh hưởng. Sơn Hà nói đệ tử vẫn như cũ hưởng thụ lấy cùng Thiên Ma Đạo những tông môn khác đệ tử đồng dạng đãi ngộ. Thiên Ma Đạo liên hợp tông môn thực lực luôn luôn đang không ngừng biến hóa bên trong. Nhưng đa số thời điểm, hay là lấy Thiên Ma Tông vì thứ nhất. Đương đại Thiên Ma Đạo tổ, cũng là Thiên Ma Tông xuất thân. Để tỏ lòng công chính vô tư, bất kể là ai. Một khi trở thành Thiên Ma Đạo tổ,
liền nhất định phải từ nguyên lai trong tông môn thoát thân ra, địa vị siêu nhiên. Thiên ma đạo tổ quản, chỉ có thể là toàn bộ thiên ma đạo thậm chí toàn bộ thất giả giới đại sự, nguyên lai tông môn các loại nội bộ công việc, giao cho tân nhiệm trưởng giáo quản lý, thiên ma đạo tổ không còn can thiệp. Đương nhiên, nói thì nói như thế, trên thực tế không có khả năng cắt phải như thế rõ ràng. Mỗi một thời đại thiên ma đạo tổ, đều phải là ngộ linh kỳ đại năng. Đương nhiên, mấy chục ngàn năm truyền thừa xuống, trong lúc đó cũng không ít thời điểm, toàn bộ thiên ma đạo đều ra không được một tên ngộ linh kỳ tu sĩ. Tại dạng này thấp cùng giao diện, muốn đột phá ngộ linh kỳ bình cảnh, thực tế quá khó, đa số thời điểm còn phải xem vận khí. Cho dù là thất giả giới thứ nhất tông môn, cũng không có khả năng đời đời đều xuất hiện ngộ linh kỳ lão tổ. Coi như không có ngộ linh kỳ lão tổ xuất thế thời điểm, thiên ma đạo liền không có đạo tổ, chỉ có thể từ các tông môn nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ liên hợp tạo thành trưởng lão hội tới quản lý toàn bộ thiên ma đạo thường ngày vận hành. Tự nhiên, dù coi như không có đạo tổ mấy ngày này, thiên ma đạo cũng vẫn như cũ là thất giả giới cường đại nhất tông môn, không ai dám hướng thiên ma đạo khởi xướng khiêu chiến. Có thể nói, trừ trong truyền thuyết thủy tổ đại nhân phân thân giáng lâm, thiên ma đạo tổ chính là công nhận thất giả giới người tu đạo đệ nhất nhân. Thiên ma thành cũng không ngăn cấm ngoại lai tu sĩ vào thành, thậm chí chính đạo truyền thừa tu sĩ, chỉ cần không tại không có chỗ bẩn, tại chính ma hai đạo không lúc khai chiến, cũng có thể đến đây thiên ma thành du lịch. Thậm chí tại thiên ma đạo không ít tông môn nội bộ, đều có tu sĩ chính đạo bóng dáng, bình thường tu vi đều tại nguyên anh kỳ trở lên, là những tông môn này thuê khách khanh trưởng lão. Mặc dù thiên ma đạo đại bộ phận phân tông môn đều là ma đạo tà tu truyền thừa, nhưng cùng chính đạo tông môn cũng không thể hoàn toàn cắt quan hệ, không ít linh thảo linh dược vật liệu loại hình, còn phải từ thiên mã đại lục bên kia làm tới, những này khách khanh trưởng lão tác dụng nói chung chính là như vậy. Thiên mã đại lục quy mô khá lớn chính đạo tông môn bên trong, cũng giống vậy có ma đạo tà tu đảm nhiệm khách khanh trưởng lão. Trừ chính đạo ma đạo, còn có không ít vừa chính vừa tà tông môn. Tu chân giới cho tới bây giờ đều rất phức tạp, tuyệt không phải phân biệt rõ ràng đơn giản như vậy. Mọi người đem tu vi áp chế ở nguyên anh sơ kỳ, đồng dạng dùng ma hạch che giấu trên thân khí tức, càng là dùng dịch dung giả dạng chi thuật đem mình bên ngoài đồng hồ đổi phải hoàn toàn thay đổi. Cẩn thận như vậy cẩn thận, đồng thời tận lực tại Nam Thành hoạt động, trong lúc nhất thời cũng là vô sự. Nam Thành là lớn nhất khu giao dịch, các loại phường thị cửa hàng lân thứ chất so. Đa số kẻ ngoại lai đều lựa chọn tại Nam Thành đặt chân. Trừ Ứng Linh Trạch phụ thân thổ ma ngẫu trực tiếp bị Tiêu Phàm thu tiến vào không gian giới chỉ, 9 người khác chia ra làm việc, mượn mua món đồ khác làm yểm hộ, dốc hết toàn lực vơ vét địa đồ. Vẻn vẹn chỉ mua địa đồ, không mua những vật khác, thực tế rất dễ dàng gây nên hoài nghi. Thiên Ma Thành không hổ là thất giả giới đại thành đệ nhất, các loại thương phẩm 10 điểm đầy đủ, thậm chí có quan phương, xuất bản tập bản đồ, trọn vẹn lấp đầy 16 phiến thẻ tre, cực kỳ tường tận. Bất quá, giống như cũng không có tác dụng gì. Cầm tới những này địa đồ về sau, mọi người liền trốn ở thuê trong động phủ, hết ngày dài lại đêm thâu tìm kiếm, nhưng mà trọn vẹn nửa tháng trôi qua, lại từ đầu đến cuối không có tìm tới cùng tầm bảo đoàn cùng loại địa đồ. Những này hơi một tí đã tỏa chính là mấy năm mười mấy năm đại tu sĩ, nguyên bản cực giai kiên nhẫn, cũng bị cấp tốc làm hao mòn. Tìm được tàng bảo đồ toàn bộ bản đồ, lại tìm không thấy đồ bên trong chỗ bày ra địa điểm, quả thực chính là lẽ nào lại như vậy. Bất quá cũng may những người này đều là trải qua vô số mưa gió, một chút không thuận, cũng không để vào mắt. Mọi người lần nữa ra ngoài, ở trong thành phường thị vơ vét địa đồ, bao quát những cái kia có khả năng ẩn tàng địa đồ ở bên trong sách tạp lục ghi chép, đều thu thập tới. Dù sao những vật này không đáng mấy khỏa linh thạch, lại là nửa tháng trôi qua, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Rốt cục có người nhìn không được, răng rắc một tiếng, Huệ Thiên Hào một tay lấy trong tay thẻ tre cào thành mảnh vỡ, từ ngón tay khe hở bên trong một chút xíu chiếu xuống địa, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ kêu lên, đến cùng tại nơi quái quỷ gì. Không có người lên tiếng, càng không có người chỉ trích hắn, kỳ thật đoàn người tâm tình, đều không khác mấy. Đại lãnh chúa càng hoãn chậm nói, đại trưởng lão, phương hướng của chúng ta, phải chăng sai rồi. Bảo vật này, có lẽ căn bản liền không tại thất dạ giới. Chấm ngoặc kép, mọi người ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, càng triển lời ấy quả nhiên có lý. Bởi vì cuối cùng một bức bản đồ là tại thất dạ giới tìm tới, cho nên tại đoàn người trong đầu, tự nhiên mà vậy liền cho rằng cái này tàng bảo đồ biểu hiện nhất định là thất dạ giới nơi nào đó. Nhưng mà, cho tới bây giờ độ không có tin tức xác thực biểu hiện, thiên hương ngọc lộ là tại thất dạ giới. Có lẽ, ngay tại toa ma giới, ngay tại Nam Châu Đại Lục đâu. Âu Dương Minh Nguyệt ống tay áo lắc một cái, một đống lớn thẻ tre bay ra.
ta có thể tìm tới Nam Châu đại lục địa đồ đều ở nơi này, cũng bao quát huyết linh đại lục địa đồ. Đại trưởng lão Từ Tốn nói, mọi người đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức âm thầm gật đầu. Đã lên tâm muốn tìm bảo, những này công tác chuẩn bị, Âu Dương Minh Nguyệt tự nhiên làm được 10 điểm sung túc, nếu không, vị này Hạo Thiên Tông đại trưởng lão, cũng không tránh khỏi quá hữu danh vô thực. Xem chừng lúc trước còn chỉ có hai mảnh địa đồ thời điểm, Âu Dương Minh Nguyệt cũng đã đem những này địa đồ đều đối so qua một lần. Có lẽ vận khí tốt, dựa vào tàn khuyết không đầy đủ tàng bảo đồ, cũng có thể tìm tới địa điểm chính xác đâu. Mặc dù biết rõ Âu Dương Minh Nguyệt đã đối so qua, tất cả mọi người vẫn là lập tức đem những này thẻ tre chộp trong tay, nhao nhao dán lên cái trán, cẩn thận điều tra. Hai mảnh địa đồ cùng hoàn chỉnh 6 mảnh địa đồ, dù sao không là một chuyện, lại đối so một lần, rất cần thiết. Chỉ bất quá lần nữa đối so kết quả, vẫn là để mọi người rất thất vọng. Chẳng lẽ tại huyết linh đại lục, Thúy phu nhân thì thào nói, song mi nhíu chặt, mặt mũi tràn đầy trầm tư. Âu Dương Minh Nguyệt thu thập những này địa đồ, Nam Châu đại lục tự nhiên 10 điểm tường tận, huyết linh đại lục lại 10 điểm thô giáp, có chút cầu thả. Dù sao Nam Châu đại lục cùng huyết linh đại lục ở giữa triệt để gián đoạn liên hệ, đã rất nhiều năm. Coi như lúc trước có liên hệ thời điểm, giữa lẫn nhau giao lưu cũng không nhiều. Dù sao có thể giao nổi siêu cấp truyền tống trận cao giá cả, tại hai cái đại lục ở giữa xuyên qua người thực tế quá ít. Thất dạ giới là một cái chỉnh thể, mà toa ma giới thì bị chia cắt thành hai phiến đại lục. Trên cơ bản, Nam Châu đại lục cùng huyết linh đại lục ở vào toa ma giới hai mặt, lẫn nhau ở giữa, cách xa nhau cực kỳ xa xôi. Cho tới bây giờ liền không có người nếm thử không thông qua truyền tống trận, tại kết nối hai phiến đại lục biển rộng mênh mông bên trên phi độn mà qua. Đừng bảo là nguyên anh kỳ tu sĩ, dù coi như là ngộ linh kỳ lão tổ, cũng không thể hoàn thành điên cuồng như vậy hành động vĩ đại. Cái gì nguy hiểm không nói trước, thực tế quá hao tổn tốn thời gian. Cho dù ngộ linh kỳ lão tổ thọ nguyên thật dài, cũng không có khả năng đem thời gian lãng phí tại nhàm chán như vậy phi độn bên trong. Vì vậy, Âu Dương Minh Nguyệt thu tập được huyết linh đại lục địa đồ, rất không tường tận. Sắc mặt của mọi người nháy mắt đều trở nên nghiêm trọng. Nếu thật là tại huyết linh đại lục lời nói, vậy coi như phiền phức lớn. Bọn hắn muốn như thế nào từ thất dạ giới trở về toa ma giới đều còn không biết đâu. Coi như trở lại toa ma giới, như thế nào từ Nam Châu đại lục đi huyết linh đại lục, cũng là một cái thiên đại nan đề. Thậm chí, so tại hai cái giao diện ở giữa vãng lai cũng còn muốn khó khăn. Thất dạ giới cùng toa ma giới ở giữa, tốt xấu còn mở một đầu không gian thông đạo, Nam Châu đại lục cùng huyết linh đại lục ở giữa, chỉ có biển rộng mênh mông. Tầm bảo loại sự tình này, thật đúng là không bớt lo a. Chương 1268, không có kết quả chính là kết quả. Lại xem bói một lần, Âu Dương Minh Nguyệt nhẹ nói, cổ tay trắng lật một cái, một bộ tuyết trắng trúc quẻ, xuất hiện tại nàng tiêm tiêm trong tay thon. Gặp chuyện không quyết, tự nhiên xem bói hỏi ra. Ngũ hành thần toán cho tới bây giờ, tỷ lệ chuẩn xác vẫn còn rất cao, chỉ có xuyên qua Tây Nhung Đại Thảo Nguyên thời điểm, mọi người có điều mất lầm, chưa từng nghe Tiêu Phàm khuyến cáo, kết quả lâm vào khổ chiến, dẫn đến mấy tên đại tu sĩ đều thụ thương, trong đó Huệ Thiên Hào cùng Tây Môn Ngạo càng là thương thế nặng nề, cho tới nay chưa khôi phục như lúc ban đầu. Lập tức mấy người khác cũng không dị nghị, riêng phần mình ngưng thần bấm quyết, bắt đầu thi triển thần toán chi thuật. Trọn vẹn một canh giờ trôi qua, trong mật thất cuồng bạo cuồn cuộn thiên địa linh khí, mới chậm rãi bình ổn lại, ngũ hành thần toán khí tức rõ ràng phải yếu hơn mấy phân, cho thấy phải một canh giờ xem bói, quả thực hao tâm tốn sức. Những người khác liền đều lộ ra trưng cầu chi ý, cũng mang theo một chút chờ đợi. Lần này xem bói, hẳn là sẽ có tin tức tốt đi. Bất quá, lập tức mọi người chờ đợi chi tình liền một chút xíu nhạt xuống dưới, chỉ thấy Âu Dương Minh Nguyệt cùng 5 người trên mặt thần sắc đều có chút cổ quái, tựa hồ có chút thất vọng. Thế nào, thật chẳng lẽ tại huyết linh đại lục, Tây Môn Ngạo nhìn không được hỏi. Quả thật như thế, việc này thật đúng là thật phiền toái. Không phải, chấm ngoặc kép, Thúy phu nhân nhẹ nhàng lắc đầu, song mi nhíu chặt. Kia là ở đâu, không biết, Thúy phu nhân trả lời càng là làm người không nghĩ ra. Nghe vào, Thúy phu nhân nói hình như không phải không biết thiên hương ngọc lộ ở nơi nào, mà là không rõ ràng xem bói kết quả. Hỗn Nguyên thượng nhân vuốt râu, hướng Âu Dương Minh Nguyệt nhìn qua. Thần sắc có chút mỏi mệt, cũng có chút hứa không hiểu. Âu Dương Minh Nguyệt khe khẽ lắc đầu, hiển nhiên, nàng xem bói cũng không có kết quả. Thổ ma ngẫu mặt không biểu tình, không rên một tiếng, ánh mắt của mọi người, hữu ý vô ý ở giữa rơi vào Tiêu Phàm trên mặt. Lần trước xem bói, Tiêu Phàm độc cầm dị nghị, sự thật chứng minh, hắn nói đao binh chi ách xác thực nghiệm chứng.
Tại đoàn người trong suy nghĩ, Vô Cực Môn bói toán chi thuật tựa hồ càng mạnh ba phần, dưới mắt cái khác thần toán đều không có kết quả, tự nhiên mà vậy mọi người liền đem hy vọng ký thác vào Tiêu Phàm trên thân. Tiêu Phàm cười cười, đem Thái Hạo thần thi tiện tay thu vào, nhẹ nói, không có kết quả, kỳ thật chính là kết quả. Âu Dương Minh Nguyệt khóe miệng hơi vểnh lên, lộ ra một tia cực kỳ nhạt ý cười. Hỗn Nguyên thượng nhân vuốt râu tay thoảng qua cương một chút, cũng như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Thổ Ma Ngẫu hay là mặt không biểu tình, nhưng cũng chưa lên tiếng phản bác. Thúy phu nhân tinh mâu sáng lên, nói Tiêu đạo hữu nói có lý. Đã không có kết quả kia hẳn là ngay tại Thiên Ma Thành. Trên thực tế, bọn hắn lần trước xem bói, quẻ tượng cũng là chỉ hướng Thiên Ma Thành. Chỉ bất quá trước khi đến Thiên Ma Thành con đường lựa chọn bên trên xuất hiện khác nhau. Bây giờ đã thân ở Thiên Ma Thành bên trong, xem bói tự nhiên là sẽ không còn có cái gì mới chỉ dẫn. Huệ Thiên Hào nhìn không được nói, thế nhưng là chúng ta đã ở đây đợi 1-2 tháng. Huệ Thiên Hào lo lắng, cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Bọn hắn dù sao cũng là kẻ ngoại lai, tại Thiên Ma Thành bên trong đợi thời gian càng lâu. Bại lộ phong hiểm lại càng lớn, nơi này cũng không so địa phương khác, chính là thất dạ giới cường đại nhất thành thị. Dù coi như là Tây Nhung Đại Thảo Nguyên nơi trọng yếu, cũng vô pháp cùng Thiên Ma Thành đánh đồng. Nếu thật là ở đây bại lộ thân phận, làm không tốt liền muốn toàn quân bị diệt. Ít nhất, đừng nghĩ mỗi người đều an toàn thoát thân. Thiên Ma Thành thế nhưng là có chân chính ngộ linh kỳ đại năng tọa chấn. Nghe nói hiện nay chính là Thiên Ma Đạo thời kỳ toàn thịnh, Thiên Ma Thành thậm chí khả năng không chỉ một vị ngộ linh kỳ tu sĩ. Đây là gì cùng đáng sợ lực lượng, nếu truyền ngôn là thật. Bọn hắn thật đúng là nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận, không thể có mảy may đi sai bước nhầm. Âu Dương Minh Nguyệt chậm rãi nói, đã tới mức độ này, bốc lên chút phong hiểm cũng là đáng. Huệ Thiên Hào liền không lên tiếng nữa. Hắn cũng chỉ là phát cào nhau, muốn nói hiện nay nửa đường trở ra, kia tự nhiên tuyệt đối không thể có thể. Đúng lúc này, suy, một tiếng vang nhỏ, một cái truyền âm phù bỗng nhiên xuất hiện ở trong mật thất, lập tức rơi vào trong cấm chế, không có đầu con ruồi như khắp nơi đi loạn. Đái Thành Long nhíu mày lại, duỗi tay ra, liền đem kia cái truyền âm phù nắm ở trong tay, lại là một người trung niên nam tử thanh âm, rất khách khí nói cho Mang đạo hữu, Nam Thành Tiểu Hương Các tổ chức giao dịch hội liền muốn bắt đầu, muốn mời Mang đạo hữu tiến về cổ động, không biết Mang đạo hữu phải chăng nể mặt. Đái Thành Long liền thuận miệng giải thích vài câu, cái này Tiểu Hương Các chuyên môn xử lý các loại hạng mục phụ giao dịch, quy mô cũng là không nhỏ, ta cùng bọn hắn làm qua mấy lần mua bán. Làm thất dạ giới lớn nhất thành trì, Thiên Ma Thành phường thì kích thước to lớn, cũng là không cùng luân so. Nói đến, Thiên Quang Thành cũng coi là mậu dịch trung tâm, nhưng cùng Thiên Ma Thành tương đối mà nói, lại là kém xa tít tắp. Thậm chí Thiên Quang Thành cả tòa thành thị quy mô, đều chỉ cùng Thiên Ma Thành Nam Thành cái này một mảnh phường thị tương đương. Dạng này siêu cấp thành phố lớn, các loại giao dịch bình thường đều là phân loại, lớn kiện hàng hóa ra vào. Tiểu Hương Các đã xử lý chính là hạng mục phụ giao dịch. Quy mô khẳng định so ra kém những cái kia siêu cấp cửa hàng lớn trải, bất quá lợi nhuận năng lực, chưa hẳn liền rất kém cỏi. Nói trắng ra, làm thiên môn sinh ý lợi nhuận xuất vốn sẽ phải vượt qua lớn kiện hàng hóa bán buôn, bởi vì cái gọi là, một năm không khai trương, khai trương ăn một năm, là. Đái Thành Long vốn là người làm ăn, tại Tiểu Hương Các giao dịch mấy lần về sau, tự nhiên bị Tiểu Hương Các chấp sự coi như hào khách, đủ kiểu kết giao. Bây giờ muốn mở giao dịch sẽ, cũng hấp tấp chạy tới thông chi. Huệ Thiên Hào nói, trái phải vô sự, đi xem một chút giao dịch này sẽ cũng tốt, nói không chừng có thể gặp được vật gì tốt. Đề nghị này không người phản đối. Đã muốn tại Thiên Ma Thành tiếp tục chờ đợi, nhất thời lại đoạn mất manh mối, như vậy đãi điểm đồ tốt cũng rất tốt. Tiểu Hương Các giao dịch hội 3 ngày sau cử hành, cùng loại dạng này quy mô giao dịch hội, Tiểu Hương Các 1 năm cũng liền nâng làm 1 lần, ngày thường giao dịch hội, quy mô đều tương đối nhỏ, trước tới tham gia khách nhân cũng không nhiều lắm. Mỗi năm 1 lần. Liền xem như thịnh hội. Trên thực tế tại Nam Thành phường thị, đủ loại giao dịch hội cơ hồ mỗi ngày đều có, thậm chí một ngày rất nhiều trận. Chỉ có loại kia từ mấy cái siêu cấp cửa hàng lớn trải liên thủ tổ chức cỡ lớn giao dịch hội, mới sẽ đặc biệt làm người khác chú ý. Bất quá như thế giao dịch hội, Âu Dương Minh Nguyệt bọn người lại là sẽ không đi tham gia. Nguyên nhân rất đơn giản, loại kia siêu cấp giao dịch hội hội tụ cao nhân thực tế quá nhiều, lại đừng bảo là khả năng có ngộ linh kỳ tiền bối tham dự hội nghị. Liền xem như cùng giai đại tu sĩ đại ma tôn, tu luyện đặc thù công pháp cũng không phải số ít, bọn hắn dịch dung giả dạng, rất dễ dàng liền sẽ lộ hãm. Tham gia Tiểu Hương Các loại này bên trong cùng quy mô cửa hàng tổ chức giao dịch hội,
chỉ cần che giấu thật tốt, nghĩ đến nguy hiểm sẽ không quá lớn. Bất quá thật đến chợ giao dịch, tất cả mọi người vẫn là âm thầm lấy làm kinh hãi. Đến đây tham dự hội nghị tu sĩ, thật đúng là không ít, xa so với bọn hắn dự liệu vì nhiều. Nhất là tu sĩ cấp cao không ít, vẻn vẹn nguyên anh kỳ trở lên, liền có hơn 200 vị, còn có một số kim đan hậu kỳ tu sĩ, tựa hồ cũng lấy khách quý thân phận tham dự hội nghị, trong hội trường rộn rộn ràng ràng, sợ không có hơn 1000 người nhiều. Mặc dù nói, tại thất dạ giới cái này lớn nhất thành thị, là thật nguyên anh đầy đường chạy, kim đan nhiều như chó, nhưng một nhà bên trong cùng quy mô cửa hàng tổ chức giao dịch hội, có thể có hơn 200 tên nguyên anh tu sĩ tham dự, đã coi như là cái kỳ tích. Cân nhắc đến tiểu hương các là làm hạng mục phụ sinh ý, mấy trăm tên kim đan hậu kỳ tu sĩ xuất hiện, cũng không thể tính là hoàn toàn góp đủ số. Nghĩ đến những này kim đan hậu kỳ tu sĩ, sư môn lai lịch đều không phàm, trong túi có chút kỳ kỳ quái quái đồ tốt, cũng không coi là bao nhiêu không hợp thói thường. Tiêu Phàm bọn người tự nhiên đều đem cảnh giới áp chế ở nguyên anh sơ kỳ tiêu chuẩn, tại hơn 1000 người khách quý bên trong, không hiển sơn không lộ thủy, không chút nào làm cho người chú mục, bị tiếp đãi phục thị gã sai vặt cung cung kính kính dẫn tới trong dạp an vị, lẫn nhau ở giữa, tự nhiên là nhìn không ra có chút liên hệ. Thậm chí Tiêu Phàm cùng Thiên Diệu tiên tử đều là chia ra hành động, cũng không có tụ cùng một chỗ, miễn cho gây nên sự chú ý của người khác. Tiêu Phàm vừa tiến vào bao xương, liền nâng chung trà lên chậm rãi uống trà, ánh mắt bình tĩnh, sớm đã hạ quyết tâm, trừ phi là chân chính 10 điểm đồ vật đặc biệt, nếu không không có ý định xuất thủ. Trên cơ bản, bất kỳ cái gì địa phương giao dịch hội quy củ đều không khác mấy, ngay từ đầu, dĩ nhiên chính là chủ sự phương xuất ra đủ loại vật phẩm tại chỗ đấu giá. Tại Thiên Ma Thành, tiểu hương các danh khí cũng coi như không nhỏ, nhất là hạng mục phụ giao dịch, tại đồng nghiệp ở giữa có phần có danh vọng. Lần này giao dịch hội lấy ra bán đấu giá vật phẩm, quả nhiên là ganh đua sắc đẹp, có không ít không tưởng được đồ tốt xuất hiện, thỉnh thoảng dẫn phát đấu giá cao trào, không khí hiện trường 10 điểm nhiệt liệt. Cái này tự nhiên chính là chủ sự phương hy vọng nhìn thấy, bầu không khí càng giận nóng, mọi người liền càng không lý trí, đấu giá liền càng không lý tính, chủ sự phương lợi nhuận liền càng cao. Đái Thành Long đã kìm nén không được, liên tiếp tham dự 3 lần đấu giá, thành công đập đi đồng dạng tâm ý bảo vật. Những người khác cũng đều có động tác, duy chỉ có Tiêu Phàm một mực yên lặng ngồi uống trà, thưởng thức bên ngoài dạp nóng nảy giao dịch, không có chút nào muốn ý xuất thủ. Trong bất chi bất giác, 2 ngày 2 đêm quá khứ, đấu giá cuối cùng kết thúc, sau đó bắt đầu tự do giao dịch. Tiêu Phàm dứt khoát lùi ra sau tại trong ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Xem ra lần này giao dịch hội, là muốn không thu hoạch được gì. Dược mạ vàng 1 viên, trao đổi 5.000 năm hỏa hầu linh dược 1 gốc, hoặc là 3.000 năm hỏa hầu linh dược 3 cây, 2.000 năm hỏa hầu linh dược 5 cây. Chấm ngoặc kép, ngay tại Tiêu Chân Nhân cơ hồ muốn mơ màng chìm vào giấc ngủ thời điểm, một cái phá la như thanh âm, bỗng nhiên đem Tiêu Phàm từ ngủ gật bên trong giật mình tỉnh lại. Nguyên bản thoảng qua có vẻ hơi yên lặng hội trường lập tức tựa như cùng sôi trào, lập tức náo nhiệt lên, không ít người châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ. Dược mạ vàng là cái gì? Không biết, chấm ngoặc kép, đổi 3.000 năm hỏa hầu linh dược 3 cây, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Thứ này cũng không biết là làm gì dùng. Chấm ngoặc kép, lại nguyên lai, đa số người căn bản cũng không biết cái này dược mạ vàng đến cùng là vật gì. Nhưng ngàn năm linh dược giá cả, tất cả mọi người là biết đến. Lại càng không cần phải nói, linh dược dược linh mỗi gia tăng mấy trăm năm, giá cả liền khác hẳn khác thường. 2.000 năm dược linh dược cùng 3.000 năm hỏa hầu linh dược, hứa lâu dài là 2 cái hoàn toàn khái niệm khác nhau. Chiếu cái này trao đổi yêu cầu đến xem, cái này dược mạ vàng tất nhiên là cực kỳ chân quý chi vật, hết lần này tới lần khác tuyệt đại đa số người đều chưa từng nghe nói qua thứ này. Tiêu Phàm cũng đã ngồi thẳng người, ánh mắt sáng ngời, hướng trong hội trường trung tâm giao dịch đài nhìn qua. Chương 1269, Long Hổ Đan cùng dược mạ vàng. Chỉ nhìn thấy hiện tại giao dịch trên đài, là một tên tuổi chừng 60 tuổi lão phụ, thân mặc hắc y, tóc xám trắng giao nhau, thần sắc lạnh lùng, trên thân lộ ra linh lực ba động, chứng minh người này có nguyên anh trung kỳ tu vi. Từ khí tức để phán đoán, tên này lão phụ chính là một tên tà tu, toàn thân âm lãnh bức người. Bàng phu nhân, đây thật là dược mạ vàng a. Cách giao dịch đài rất gần một cái ghế lô bên trong, truyền đến một tiếng nói giả nua, mang theo mấy phân hiếu kỳ. Được xưng là bàng phu nhân áo đen lão phụ hừ một tiếng, không nói một lời, tựa hồ đối với vấn đề ngu xuẩn như vậy khinh thường tại trả lời. Âm thanh già nua kia tính tình có chút ôn hòa, đối bàng phu nhân loại thái độ này, không thèm để ý chút nào, khẽ cười nói, bàng phu nhân, dược mạ vàng mặc dù cực kỳ hiếm thấy,
nhưng loại vật này cũng không có cái gì tác dụng quá lớn, chỉ có thể dùng làm phụ trợ vật liệu. Người mở ra dạng này bảng giá đến, chỉ sợ khó mà toại nguyện. Bàng phu nhân cười lạnh nói, người không biết hàng, tự có người biết hàng, rông dài cái gì. Xem ra cái này bàng phu nhân thật đúng là người như đồng hồ, tính cách âm lãnh, chanh chua cực kỳ. Kia thanh âm già nua ha ha cười khẽ hai tiếng, không lên tiếng nữa. Hội trường nháy mắt trở nên an yên tĩnh, nguyên bản người nghị luận phân phần lớn ngậm miệng lại, như có chút sợ hãi bàng phu nhân. Bà lão này tính tình cay nghiệt, tính tình không tốt, hết lần này tới lần khác tu vi rất cao, vạn nhất chọc giận nàng, bị ghi hận trong lòng, lại là tội gì đến ư. Chốc lát, khác một cái ghế lộ bên trong vang lên một vị nam tử trung niên giọng ôn hòa, bàng phu nhân, đối linh dược phẩm loại không có yêu cầu a? Không có, chỉ cần là hai đã ngoài ngàn năm dược linh dược, đều có thể. Bàng phu nhân trả lời, lời ít mà ý nhiều. Tốt, vậy ta liền nhìn xem. Một lời chưa tất, trước mắt mọi người một hoa, một tên ăn mặc kiểu văn sĩ nam tử trung niên. Liền đứng tại bàng phu nhân trước mặt, người này một bộ lam sam, dung mạo tuấn nhã, phong độ nhẹ nhàng, thình lình có nguyên anh hậu kỳ tu vi, mặc dù có thể cảm ứng được là vừa vặn đặt chân nguyên anh hậu kỳ không lâu, nhưng đại tu sĩ uy áp. Lại là đập vào mặt, dù coi như tại Thiên Ma Thành, nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ đó cũng là đỉnh tiêm đại nhân vật. Trừ kia ngàn tỷ tu sĩ bên trong đều khó mà xuất hiện một vị ngộ linh kỳ lão tổ, toàn bộ tu chân giới, chính là lấy những này hậu kỳ đại tu sĩ vi tôn. Bàng phu nhân đứng ở nơi đó, thần sắc bất động, cũng không cùng văn sĩ trung niên chào hỏi, ngạo khí cực kỳ. Bà lão này xem ra phía sau chỗ dựa rất cứng rắn. Văn sĩ trung niên cũng không chấp nhặt với nàng. Chỉ là mỉm cười cầm qua bàng phu nhân trước mặt hộp ngọc, từ đó lấy ra một khối như kim mà không phải kim, như đồng không phải đồng nắm đấm lớn hòn đá đến, nhìn kỹ lại, nhưng thật giống như là một đầu côn trùng. Toàn thân bị không phải vàng không phải đồng hòn đá bao vây lấy, trình hơi mờ hình, như là giống như hổ phách. Hoặc là nói, cái này kỳ thật chính là một khối hổ phách. Kia văn sĩ trung niên thấy cũng không mười điểm cẩn thận. Chỉ là cầm lấy kia hổ phách trạng tảng đá, thô thô dò xét vài lần. Liền gật đầu, hững hờ nói, ngược lại thật sự là rực mạ vàng, tại ta vừa vặn có chút công dụng. Như vậy đi, bàng phu nhân, ta cho ngươi 3.000 năm hỏa hầu linh dược một gốc, hoặc là 2.000 năm hỏa hầu linh dược hai gốc, cùng ngươi trao đổi, như thế nào? Ngữ khí nhu hòa, lại 10 điểm khẳng định, phảng phất mình nguyện ý dùng dạng này đại giới cùng bàng phu nhân trao đổi, đã rất nể tình, bàng phu nhân chiếm không ít tiện nghi. Bàng phu nhân cười lạnh một tiếng. Khẽ vươn tay liền đem kia rực mạ vàng đoạt lại, ngẩng lên thật cao đầu, một câu đều không nói, kia thần sắc khinh thường, lại là mỗi người đều thấy thanh thanh sở sở. Văn sĩ trung niên sắc mặt thoảng qua trầm xuống, cho thấy phải bàng phu nhân làm như thế phái đã chọc giận hắn, chỉ là ngay trước cái này rất nhiều người trước mặt, lại muốn bận tâm một chút nhà mình phong độ, không dễ làm chúng phát tác, bởi vì cái gọi là hảo nam không cùng nữ đấu. Lại nói cái này bàng phu nhân rõ ràng cảnh giới không bằng hắn, lại mảy may không nể mặt hắn. Tự nhiên là lực lượng 10 phần. Bàng phu nhân, người rất cố chấp. Loại vật này, mặc dù hiếm thấy, lại tác dụng không lớn, người cho rằng thực sự có người nguyện ý hóa lớn như vậy đại giới đến cùng người trao đổi à. Cũng không biết văn sĩ trung niên là thật muốn cái này rực mạ vàng, còn là bị bàng phu nhân khinh thị xuống đài không được, vẫn chưa thẹn quá hóa giận lập tức phẩy tay áo bỏ đi, ngược lại âm u nói vài câu. Bàng phu nhân ngay cả chính mắt đều không lại nhìn hắn một cái. Nhìn xem một màn này, Tiêu Phàm không khỏi khẽ lắc đầu. Tu chân giới chi lớn, quả thật là không thiếu cái lạ. Coi như cái này bàng phu nhân chỗ dựa lại cứng rắn, cũng không nên như thế ương ngạnh, hoặc nhiều hoặc ít muốn là đồng đạo lưu một điểm mặt mũi. Bằng không mà nói, đối cảnh thời điểm, chỉ sợ người ta sẽ không chút khách khí xuất thủ lấy tính mạng ngươi. Liên tục lọt vào bàng phu nhân nhục nhã, văn sĩ trung niên dù là tính tình cho dù tốt phong độ lại tốt, cũng giận tím mặt, hung hăng chừng bàng phu nhân một chút. Thân thể nhoáng một cái, cứ thế biến mất, về bọc của mình toa. Tiêu Phàm rất rõ ràng nhìn thấy, văn sĩ trung niên vừa mới quả nhiên là tức giận đến tay chân phát run. Hội trường lập tức trở nên cực độ yên tĩnh, bầu không khí xấu hổ dị thường. Ngược lại là bàng phu nhân thần sắc như thường, không có chút nào dị dạng. Mắt thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua, từ đầu đến cuối không người lại ra mặt, bàng phu nhân trên mặt rốt cục lộ ra vẻ thất vọng, ống tay áo lắp một cái. Liền chuẩn bị đem kia rực mạ vàng thu vào. Tiêu Phàm khe khẽ thở dài, đứng dậy, từ tốn nói, phu nhân chậm đã. Lập tức từ trong giạp bắn ra, đứng tại bàng phu nhân trước mặt. Thời khắc này Tiêu Phàm,
tự nhiên sớm đã dịch dung giả dạng thành 40-50 tuổi nam tử trung niên, khuôn mặt phổ thông, không chút nào thu hút, trên thân lộ ra một cỗ cực kỳ thuần chính ma khí, cho dù ai gặp một lần phía dưới, đều sẽ đem hắn xem như ma tu. Bàng phu nhân trên dưới dò xét hắn một chút, đình chỉ động tác. Tiêu Phàm cũng không mở miệng, duỗi tay ra, liền đem kia rực mạ vàng cầm tới trước mắt. Kỳ thật khỏi phải nhìn kỹ, Tiêu Phàm liền có thể nhận định, đây cũng là cực kỳ hiếm thấy rực mạ vàng, mà lại năm thật lâu sau, chất lượng cực dai. Như là kia thanh âm già nua cùng văn sĩ trung niên lời nói, rực mạ vàng mặc dù phi thường hy hữu, nhưng công dụng xác thực không nhiều, bình thường chỉ có thể dùng để làm vì một số đan dược phụ trợ vật liệu, mà lại cũng không phải là không thể thiếu, thực tế tìm không thấy rực mạ vàng, cũng có thể dùng những dược vật khác thay thế, luyện ra đan dược hiệu quả tự nhiên phải kém một chút. Chính là bởi vì rực mạ vàng như thế, gân gà cái này mới đưa đến nó càng thêm hiếm thấy. Bán không giá khởi điểm tiền, tự nhiên không có gì cửa hàng nguyện ý thu mua thứ này. Tiêu Phàm sở dĩ giờ phút này ra mặt, ở chỗ cái này rực mạ vàng đối với hắn mà nói, còn xác thực tương đối trọng yếu. Nam Cực Y Kinh bên trên ghi chép một cái toa thuốc, tên gọi Long Hổ Đan, loại này, Long Hổ Đan, cùng trong thế tục phàm nhân dùng đến cái chủng loại kia người bình thường đan không có nửa điểm cộng đồng chỗ, chính là thật sự tiên gia phương pháp kỳ diệu. Long Hổ Đan, chính là một loại phụ trợ đan dược. Hiệu quả lớn nhất là loại trừ những đan dược khác khả năng mang tới bất lợi hậu quả. Tại tu chân giới, luôn có như vậy một chút đan dược, dược tính cực kỳ kỳ lạ bá đạo, dùng thuốc về sau, hiệu quả thường thường là, hoặc này hoặc kia. Tỷ như lấy độc trị độc đan dược, dùng đến tốt. Thuốc đến bệnh trừ, bệnh trầm kha lập tức khỏi hẳn, một khi dùng sai, độc càng thêm độc, bệnh nhân lập tức mất mạng. Lại có một ít đan dược, sau khi ăn vào, có khả năng thu hoạch được chỗ tốt cực lớn. Thậm chí một đêm tiến giai, nhưng mà một khi vô hiệu, vậy cũng chỉ có thể cả đời dừng bước tại hiện hữu cảnh giới, rốt cuộc khó có tất tiến vào. Cùng loại dạng này đan phương, tại tu chân giới thật đúng là không hiếm thấy, trong đó cá biệt đơn thuốc. Thậm chí lưu truyền rất rộng, cần biết tại tu chân giới, không biết có bao nhiêu người cả đời đều khốn tại cái nào đó cảnh giới, dốc hết toàn lực cũng khó có thể đột phá, thế là loại này nghịch thiên đan phương. Liền theo thời thế mà sinh, không ít người danh tự hy vọng cực kỳ xa vời, mắt thấy đột phá vô vọng. Nói không chừng, cũng liền cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, cầu nguyện một đêm tiến giai kỳ tích xuất hiện trên người mình. Coi như không có hiệu quả, cũng không tổn thất cái gì. Dù sao cũng là tiến vào không được giai. Tự nhiên, dạng này đan phương nghe nhầm đồn bậy, sai lầm chỗ rất nhiều. Tiêu Phàm đã từng nghiên cứu qua mấy cái cùng loại đan phương, có thể kết luận, 100% là giả. Một đêm tiến giai loại chuyện này, không phải nói không có, nhưng kia thật đều là cực kỳ nghịch thiên bảo vật. Bình thường dược vật chế biến ra đến đan dược, nếu là cũng có loại này kỳ hiệu, kia tu chân giới còn không phải tu sĩ cấp cao nhiều như chó rồi. Hắn Tiêu Phàm chính là một đêm tiến giai sống sờ sờ ví dụ. Chỉ bất quá, hắn đêm hôm đó tiến giai, đầu tiên là hấp thu Âu Dương Uy thể nội mười mấy tên vô cực đệ tử khổ tu hạo nhiên chính khí, lại có thiên diệu tiên tử không tiếc tự tổn đạo hạnh, lấy bản mệnh chân nguyên quán chú, mới có như thế nghịch thiên tình hình xuất hiện. Bình thường đan phương, há có thể có như thế kỳ hiệu. Dạng này nghịch thiên đan phương, coi như Nam Cực Y Kinh, phía trên đều hãn hữu ghi chép, mà lại cần không có chỗ nào mà không phải là hiếm thấy hiếm có trời linh dược. Vì vậy, Long Hổ Đan, dạng này có thể loại trừ những đan dược khác khả năng mang đến bất lợi hậu quả đan dược, cũng coi như phải là 10 điểm nghịch thiên, Tiêu Phàm chưa hề dự định đi luyện chế. Bởi vì cho tới nay, Tiêu Y Thánh còn chưa hề luyện chế qua loại kia hoặc này hoặc kia bá đạo đan dược, cho nên Long Hổ Đan với hắn mà nói, chỉ ít trước mắt là không dùng được. Ai ngờ một đường đi tới, nhiều năm như vậy, hắn trong lúc vô tình đã đem luyện chế, Long Hổ Đan, các trồng linh dược thu thập phải không sai biệt lắm, chỉ kém cuối cùng hai vị thuốc, rực mạ vàng chính là trong đó một trong. Tại cái khác đan phương bên trong, rực mạ vàng là phụ trợ vật liệu, có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng ở Long Hổ Đan đan phương bên trong, rực mạ vàng lại là ắt không thể thiếu, vô có thể thay thế. Mà lại rực mạ vàng niên đại càng lâu xa, dược tính càng mãnh liệt. Luyện chế ra đến Long Hổ Đan hiệu quả lại càng tốt. Mặc dù Tiêu Phàm cảm thấy mình nhất thời bán hội không dùng được Long Hổ Đan, nhưng đã dược liệu đã thu thập phải không sai biệt lắm, nhưng cũng không nguyện ý bỏ lỡ cái này rực mạ vàng. Chỉ cần lại tìm được cuối cùng một mực linh dược, Tiêu Phàm liền có thể đem truyền thuyết này bên trong công hiệu thần kỳ, Long Hổ Đan, luyện chế ra tới. Dự bị cũng tốt, vạn nhất ngày nào đó, hắn thật gặp loại kia hoặc này hoặc kia nghịch thiên linh dược đâu. Người này vận khí, ai có thể nói chúng.
Kiểm tra thực hư qua rực mạ vàng về sau, xác nhận không sai, Tiêu Phàm cũng không nói nhiều, cổ tay khẽ đảo, năm cây linh dược nổi lên, trong lúc nhất thời, hội trường linh khí mờ mịt, mùi thuốc xông vào mũi, chính là năm cây hai đã ngoài ngàn năm hỏa hầu linh dược. Muốn nói hiện nay Nam Cực Tiên Ông linh dược vườn bên trong, Tiêu Phàm tồn kho cực kỳ phong phú, đã ngoài ngàn năm linh dược số lượng thực không ít. Có như thế nghịch thiên linh dược vườn, Tiêu Phàm đương nhiên phải mạo xưng phân lợi dụng, thay phiên trồng các trồng linh dược, thành thục về sau ngắt lấy bảo chế, cất giữ dự bị. 2000 năm hỏa hầu linh dược, đối Tiêu Phàm đến nói, chưa nói tới cỡ nào chân quý. Hắn đương nhiên sẽ không đem kia 5000 năm linh dược lấy ra, một cái không có lời, thứ hai cũng không nghĩ quá làm cho người chú mục. Tại không ít nguyên anh kỳ tu sĩ cấp cao trong mắt, 5000 năm linh dược cùng 2000 năm linh dược hoàn toàn là hai việc khác nhau, có đôi khi luyện dược, hỏa hầu chênh lệch mấy chục năm, dược hiệu đều khác biệt quá nhiều, lại càng không cần phải nói chênh lệch 3000 năm. Nghiêm chỉnh mà nói, liền 10 cây 2000 năm linh dược, cũng so ra kém một gốc 5000 năm hỏa hầu. Một mực ngạo nghễ ở trên bàng phu nhân thấy cái này 5 cây linh dược, lập tức ánh mắt sáng lên. Sau một lát, kiểm tra thực hư hoàn tất, bàng phu nhân vung ống tay áo lên, đem 5 cây linh dược thu hồi, hài lòng đi. Tiêu Phàm thu hồi rực mạ vàng, cũng là không chậm không nhanh về bọc của mình toa. Chương 1270, trong truyền thuyết gia tộc. Cái này việc nhỏ xen giữa, vẫn chưa gây nên gợn sóng quá lớn, rất nhanh liền bị sau đó giao dịch bao phủ, không ai quá để ý. Lại là một ngày một đêm quá khứ, tự do giao dịch cũng dần dần chuẩn bị kết thúc. Đã có người bắt đầu lần lượt rời trận, những người này, hoặc là tìm được vật mình cần, vội vội vàng vàng chạy trở về luyện chế, hoặc là trong túi linh thạch còn thừa không nhiều, cảm thấy đợi tiếp nữa cũng sẽ không có thu hoạch gì. Đương nhiên, lớn một số người đều còn chưa đi, tất nhiên là hy vọng lại xuất hiện cái gì kỳ chân dị bảo hoặc là mình đặc biệt thứ cần thiết. Dù sao tu luyện cũng không tranh cái này một hai ngày quang cảnh. Tiêu Phàm tiếp tục thưởng thức trà, tâm cảnh bình thản, thẳng đến Ô Người xuất hiện. Ô Người là tên của một người. Người này, không chút nào thu hút, mặc bình thường nhất quần áo, bình thường nhất ăn diện, tầm thường nhất khuôn mặt, lại không có ai so hắn càng trung quy trung củ. Theo lý, người này sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Nhưng mà sự thật vừa vặn tương phản, người này vừa xuất hiện, lập tức liền gây nên đại đa số nguyên anh tu sĩ chú ý. Tiêu Phàm cũng bỗng nhiên ngồi thẳng người. Đáy mắt lục mang lấp lánh, thiên nhãn thần thông vận làm, không ngừng quan sát cái này phổ thông phải không thể lại phổ thông nam nhân. Này người sở dĩ như thế làm cho người ta chú ý, vừa vặn chính là hắn phổ thông. Thực tế quá phổ thông đến không ai có thể từ trên người hắn cảm ứng được nửa điểm linh lực ba động, lại càng không cần phải nói điều tra cảnh giới của hắn sâu cạn. Người này, vậy mà cùng trong thế tục phàm nhân giống nhau như đúc, không có gì khác nhau. Nhưng là... Một phàm nhân là không thể nào xuất hiện ở đây. Cho nên, rất rõ ràng, người này ẩn nấp cùng thuật ngụy trang đã đến lô hỏa thuần thanh trình độ. Ở đây hàng trăm hàng ngàn vị cao trung giai tu sĩ, tinh thông dịch dung ngụy trang cùng ẩn nặc thuật không phải số ít, tỉ như thiên diệu tiên tử chính là trong đó nhân tài kiệt xuất. Nhưng mà dù coi như là thiên diệu tiên tử, cũng rất khó đem khí tức của mình che giấu đến không chút nào lộ ra ngoài. Tiêu Phàm thậm chí cảm ứng được, ngay một khắc này, đã không chỉ một vị đại tu sĩ vận dụng cường đại thần niệm chi lực, tại không chút kiêng kỵ liếc nhìn cái này phổ thông nam nhân. Tiêu Chân Nhân mình cũng không ngoại lệ, nói đến thần niệm chi lực, hắn mảy may cũng không đang tìm thường hậu kỳ đại tu sĩ phía dưới, thậm chí còn hơn. Có thể nói, mỗi thời mỗi khắc, hắn đều chưa từng đình chỉ tiến bộ bộ pháp, cũng không phải Tiêu Phàm có bao nhiêu chăm chỉ, mà là hắn có quá nhiều cực phẩm đan dược có thể liên tục không ngừng cung ứng. Dù là một khắc không đứng ở đi đường, không có thời gian đả tọa điều tức, những cực phẩm đan dược này cũng tại âm thầm gấp rút tiến vào hắn không ngừng mà tiến bộ. Thân là y thánh, có được Nam Cực Tiên Ông linh dược vườn dạng này nghịch thiên bảo vật, Tiêu Phàm luôn luôn muốn vì chính mình mưu điểm phúc lợi, nếu không, cũng không quá đối được mình. Nhưng mà, mặc kệ Tiêu Phàm thần niệm chi lực như thế nào cường đại, lại cầm cái này chậm rãi hướng giao dịch lên trên bục đến phổ thông nam nhân không có biện pháp. Thần niệm chi lực đảo qua đi, vậy mà không thu hoạch được gì. Tại thần niệm chi lực liếc nhìn hạ, người này căn bản liền không tồn tại, nếu như không phải nhìn xem hắn từng bước một đi tới, đi lại trầm ổn, nhất cử nhất động đều thấy thanh thanh sở sở, cho dù ai đều muốn cho là mình hoa mắt. Nhìn thấy chỉ là một cái huyễn ảnh, Tiêu Phàm giật nảy cả mình, với hắn mà nói, loại tình hình này chưa hề phát sinh qua. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, thậm chí giờ khắc này, hắn đối với người này sinh ra nồng đậm kiêng kỵ chi ý. Một người như vậy,
nếu như muốn đánh lén người khác, tin tưởng có rất ít người có thể tránh được. Cả cái giao dịch chiếu cố trận trở nên cực kỳ yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Dù coi như là một cây châm rơi trên mặt đất, cũng có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Người này dần dần đi tới giao dịch trước sân khấu, đứng vững, hai tay ôm quyền, tứ phương thở dài, trên mặt lộ ra mỉm cười, nói, các vị đạo hữu mời. Bỉ nhân hôm nay yếu xuất thụ thất dạ giới mật địa địa đồ một bộ, đều là bỉ nhân hoặc là bỉ nhân đám tiền bối đã từng đi qua địa phương. Địa đồ phi thường tường tận, không có chút nào giả mạo. Đối với rất nhiều cố ý mạo hiểm, săn giết chim quý thú lạ đạo hữu đến nói, ngược lại cũng có chút tác dụng. Lời còn chưa dứt, hội trường lập tức vang lên ông ông tiếng nghị luận. Mặc dù nói, tiểu hương các là chuyên môn tiến hành hạng mục phụ giao dịch, nhưng nhiều lần giao dịch hội, thật đúng là chưa bao giờ thấy qua có người bán ra địa đồ. Thực tế thứ này quá phổ thông, không ít cửa hàng đều có bán. Sao có thể cầm tới giao dịch này sẽ lên đến giao dịch? Còn có cái gọi là mật địa địa đồ, càng là không hiểu thấu. Xin hỏi đạo hữu, cái gì là mật địa địa đồ? Một cái ghế lâu bên trong truyền đến nhàn nhạt nữ tử thanh âm, mặc dù đã tận lực tiến hành biến hóa, Tiêu Phàm cùng người vẫn là một chút liền có thể nghe được, đây là Âu Dương Minh Nguyệt. Nam tử bình thường cười cười, nói cái khác trên bản đồ không có lẽ tại ta địa đồ bên trên có thể tìm được. Tỷ như nói đâu, tỷ như nói Đông Bình Hoang Nguyên, lại tỷ như nói, Quỷ Cốc. Chấm ngoặc kép, phổ thông nam tử thanh âm hay là 10 điểm bình tĩnh, tựa hồ tại tự thuật lấy một cái tương đương bình thường sự thật, không có chút nào đáng giá khoe chỗ. Lại không biết hắn như thế vô cùng đơn giản hai cái địa danh, đã để giao dịch hội hiện trường sôi trào. Vô luận Đông Bình Hoang Nguyên hay là Quỷ Cốc, đều là thất dạ giới nhất đại danh đỉnh đỉnh tử vong cấm địa, truyền ngôn bên trong, từ không có người từng điều tra những này cấm địa toàn cảnh, tự nhiên cũng liền không tồn tại cái gì địa đồ. Phải có, cũng chỉ là khu vực biên giới một chút tàn khuyết không đầy đủ địa đồ, khu vực hạch tâm, kia là nghĩ cùng đừng nghĩ. Toàn cảnh a, đương nhiên, nam tử bình thường mỉm cười đáp, 10 phần tự tin. Âu Dương Minh Nguyệt không lên tiếng, Tiêu Phàm song nghi cũng dương lên, mặc dù hắn đi qua Đông Bình Hoang Nguyên chỗ sâu nhất, thành công đem Thiên Diệu Tiên Tử giải cứu ra, nhưng muốn hắn vẽ ra Đông Bình Hoang Nguyên toàn bộ địa đồ, nhưng cũng tuyệt đối không thể. Lời nói của người nọ, có độ tin cậy thực tế không cao. Các hạ họ gì đại danh, có thể hay không cho biết. Tới gần giao dịch đài một cái ghế lô bên trong, truyền ra một cái thanh âm uy nghiêm, cùng lúc đó, trong giáp cũng lộ ra một cỗ sát khí ngất trời, áp lực cực lớn, đập vào mặt. Đại Ma Tôn, chấm ngoặc kép, tiếng kinh hô bên trong. Nguyên bản nghị luận ầm ĩ hội trường, nháy mắt lại trở nên an yên tĩnh. Dù coi như tại Thiên Ma Thành, Nguyên Anh hậu kỳ Đại Ma Tôn cũng là cao cao tại thượng đại nhân vật, mà lại vị này Đại Ma Tôn khí thức cường đại, xa không phải vừa rồi cùng Bàng phu nhân đấu khí văn sĩ trung niên có thể so sánh. Đủ thấy tại Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ bầy trong cơ thể, cũng là một vị không tầm thường đại cao thủ. Cái này cố áp lực cường đại cùng sát khí ngất trời, nhưng lại chưa đối phổ thông nam người tạo thành áp lực chút nào. Như là thanh phong Phật thể, không chút nào vì đó mà thay đổi, chỉ là hướng na bên cạnh bao xương lộ ra một cái mỉm cười thản nhiên. Ôm quyền nói, phi đạo hữu mời, tại hạ ô người. Gió Tây đảo ô ra thứ 37 thay mặt truyền nhân. Hoa, một tiếng, hội trường lại sôi trào. Gió Tây đảo ô ra, làm sao có thể, ô ra người làm sao sẽ công khai lộ diện. Cái này quá bất khả tư nghị. Chấm ngoặc kép, ngay cả Tiêu Phàm trên mặt đều lộ ra thần sắc cổ quái. Đến thất dạ giới những năm này, nhàn hạ thời điểm, Tiêu Phàm cũng tại hết sức hiểu rõ thất dạ giới hết thảy, không hề nghi ngờ. Đối thất dạ giới biết được càng nhiều, an toàn liền nhiều một phân bảo hộ. Chân chính đáng sợ nhất chính là, thằng mù cưỡi ngựa đuôi, nửa đêm lâm vực sâu. Gió Tây đảo ô ra, tại thất dạ giới có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh. Gia tộc này thế lực cũng không cường đại, nhân khẩu cũng không thịnh vượng, làm việc càng không trương dương thậm chí có thể nói là 10 điểm điệu thấp. Cơ hồ rất ít gặp bọn hắn tại trường hợp công khai lộ diện. Thế nhưng càng là như thế, danh tiếng của bọn hắn thì càng vang dội. Thất dạ giới thế lực lớn nhất tông môn là Thiên Ma Đạo, mà nhất thiên môn gia tộc lại là Ô Gia. Đây là đoàn người công nhận, nhiều năm trước tới nay, từ không dị nghị. Truyền ngôn bên trong, thất dạ giới liền không có Ô Gia đi địa phương mà không đến được. Thậm chí có người nói, Ô Gia là một sát thủ gia tộc, tu chân giới rất nhiều không đầu bàn xử án. Đều là bọn hắn Ô Gia làm ra. Truyền ngôn càng là sinh động như thật, nói là không có Ô Gia giết không chết người. Tóm lại, đây là một cái cơ hồ bị thần hóa gia tộc, ta thế nào biết ngươi nói thật hay giả? Vị kia bị trở thành phi đạo hữu Nguyên Anh hậu kỳ đại ma tôn lạnh lùng ép hỏi.
Ô người nhẹ nhàng cười một tiếng, đầu hơi khẽ rũ xuống, lập tức liền ngẩng đầu lên, mỉm cười nói, phi đạo hữu khi thật sự không biết tại hạ rồi sao. Lại chỉ thấy tại cái này trong nháy mắt, dung mạo của hắn đã đại biến, trở nên góc cạnh rõ ràng, tuấn lãng phi phàm, trẻ tuổi hơn 10 tuổi, liền thân tử đều dài cao vài tấc nhiều, một cỗ cường đại đến cực điểm, mảy may cũng không tại phi đạo hữu phía dưới khí tức bỗng nhiên từ trên người hắn tán phát ra, cách gần đó một điểm người, lập tức bị ép tới ngay cả khí đều không kịp thở. Người này vậy mà tại nháy mắt liền từ một kẻ phàm nhân biến thành không dưới hậu kỳ đại ma tôn cao thủ khủng bố. Ngươi, ngươi, là ngươi, cái này sao có thể? Chấm ngoặc kép, trong dạp, truyền đến một tiếng kinh hô, mới vừa rồi còn uy phong lẫm liệt không ai bì nổi phi đạo hữu, trong chốc lát phảng phất gặp quỷ, quá sợ hãi, thậm chí ngay cả lời đều nói không nguyên lành, cho thấy phải chấn kinh quá độ. Muốn để một vị nguyên anh hậu kỳ đại ma tôn như thế thất kinh, thật là không dễ dàng. Tiểu đệ đối phỉ huynh cũng vô ác ý, ngày xưa cũng không phải tận lực lừa gạt phỉ huynh, chỉ là gia quy tổ huấn như thế, ô người không dám vi phạm. Còn thỉnh phỉ huynh nhiều hơn thông cảm. Chấm ngoặc kép, ô người rất thành khẩn nói, lại ôm quyền làm lễ. Không không, ta không phải ý tứ kia, hiền đệ nói chuyện này đến. Hiền đệ là thật hiểu lầm ngu huynh, chấm ngoặc kép, hoảng phải phi đạo hữu một tràng tiếng nói, ngu huynh, nửa ngày, cũng không nói ra cái nguyên cớ tới. Lại là tại sợ không thôi. Rất hiển nhiên, hắn đối vị này, hiền đệ, chân diện mục hoàn toàn không biết gì, mà từ bọn hắn lẫn nhau xưng hô đến xem, bọn hắn trước đây tựa hồ là rất bằng hữu quen thuộc. Nếu như đúng như theo như đồn đại như thế, ô gia là một sát thủ gia tộc, vậy hắn phi đạo hữu thủ cấp chỉ sợ sớm đã không tại trên cổ. Vô luận là ai, biết được mình, hiền đệ, có khả năng tùy thời lấy mình thủ cấp, đều sẽ không chịu được ngược lại rút khí lạnh. Bóng người lóe lên, Âu Dương Minh Nguyệt đã đứng tại ô mặt người trước. Nàng hiện tại vẫn như cũ đem cảnh giới áp chế ở Nguyên Anh sơ kỳ tiêu chuẩn, nhưng đứng tại vị này đột nhiên bộc phát ra hậu kỳ đại tu sĩ kinh thiên uy áp ô gia truyền nhân trước mặt, lại chấn định như hằng, thần sắc tự nhiên, không có toát ra mảy may vẻ sợ hãi. Đồng thời không phải giả vờ giả vịt, mà là tự nhiên nhiên, từ bên trong mà bên ngoài tự tin. Điểm này, mặc cho ai nấy đều thấy được, Tiêu Phàm thấy thế, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Âu Dương đại trưởng lão thực tế quá kiêu ngạo, ngay cả Dịch Dung giả trang cũng không chịu hơi khiêm tốn một chút mình ngạo khí cùng tự tin. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1271, Cửu Linh Đan. Gì để nghiệm chứng? Âu Dương Minh Nguyệt nhìn qua ô người, nhàn nhạt hỏi. Tiên tử muốn thế nào nghiệm chứng? Ô người vẫn như cũ không nóng không vội mà hỏi thăm. Âu Dương Minh Nguyệt lạnh nhạt nói, Đông Bình Hoang Nguyên, từ Tây hướng Đông. Trải qua phỉ thúy lĩnh, không lo xuyên tiến vào khu vực trung tâm nhất, bị cự phệ trùng cùng thiết bối đao lang chiếm cứ địa phương, vùng này địa đồ. Ô trong mắt người liền hiện lên vẻ kinh ngạc chi sắc, mỉm cười nói, đây là tiến vào Đông Bình Hoang Nguyên khu vực hạch tâm nguy hiểm nhất con đường, tiên tử quả nhiên can đảm hơn người. Nghe xong liền biết, Âu Dương Minh Nguyệt là thật đi qua Đông Bình Hoang Nguyên chỗ sâu nhất, nếu không quả quyết sẽ không biết, nơi đó bị cự phệ trùng cùng thiết bối đao lang đồng thời chiếm cứ. Trên thực tế, phỉ thúy lĩnh, không lo xuyên đã tràn ngập gian nan hiểm trở, có thể đến không lo xuyên, đã rất đáng gờm. Ô người ống tay áo lắc một cái, từ trước mặt trong hộp ngọc lấy ra một mảnh thẻ tre, đưa cho Âu Dương Minh Nguyệt, nói, Đông Bình Hoang Nguyên Tây Bộ địa đồ, đều ở nơi này, mời tiên tử nghiệm chứng. Âu Dương Minh Nguyệt cầm lấy thẻ tre, dán tại trên trán, thần niệm chi lực đi đến quét tới, sau một lát, liền là buông xuống thẻ tre, còn cho ô người, nhẹ nhàng gật đầu, nói, muốn trao đổi cái gì? Ô người nhìn nàng một cái, nhẹ nói, 10.000 năm linh dương hoa một đóa, 10.000 năm khô máu dây leo một gốc, cực phẩm ngũ thải cao một bình, cộng thêm tứ giai trùng vương nội đan một viên. Hoa, một tiếng, toàn bộ hội trường lập tức trở nên yên lặng, duy vừa phát ra thanh âm, chính là vô số người hít khí lạnh thanh âm. 10.000 năm linh dương hoa, 10.000 năm khô máu dây leo, cực phẩm ngũ thải cao, tứ giai trùng vương nội đan, vô luận dạng nào, đều có thể xưng nghịch thiên bảo vật. Tu sĩ tầm thường đừng bảo là tận mắt chứng kiến. Liền xem như nghe đều rất ít nghe nói qua. Mấy thứ này, cho dù tại lớn nhất cửa hàng hàng năm giao dịch trên đại hội, cũng có thể làm áp trục bảo vật tiến hành đấu giá, đồng thời nhất định sẽ nhấc lên cao trào. Tùy ý đồng dạng, Âu Dương Minh Nguyệt hỏi. Không, là toàn bộ, ô người ngữ khí vẫn là như vậy ấm và bình tĩnh, mặt mũi tràn đầy đương nhiên thần sắc. Âu Dương Minh Nguyệt song mi có chút nhào lên, nói quá đắt. Ô người khe khẽ thở dài. Nói, tiên tử, cũng không mắc, giả dụ tại những địa phương này gặp nạn,
nếu có ta cái này mật địa địa đồ, có lẽ có thể trốn được một cái mạng. Những vật kia cố nhiên chân quý, lại nơi nào có thể cùng tính mệnh đánh đồng. Huống chi, tại hạ nếu như không là đụng phải thiên đại nan đề, cũng đoạn sẽ không đến nơi này xuất đầu lộ diện. Càng sẽ không bán thành tiền sản nghiệp tổ tiên. Cần biết cái này mật địa địa đồ, chính là chúng ta Ô gia đời đời kiếp kiếp ỷ trượng lớn nhất một trong. Buôn bán, luôn luôn muốn nguyện đánh nguyện chịu, công bằng giao dịch mới tốt. Âu Dương Minh Nguyệt chậm rãi gật đầu, quay đầu hướng về sau bên cạnh Bao Xương quét tới. Bờ môi khinh động, hiển nhiên đang cùng người thương nghị. Chốc lát, truyền đến đại lãnh chúa càng phát triển thanh âm, cực phẩm ngũ thải cao, tại hạ cũng có một bình nhỏ. Nói, ống tay áo lắc một cái sữa bình ngọc màu trắng liền từ trong Bao Xương bắn ra. Vững vàng rơi vào Âu Dương Minh Nguyệt trong tay. Âu Dương Minh Nguyệt nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đưa cho Ô người. Ô người tiếp tới, mở ra nắp bình, chỉ thấy một đạo ngũ sắc cầu vồng. Phóng lên tận trời, trong chốc lát đem toàn bộ giao dịch hội trận đều chiếu rọi phải cực kỳ sáng lạn, một cỗ kỳ lạ hương khí lập tức tràn ngập toàn trường, nhẹ nhàng hít một hơi, lập tức liền say say muốn say. Không sai, quả nhiên là cực phẩm ngũ thải cao, chất lượng 10 phần, phân lượng cũng đủ. Ô người chỉ nhìn sang, liền là đắp lên nắp bình, đem bình ngọc một lần nữa còn cho Âu Dương Minh Nguyệt. Cực phẩm ngũ thải cao, chỉ là bốn dạng trao đổi vật phẩm bên trong đồng dạng mà thôi, lại không đủ để đổi lấy hắn mật địa địa đồ. Thật lâu, Đái Thành Long chậm rãi nói, khô máu dây leo ta chỗ này ngược lại là có một đoạn, bất quá năm không đủ, chỉ có 6-7 ngàn năm dáng vẻ, lại không biết hắn có thể hay không để ý. Nói xong, cũng đem một cái thật dài hộp ngọc hướng Âu Dương Minh Nguyệt ném đi. Mắt thấy Âu Dương Minh Nguyệt nghiệm chứng địa đồ không sai, mọi người cũng liền trong nháy mắt đạt thành ăn ý, vô luận như thế nào, muốn đem cái này mật địa địa đồ lấy xuống. Một tia hy vọng, tất cả đều ký thác vào cái này bên trên. Thậm chí đã có người hạ quyết tâm, vạn nhất thu thập không đủ Ô người cần bốn dạng chân bảo, cũng nhất định phải nghĩ những biện pháp khác đem bản đồ này đoạt tới tay, dù là vì thế bốc lên lớn hơn nữa phong hiểm, cũng không lo được. Chỉ là cái này Ô người chính là gió Tây đảo Ô gia truyền nhân chính tông, vừa mới đã lộ một tay ẩn nấp thần thuật, tung coi như bọn họ toàn bộ xuất động, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể đem người này bắt giữ. Mấu chốt nhất một điểm, là căn bản cũng không rõ ràng người này chân chính cảnh giới. Mặc dù hắn vừa rồi hiển lộ ra không dưới hậu kỳ đại tu sĩ khí tức khủng bố, nhưng ai có thể xác định, đây chính là hắn chân thực cảnh giới. Vạn nhất người này đã đặt chân ngộ linh kỳ, chính là một phương lão tổ đâu. Mặc dù nói khả năng này cực nhỏ, tổng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Âu Dương Minh Nguyệt tiếp nhận hộp ngọc, lại không chút do dự chuyển cho Ô người. Ô người mở hộp ngọc ra, chỉ thấy bên trong lẳng lặng nằm một đoạn màu đỏ sậm dây leo khô, dài ước chừng hơn một xích. Ngón út phẩm chất, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi xông vào mũi, nhưng mà lại nồng mùi máu tươi cũng không che giấu được kia nhàn nhạt mùi thuốc. Đồng thời theo thời gian chuyển rời, mùi thuốc càng thêm nồng đậm, mùi máu tươi lại dần dần nhạt đi, mấy không thể nghe thấy. Ô người mắt đầu tiên là sáng lên, lập tức lại trở nên ảm đạm, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không sai, cái này thật là khô máu dây leo, chỉ bất quá năm hơi thua, chỉ có 7 ngàn năm không đến, tại hạ lại là không dùng được. Chấm ngoặc kép. Vừa nói vừa đem hộp ngọc còn cho Âu Dương Minh Nguyệt, mặt mũi tràn đầy vẻ tiếc nuối. Âu Dương Minh Nguyệt cũng không để ý, ánh mắt rơi thẳng vào Tiêu Phàm chỗ Bao Xương bên trên. Một nhóm 9 người mặc dù là chia ra hành động, nhưng mỗi người tại cái Bao Xương nào, tất nhiên là người người trong lòng hiểu rõ. Không nói những cái khác, Tiêu Phàm trong tay khẳng định có tứ giai trùng vương nội đan, còn không chỉ một viên. Mặc dù biết Tiêu Phàm nhất định sẽ dùng trong lúc này đan tới cho ăn hắn thiết bối đao lang, nhưng trong lúc này tự nhiên là địa đồ càng thêm quan trọng. Huống chi cũng chỉ cần xuất ra một viên tới. Bóng người lóe lên, Tiêu Phàm trực tiếp xuất hiện tại giao dịch trước sân khấu, mỉm cười đối Ô người nói, Ô đạo hữu, tứ giai trùng vương nội đan tại hạ ngược lại là có một viên, mà lại cam đoan chất lượng cực giai, không có bất kỳ cái gì tổn hại. Ô người cười cười, nói, vậy liền tốt nhất. Không qua đạo hữu chắc hẳn cũng nghe đến, tại hạ muốn trao đổi, không chỉ một viên tứ giai trùng vương nội đan, là bốn dạng linh dược, đồng dạng không thể thiếu. Dưới mắt, các ngươi còn chỉ có hai loại. Xin thứ cho tại hạ vô lễ, hai loại linh dược là trao đổi không đến địa đồ. Hắn đương nhiên nhìn ra được, Âu Dương Minh Nguyệt cùng Tiêu Phàm nhưng thật ra là cùng một bọn, chỉ là không tại một cái ghế lô mà thôi. Tiêu Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói tại hạ có câu nói, Ô đạo hữu khả năng không vui lòng nghe. Đạo hữu rất có thể cầm tới một chương sai lầm đan phương. Dù coi như đem cái này bốn dạng linh dược đều góp đủ, cũng chưa chắc liền có thể luyện chế ra cửu linh đan.
Một mực trấn định tự nhiên Ô người nhất thời giật nảy cả mình, song mi bỗng nhiên dương lên, gắt gao tiếp cận Tiêu Phàm, thần sắc trên mặt chấn kinh vô so, trong mắt cực nhanh hiện lên một vòng cực kỳ hung lệ chi khí. Nguyên bản trầm tĩnh như nước người, đột nhiên bộc phát ra nồng đậm đến cực điểm sát cơ. Âu Dương Minh Nguyệt đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, một cỗ nhu hòa lực đạo vô thanh vô tức tuôn ra, đem kia cỗ nồng đậm sát cơ ngăn cách bên ngoài, một mực bảo vệ Tiêu Phàm. Làm sao ngươi biết ta muốn luyện chế cửu linh đan? Chốc lát, Ô người lạnh lùng hỏi, toàn thân sát khí không có chút nào thu liễm. Đối Ô người hùng hổ dọa người, Tiêu Phàm lại là không thèm để ý chút nào, vẫn như cũ mặt mỉm cười, nói, đồng thời thu thập 10.000 năm linh dương hoa, 10.000 năm khô máu dây leo, cực phẩm ngũ thải cao cùng tứ giai trùng vương nội đan, chỉ có thể là luyện chế cửu linh đan. Ngươi là lang trung, Ô người nửa tin nửa ngờ, kia cỗ nồng đậm sát khí, nhưng dần dần nhạt, một chút xíu thu liễm. Tiêu Mỗ hiểu sơ thuật kỳ hoàng, vậy ngươi dựa vào cái gì nói ta cầm tới một chương sai lầm đan phương? Tiêu Phàm cười cười, nói, Ô đạo hữu, luyện chế cửu linh đan, xác thực cần khô máu dây leo, nhưng chân chính dùng được khô máu dây leo, chính là 7.000 năm hỏa hầu, 10.000 năm khô máu dây leo, huyết khí quá nặng, ngược lại không hợp dùng. Dùng sai thuốc, cửu linh đan, vô luận như thế nào đều luyện không ra. Coi như luyện ra, cũng tuyệt không thể dùng, nếu không chẳng những không giải được độc, hiệu quả còn hoàn toàn ngược lại. Ô người nhất thời do dự, kia hung lệ chi khí cùng toàn thân sát cơ, sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tựa hồ đối với Tiêu Phàm lời nói, đã tin 7-8 phần. Tiêu Phàm cũng không nói nhiều, ống tay áo lắc một cái, một viên màu da cam đan dược nổi lên, nhẹ nhàng bóp tại hắn ngón cái ngón trỏ ở giữa, viên đan dược kia mặc dù chỉ có đậu hà lan lớn nhỏ, lại lóng lánh mỹ lệ vô so quang trạch, năm thải hà ánh sáng, thỉnh thoảng giao thế, nhìn thật kỹ, lại có 9 loại khác biệt hào quang giao thế lấp lánh. Cửu linh đan, chấm ngoặc kép, Ô người hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, giống là tuyệt đối không dám tin, ăn một chút thì thào một tiếng, tựa như mộng má lúng đồng tiền. Tiêu Phàm giờ phút này lấy ra viên đan dược kia, chính là thành phẩm, cửu linh đan, mà lại mùi thuốc nồng đậm, 9 loại khí thức của linh dược giao thế lộ ra, đoạn không tướng hỗn, chính là cực phẩm nhất, cửu linh đan. Từ Ô người thần sắc đến xem, hắn cơ hồ liền muốn một tay lấy cái này khỏa linh đan đoạt lấy đi. Âu Dương Minh Nguyệt nhẹ nhàng thở phào một cái, xem ra giao dịch này khỏi phải nàng nhọc lòng. Có một vị y thánh đồng hành, thật đúng là sẽ giữa bất chi bất giác giải quyết rất nhiều nan đề. Tu sĩ tầm thường, dù coi như là hậu kỳ đại tu sĩ, cũng rất ít biết luyện chế một viên cửu linh đan tùy thân mang theo. Duy chỉ có Tiêu Y Thánh mới như thế, tài đại khí thô, ngay cả dạng này giải độc thánh dược đều có dự bị. Bất quá, ngoài dữ liệu chính là, Ô trong mắt người cuồng nhiệt sắc thái dần dần trở thành nhạt, cuối cùng lại hồi phục thành kia không có chút rung động nào người bình thường bộ dáng, đem ánh mắt từ cửu linh đan, bên trên rời, thoảng qua bên cạnh quá mức, trùng điệp phun ra một ngụm chọc khí, cắn răng nói, không đổi. Vì cái gì, lần này, ngay cả Âu Dương Minh Nguyệt cũng nhịn không được, nhướng mày hỏi, một vòng lăng lệ đến cực điểm quang mang, nhanh chóng tại trên mặt nàng hiện lên. Làm nửa ngày, ngươi là tại đùa giỡn ta à? Âu Dương đại trưởng lão khi nào nhận qua loại này, đùa giỡn? Bởi vì ta chỉ ít cần 3 viên cửu linh đan, 1 viên không dùng. Ô người chậm rãi nói, 3 viên, lần này, Âu Dương Minh Nguyệt là thật sự nổi giận. Các hạ quả nhiên là lòng tham không đáy. Người này không phải là nhìn thấy bọn hắn đối địa đồ tình thế bắt buộc, lúc này mới cố ý ngay tại chỗ lên giá, nghĩ muốn thừa cơ hung hăng gõ bọn hắn một bút. Bị người xem như oan đại đầu, mặc kệ là Âu Dương Minh Nguyệt hay là Tiêu Phàm. Dạng này kinh lịch thật đúng là không nhiều. Chương 1272, ẩn thân phù. Ai ngờ Tiêu Phàm tiếp xuống nói một câu nói, để hai người đều có chút chố mắt. 3 viên cửu linh đan, cũng không phải là không có. Tiêu Phàm từ tốn nói, thần sắc cực kỳ chắc chắn. Ô người trên mặt bỗng nhiên lại lộ ra cực kỳ vẻ mặt kích động, đầu bỗng nhiên bu lại, kêu lên, đạo hữu nói cái gì? Lại là đem cao thủ một đời bình tĩnh phong phạm đều ném đến chảo hoa nước đi. Cho thấy phải 3 viên, cửu linh đan, đối với hắn mà nói, vô so trọng yếu. Nghĩ cũng không kỳ quái, nếu không phải bị dồn vào đường cùng, đường đường gió Tây đảo Ô gia truyền nhân chính tông, làm sao đến mức quẫn bách đến tận đây, vậy mà cần bán thành tiền sản nghiệp tổ tiên. Mấy ngàn năm qua, gió Tây đảo Ô gia liền không có như thế ném qua người. Phải biết, cái này mật địa địa đồ, thật sự là bọn hắn Ô gia trọng yếu nhất bảo vật gia truyền một trong, Ô gia sở dĩ xông ra như vậy đại thanh danh. Cái này mật địa địa đồ dành công quyết phí.
mặc dù hắn lấy ra giao dịch cũng không phải là nguyên bản, nhưng bất kể nói thế nào, từ nay về sau, mật địa địa đồ liền rốt cuộc không phải gió Tây đảo Ô gia bí mật bất truyền. Tiêu Phàm lại không để ý tới hắn kích động, thần sắc chấn định tự nhiên, cổ tay rung lên, lại là hai viên cửu linh đan nổi lên. Bất quá lần này, lại chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, hơi lộ diện một cái, lập tức liền thu về. Nhưng Ô người gì cùng nhãn lực, tự nhiên một chút liền có thể nhìn ra được, đây cũng là hàng thật giá thật cửu linh đan, cùng lúc đầu viên đan dược kia khí tức giống nhau như đúc. Tốt, đổi, thật vất vả, Ô người cuối cùng hòa yên tĩnh, không chút do dự trọng trọng gật đầu, nói. Tiêu Phàm liền cười, cười đến có chút ý vị thâm trường. Ô người không khỏi sững sờ, theo tức tiện ý thức đến, là mình hồ đồ. Hắn lúc trước đưa ra trao đổi, chỉ là luyện chế cửu linh đan bốn dạng linh dược, bây giờ Tiêu Phàm lại một hơi cầm ba viên cửu linh đan thành phẩm ra, cái này bên trong ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Cho dù ai đều một chút liền biết, coi như chín dạng linh dược toàn bộ tập hợp đủ, cũng chưa chắc thấy có thể luyện ra ba viên cửu linh đan, lại càng không cần phải nói chất lượng cao như thế. Dù sao luyện chế đan dược thế nhưng là cái, việc cần kỹ thuật, càng là chân quý đan dược, xác suất thành công càng thấp. Cửu linh đan dạng này linh đan, nếu như không phải tông sư cấp tiêu chuẩn luyện đan. 10 trong lò có thể luyện thành một lò, coi như rất không tệ. Đạo hữu muốn cái gì, cứ việc nói, chỉ cần tại hạ có thể cầm ra được, tuyệt không hai lời. Lời vừa nói ra, Ô người trên mặt lại hiện lên một vòng vẻ ngạo nhiên. Nói thật, gió Tây đảo Ô gia thật đúng là có không ít đồ tốt. Là người khác ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Đã Tiêu Phàm có thể dễ như trở bàn tay xuất ra ba viên đỉnh cấp, cửu linh đan, nghĩ đến chắc chắn sẽ không là muốn hắn cầm linh thạch tới làm đền bù. Tiêu Phàm mỉm cười, truyền âm nói, không dối gạt đạo hữu nói, Tiêu Mỗ đối Ô đạo hữu che giấu khí tức thủ đoạn 10 điểm khâm phục. Cứ việc tại Thiên Diệu Tiên Tử, dạy bảo, phía dưới, Tiêu Phàm ẩn nấp chi thuật có thể xưng cao minh vô so. Nhưng cùng Ô người so ra, lại còn kém xa lắm. Quả nhiên là sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên. Gió Tây đảo Ô gia lịch đại truyền nhân, có thể một chút xíu đem thất dạ giới từng cái mật địa địa đồ thu thập đủ. Cái này cao minh đến cực điểm ẩn nặc thuật, hẳn là bọn hắn mạnh nhất đòn sát thủ. Ô người lại là sững sờ, tựa hồ lại cũng không nghĩ ra, Tiêu Phàm vậy mà đưa ra điều kiện như vậy. Nếu như nói, Ô gia còn có so mật địa địa đồ càng quý giá đồ vật, đó chính là Ô gia danh chấn thiên hạ, kỳ môn độn thuật. Ẩn nặc thuật chính là kỳ môn độn thuật một loại, mà lại là hạch tâm nhất nội dung. Hiện tại, Tiêu Phàm lại muốn học trộm học nghệ. Trên thực tế, Ô người không có khả năng đáp ứng Tiêu Phàm điều kiện này. Mật địa địa đồ lưu truyền ra đi, còn không tính quá quan trọng, nếu như, kỳ môn độn thuật, ngoại truyện, đối Ô gia đến nói, một ngày kia thật có thể sẽ dẫn tới tai họa ngập đầu. Đây là bọn hắn đặt chân tu chân giới ỷ trượng lớn nhất. Bất quá Ô người chố mắt, cũng chỉ là nháy mắt sự tình, lập tức nhẹ nhàng cười một tiếng, thở dài. Truyền âm nói, Tiêu đạo hữu thật đúng là sẽ chọn đồ vật a. Cũng được, mảnh này ngọc phù đã đi theo ở bên cạnh ta nhiều năm, không biết bao nhiêu lần cứu tính mạng của ta. Bây giờ ta liền nhịn đau cắt thịt, đưa cho đạo hữu làm lễ vật a. Ô sáng lóng lánh ở giữa, một mảnh tấc hơn lớn nhỏ ngọc phù bay lên, trực tiếp đến Tiêu Phàm trước mặt. Mảnh này ngọc phù cực mỏng, ô ngọc điêu thành, gần như trong suốt, chỉ có tại Tiêu Phàm thiên nhãn thần thông phía dưới mới có thể thấy rõ ràng. Ngọc phù nội bộ, khắc rõ lít nha lít nhít các thức phù văn, lóng lánh nhàn nhạt quang trạch. Tiêu đạo hữu, mảnh này ngọc phù, là tại hạ tự tay luyện chế, chỉ cần vận sử dụng tới, liền có thể triệt để che đậy tự thân khí tức, dù coi như đối phương thần niệm chi lực mạnh hơn, cũng khó có thể phát giác. Tiêu Phàm bên tai lại vang lên Ô người thanh âm, rất có mấy phân ngạo khí. Hắn mặc dù một mực không có cho thấy thân phận chân thật của mình, lại đường đường chính chính là gió Tây đảo Ô gia đương đại gia chủ. Gió Tây đảo Ô gia thế hệ này người mạnh nhất. Từ hắn tự mình luyện chế ra đến pháp bảo ngọc phù, hiệu quả chi tốt, tự nhiên không cùng luân so. Muốn đem Ô gia kỳ môn độn thuật, ngoại truyện, kia là tuyệt đối không thể, chỉ là đem một mảnh ngọc phù giao cho Tiêu Phàm sử dụng, lại là không sao. Nghĩ đến Tiêu Phàm bản sự lại lớn, cũng không có khả năng nhìn ra ngọc phù này bí mật, nhiều nhất có thể tại ngày sau dùng ngọc phù này bảo đảm chính hắn nhất thời bình an coi như rất không tệ. Đương nhiên, nếu như hắn biết Tiêu Phàm tại chế phù phương diện cũng là tông sư cấp tiêu chuẩn, chỉ sợ cũng sẽ không như thế yên tâm thoải mái. Bất quá bình thường đến nói, một cái làm lang chung người, chỉ am hiểu luyện đan. Tiêu Phàm tiếp nhận ngọc phù, cẩn thận kiểm tra thực hư một phen, lại nghe Ô người truyền thụ khẩu quyết, không khỏi khẽ vuốt cằm, trên mặt hiện lên một vòng ý cười,
đem ngọc phù thu nhập chữ vật vòng tay bên trong, về phần Càng Triển lấy ra kia bình cực phẩm ngũ thải cao cùng Đái Thành Long lấy ra 7.000 năm hỏa hầu khô máu dây leo, cũng là không chút khách khí, thuận tay thu vào. 10 chuyện cá nhân, không có lý do để một mình hắn xuất tiền túi tốn kém. Không có hướng bọn hắn yêu cầu đền bù, Tiêu Phàm đã coi như là rất đại độ. Ngược lại là đối những cái kia mật địa đồ, Tiêu Chân Nhân tựa hồ cũng không phải là rất để bụng, thành những vật khác đều cất kỹ về sau, mới thản nhiên đem hộp ngọc cầm ở trong tay. Ô người đã sớm đem 3 viên, cửu linh đan, cẩn thận từng ly từng tí cất giấu, thấy Tiêu Phàm cầm hộp ngọc, liền lại không chần chờ, nhấc tay chắp tay, nói, đa tạ hai vị đạo hữu, cáo từ. Nói xong, xoay người rời đi, cũng không quay đầu, cũng không trở về bao xương, trực tiếp ra giao dịch đại sảnh, chuyển mắt không thấy tung tích. Xem ra, dù coi như đem kia phiến, ẩn thân phù, cho Tiêu Phàm, ô người cũng có là biện pháp tránh thoát người khác điều tra, thần không biết quỷ không hay liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Gió Tây đảo ô ra, thất dạ giới thiên môn thứ nhất, quả thật danh bất hư truyền. Không chỉ là ô người vội vã mà đi, Tiêu Phàm bọn người được mật địa đồ, cũng là không chút do dự, nửa khắc đều không ngừng lưu, trực tiếp rời đi giao dịch hội trận, rời đi tiểu hương các, hướng riêng phần mình thuê động phủ bay đi. Trong chốc lát, liền hội tụ đến Âu Dương Minh Nguyệt trong động phủ. Một vào động, Âu Dương Minh Nguyệt liền lập tức khởi động cấm chế dày đặc. Tuy là lâm thời động phủ, cấm chế này phương diện, lại là hào nghiêm túc, bày ra một tầng lại một tầng. Dù sao cũng là tại Thiên Ma Thành chỗ nguy hiểm như vậy, làm việc cẩn thận chút, không có gì chỗ xấu. Mọi người vừa một khoanh chân ngồi xuống, Tiêu Phàm liền đem hộp ngọc giao cho Âu Dương Minh Nguyệt, từ đầu đến cuối, hộp ngọc này chính hắn đều không có mở ra nhìn qua, thậm chí còn không quên thuận tay tại hộp ngọc bên trên dán một chương phù lục, phong trấn. Một nhóm 10 người, đều mang tâm tư, Tiêu Phàm cũng không muốn tại những chi tiết này phương diện bị người hiểu lầm. Âu Dương Minh Nguyệt ống tay áo lắc một cái, phù lục để lộ, lập tức mấy chục phiến thẻ che mạn thiên phi vũ, mỗi người trước mặt đều phiêu hốt vài miếng. Cũng không biết là vô tình hay là cố ý, hộp ngọc dưới đáy, còn lẳng lặng nằm một mảnh thẻ tre. Bất quá dưới mắt mọi người tự nhiên không lo được những này, nhao nhao duỗi tay nắm lấy thẻ tre, dán tại trên trán, tinh tế điều tra. Tiêu Phàm bắt được kia phiến thẻ tre, vừa vặn ghi lại là Đông Bình Hoang Nguyên địa hình, đối chỗ này mật địa, Tiêu Phàm tự nhiên tính được tương đối quen thuộc, nhưng hắn trong trí nhớ địa đồ, cùng thẻ tre bên trong ghi lại nội dung, chênh lệch đâu chỉ 10 triệu bên trong. Cứu viện Thiên Diệu Tiên Tử thời điểm, hắn cùng Âu Dương Minh Nguyệt ứng linh trạch ba người là từ Phỉ Thúy Lĩnh trải qua không lo xuyên, đi thẳng đến Đông Bình Hoang Nguyên khu vực hạch tâm, nhớ được cũng chính là dọc theo con đường này nhìn thấy địa đồ. Mà cái này thẻ tre bên trong ghi lại là toàn bộ Đông Bình Hoang Nguyên toàn bộ bản đồ. Cứ việc có nhiều chỗ không phải 10 điểm kỹ càng, nhưng đại khái hình dạng là sẽ không sai. Tiêu Phàm xem xét mình đã từng đi qua con đường nào, liền biết bản đồ này không sai. Mật thất trở nên phi thường yên tĩnh, mỗi người đều tại cẩn thận ngó nhìn địa đồ, hết sức đem địa đồ khắc sâu tại trong đầu của mình, mỗi một mảnh thẻ tre đều không buông tha. Giờ khắc này, đoàn người tâm tư cơ bản đều là giống nhau, lại mặc kệ có thể hay không tìm tới cùng tàng bảo đồ xứng đôi địa đồ, trước đem những này mật địa đồ thuộc lòng lại nói, có lẽ liền có cần dùng đến thời điểm. Thân ở dị giới tha hương, quen thuộc địa hình chính là bảo mệnh cơ sở. Trong bất chi bất giác, số ngày trôi qua, mọi người thần sắc dần dần trở nên u ám. Hãn như yên hải mật địa đồ, đoàn người ngược lại là đều chậm rãi khắc họa trong đầu, nhưng lại không tìm được bất luận cái gì một chỗ cùng tàng bảo đồ tướng xứng đôi địa hình. Nói cách khác, thất dạ giới các nơi mật địa, đều không phải bọn hắn muốn tìm địa phương. Chẳng lẽ cái này thiên hương ngọc lộ thật không tại thất dạ giới? Lại hoặc là, bởi vì niên đại quá xa xưa, cái này tàng bảo đồ ghi lại địa hình, sớm đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Điểm này ngược lại là rất có thể. Vô luận tại thất dạ giới hay là toa ma giới, địa chất vận động đều chưa hề đình chỉ qua, thương hải tang điền biến thiên, luôn luôn đang không ngừng phát sinh. Quả thật như thế, việc này liền thật phiền phức. Thất dạ giới to lớn như thế, hiện hữu địa đồ đều sưu tập không hoàn toàn, lại đi nơi nào tìm lịch sử biến thiên nhiều năm trước địa đồ. Chúng người kìm lòng không được đem ánh mắt tụ tập tại Âu Dương Minh Nguyệt trước mặt kia trang địa đồ hộp ngọc phía trên. Trong hộp ngọc, còn có cuối cùng một mảnh thẻ tre. Mọi người sớm liền nhìn đến khu này thẻ tre, lại ai đều không đi lấy, bao quát Âu Dương Minh Nguyệt mình, tựa hồ mỗi người đều nguyện ý tại sâu trong đáy lòng vì chính mình lưu hạ tối hậu một tia hy vọng, cứ việc hy vọng này là như thế xa vời, nhưng có tổng so không có tốt. Ai ngờ thật đúng là xuất hiện xấu nhất, nhất khiến người lo lắng tình hình. Hiện tại, xác thực muốn đem cuối cùng một tia hy vọng,
ký thác vào cuối cùng này còn lại lẻ loi trơ trọi một mảnh trên thẻ trúc. Âu Dương Minh Nguyệt chậm rãi vươn tay, đem thẻ tre lấy ra ngoài. Mọi người không hẹn mà cùng nín thở. Mảnh này thẻ tre bên trong, đến cùng có hay không bọn hắn muốn có được địa đồ. Những này uy chấn một phương đại tu sĩ, từng có lúc, như thế lo được lo mất qua. Chương 1273, Long Thần Đảo. Âu Dương Minh Nguyệt trần chờ, không có vội vã đem thẻ tre dán lên cái trán. Mặc dù nàng bên ngoài đồng hồ nhìn qua cực kỳ bình tĩnh, nhưng rất rõ ràng, đại trưởng lão ở sâu trong nội tâm, kỳ thật cũng cùng mọi người đồng dạng, lo được lo mất. Sốt cục, Âu Dương Minh Nguyệt trong mắt lóe lên một vòng vẻ kiên nghị, không do dự nữa, bỗng nhiên đem thẻ tre dán tại trên trán. Tất cả mọi người hít một hơi thật sâu, đồng loạt tiếp cận Âu Dương Minh Nguyệt tuyệt mỹ khuôn mặt, chậm đợi kết quả cuối cùng. Ngay từ đầu, Âu Dương Minh Nguyệt trên mặt không chút biểu tình, bất quá sau một lát, tú mỹ song mi liền nhẹ nhàng dương lên, tựa hồ có phát hiện, ngay sau đó, khóe miệng hơi vểnh lên, hiện lên một tia giống như cười mà không phải cười thần sắc, sau đó, cái này sợi giống như cười mà không phải cười thần sắc, rốt cục biến thành chân chính mỉm cười, theo Âu Dương Minh Nguyệt xinh đẹp gương mặt, dần dần nở rộ ra, kinh diễm tuyệt luân. Lòng của mọi người tình, cũng theo Âu Dương Minh Nguyệt sắc mặt biến hóa mà biến hóa. Sau một lát, Âu Dương Minh Nguyệt dần dần buông xuống thẻ tre, mà trên mặt kinh diễm chi sắc cũng biến mất không thấy gì nữa, trầm ngâm không nói. Đại trưởng lão, như thế nào? Càng Triển trầm giọng hỏi. Âu Dương Minh Nguyệt tiêm tiêm tố thủ vừa nhấc, kia phiến thẻ tre liền bay đến Càng Triển trước mặt, Càng Triển lão thực không khách khí, một phát bắt được, dán tại trên trán. Mặc dù lấy bọn hắn thần niệm mạnh, bình thường thẻ tre chỉ cần quét qua, liền có thể biết được nội dung. Nhưng địa đồ thực tế quá mức phức tạp, lại là cần tinh tế phân biệt. Vậy mà là nơi này, bỗng nhiên bên trong, Càng Triển thốt ra, kêu lên, ngữ khí lại là hưng phấn lại là kinh ngạc, thậm chí, còn kèm theo một tia vẻ sợ hãi. Lập tức khiến cho mọi người đều hiếu kỳ tâm nổi lên. Càng Triển mạnh, tất cả mọi người là rất rõ ràng, tại tầm bảo đoàn bên trong, nếu như nói còn có người có thể cùng Âu Dương Minh Nguyệt đánh đồng, phân cao thấp, đó chính là vị này Hắc Huyên Chi Địa Đại Lãnh Chúa. Chỉ kém một bước cuối cùng, liền muốn đặt chân Ngộ Linh Kỳ. Hiện tại, ngay cả hắn đều ẩn hàm e ngại, lại không biết kia thẻ tre bên trong, ghi lại là loại nào hung hiểm chỗ. Đại ca, đến cùng là nơi nào? Thúy phu nhân nhìn không được mở miệng hỏi. Cùng Âu Dương Minh Nguyệt đồng dạng, Càng Triển không rên một tiếng, trực tiếp đem thẻ tre đưa cho Thúy phu nhân. Thẻ tre tại mọi người ở giữa lưu truyền, cuối cùng mới giao đến Tiêu Phàm trong tay. Tất cả mọi người không nói một lời, thần sắc lại là hưng phấn lại là cổ quái. Tiêu Phàm mặc dù chưa nhìn qua thẻ tre bên trong khắc họa địa đồ, cũng đã loáng thoáng đoán được một điểm. Khi hắn rốt cục đem thẻ tre chậm rãi dán lên cái trán về sau, hay là không chịu được giật nảy cả mình. Đoán được là đoán được, chứng thực về sau, kia lại là một chuyện khác. Thủy Tổ Thánh Địa, Tiêu Phàm rốt cục đem cái này địa danh nói ra được. Trên thẻ trúc ghi lại rõ ràng, cái này thẻ tre bên trong khắc họa, là thất dạ giới Thủy Tổ Thánh Địa địa đồ. Nói đến mật địa, tự nhiên là Thủy Tổ Thánh Địa xếp tại thứ nhất. Đây là thất dạ giới vô số tu sĩ trong suy nghĩ thánh địa. Cũng là thứ nhất cấm địa, Thủy Tổ Thánh Địa tại thất dạ giới đại danh đỉnh đỉnh, bị đếm không hết tu sĩ trong lòng mong mỏi, nhưng chưa bao giờ có một bức quan phương địa đồ, ghi lại qua có quan hệ Thủy Tổ Thánh Địa địa hình, tựa hồ mỗi người đều tự động tự giác. Không dám đi dò xét Thủy Tổ Thánh Địa bí mật, Thủy Tổ Thánh Địa trong lòng mọi người. Đối đây, Tiêu Phàm bọn người trước kia cũng không thèm để ý. Bọn hắn đều không phải thất dạ giới người. Thất dạ giới Thủy Tổ Thánh Địa đến cùng ở nơi nào, cần gì phải làm cho rõ ràng như vậy. Không nghĩ tới, tại gió Tây Đảo Ô Gia mật địa trong địa đồ, lại có Thủy Tổ Thánh Địa bản đồ địa hình. Tiếp tục xem tiếp, Tiêu Phàm rốt cuộc minh bạch, vì cái gì mỗi người thần sắc đều là hưng phấn như vậy lại là cổ quái như vậy. Thủy Tổ Thánh Địa khu vực hạch tâm, Long Thần Đảo, vậy mà cùng bọn hắn đạt được tàng bảo đồ địa hình hoàn toàn ăn khớp. Nói cách khác, bọn hắn một mực đau khổ truy tìm Thiên Hương Ngọc Lộ, vậy mà giấu ở thất dạ giới Thủy Tổ Thánh Địa. Lẽ nào lại như vậy? Tiêu Phàm chưa buông xuống thẻ tre, Hỗn Nguyên Thượng Nhân liền mở miệng. Thời khắc này Hỗn Nguyên Thượng Nhân, lại không có ngày xưa chấn định như hằng phong độ, sắc mặt đỏ bừng lên, tựa hồ cực kỳ phẫn nộ. Đây rõ ràng chính là một cái bẫy, là đang đùa bỡn chúng ta. Tất cả mọi người đều chấn động, lại không người phản bác với hắn. Sợ là không ít người trong lòng đều cùng Hỗn Nguyên Thượng Nhân là ý tưởng giống nhau. Cái này Long Thần Đảo nếu là thất dạ giới Thủy Tổ Thánh Địa, đề phòng nhất định cực kỳ xâm nghiêm, chỉ sợ có đại lượng cao thủ tọa chấn. Thiên Hương Ngọc Lộ loại này nghịch thiên bảo vật,
đã sinh ra tại Long Thần Đảo, kia còn có không xâm nghiêm đề phòng, vạn phân cảnh giác nói lý. Nếu như tùy tiện leo lên Long Thần Đảo, đây không phải là tầm bảo, kia là muốn chết. Thật lâu, Âu Dương Minh Nguyệt mới chậm rãi nói, ngược lại cũng chưa chắc thấy chính là cạm bẫy. Mọi người đều biết, Thiên Hương Ngọc Lộ chỉ sinh ra tại đã từng thai nghén hôm khác sinh thánh linh xào huyệt, kia là thiên địa linh khí tập trung nhất nồng nặc nhất chỗ. Thủy Tổ Thánh Địa, chẳng phải là từng sinh ra trời sinh thánh linh địa phương A. Mà lại là thất dạ giới từ trước tới nay vị thứ nhất trời sinh thánh linh, được tôn là thất dạ giới Thủy Tổ. Long Thần Đảo linh khí độ dày đặc, kia là không cần phải nói. Hỗn Nguyên Thượng Nhân bỗng nhiên nhìn qua, lạnh lùng nói, Nguyệt Tiên Tử ý tứ, là muốn đi cái chỗ kia chịu chết. Âu Dương Minh Nguyệt khe khẽ thở dài, nói, tình hình không rõ, lại làm sao có thể nói phải như thế chắc chắn. Cái này Thủy Tổ Thánh Địa đến cùng ở nơi nào, bây giờ là loại nào bộ dáng, phải chăng còn có tu sĩ cấp cao chiếm cứ Long Thần Đảo cùng các loại, chúng ta hoàn toàn không biết gì, hiện tại liền hạ phán đoán suy luận, thực tế có chút hơi sớm. Càng Triển lập tức gật đầu nói phải, nói, đại trưởng lão nói có lý, vô luận như thế nào, luôn luôn muốn trước biết rõ ràng lại nói. Hỗn Nguyên Thượng Nhân ngậm chặt miệng, không nói một lời, tựa hồ nộ khí chưa tiêu, nhưng lại chưa phản bác Càng Triển. Kỳ thật hắn mặc dù lửa giận bừng bừng phấn chấn, nhưng cũng thừa nhận Âu Dương Minh Nguyệt nói có lý. Đều đã tới mức độ này, lùi lại từ đây, kia là thế nào đều sẽ không cam lòng. Lại nói hắn đối Thủy Tổ Thánh Địa, đoán chừng, cũng chỉ là ra ngoài xấu nhất cân nhắc, Long Thần Đảo chân tướng đến cùng như thế nào, dưới mắt ai cũng là bôi đen. Nếu như chư vị không có cái khác ý kiến lời nói, như vậy tiếp xuống, chúng ta liền toàn lực ứng phó làm rõ ràng cái này Thủy Tổ Thánh Địa tình hình. Bất quá chư vị nhất định phải chú ý cẩn thận, cắt không thể lỗ mãng, tránh khỏi gây nên hoài nghi. Âu Dương Minh Nguyệt sáng tỏ hai con ngươi, tại trên mặt mọi người một quét qua, nhẹ nói. Đối đây, ai cũng không có dị nghị. Kỳ thật Âu Dương Minh Nguyệt sau cùng căn dặn cũng coi như được nhiều dư, đang ngồi đám người, ai không phải lão vu giang hồ. Như thế nào không biết lợi hại trong đó. Sau đó mấy ngày, mọi người liền chia ra hành động. Ở trong thành nghĩ cách nghe ngóng có quan hệ Thủy Tổ Thánh Địa hết thảy tình huống. Đương nhiên, đa số thời điểm đều là quanh co lòng vòng, nói bóng nói gió, cứ như vậy. Từ không khỏi phải hao phí rất nhiều linh thạch đi, kết giao bằng hữu. Mấy ngày sau, mọi người lần nữa tại Âu Dương Minh Nguyệt Động Phủ gặp nhau, từng cái vẻ mặt nghiêm túc, hiển nhiên không có đạt được cái gì khiến người rộng mang tin tức tốt. Trong mật thất 10 điểm yên tĩnh, ai cũng không trước mở miệng nói chuyện. Cũng không biết quá khứ bao nhiêu thời điểm. Âu Dương Minh Nguyệt khẽ lắc đầu, khe khẽ thở dài. Nói, Thiên Long Biển nơi này, thật đúng là rộng lớn cực kỳ. Chấm ngoặc kép, Thiên Long Biển, đây là bọn hắn mấy ngày qua nghe được nhiều nhất một cái danh từ. Cái này Thiên Long Biển, chính là Thủy Tổ Thánh Địa Long Thần Đảo chỗ hải vực. Đây cũng không phải cái gì bí mật, Thiên Ma Thành bên trong, bất kỳ cái gì một người tu sĩ cơ hồ đều biết Thiên Long Biển. Cũng biết Thủy Tổ Thánh Địa Long Thần Đảo ngay tại Thiên Long trong biển. Nhưng cụ thể tại Thiên Long Biển cái kia cái phương vị, lại là không người biết được. Theo lý, biết Thủy Tổ Thánh Địa ngay tại Thiên Long trong biển. Còn có một cái to lớn Long Thần Đảo, muốn tìm ra được cũng không khó khăn. Chỉ có một điểm phiền phức, như Âu Dương Minh Nguyệt lời nói. Thiên Long Biển thực tế quá mênh mông, cùng toa ma giới khác biệt, thất dạ giới là hải dương thế giới, tất cả đại lục đều là phân bố tại trong biển rộng từng tòa hoặc lớn hoặc đảo nhỏ tự. Bọn hắn trước mắt chỗ Thiên Ma đại lục. Bốn phía liền đều bị nước biển vây quanh. Vây quanh Thiên Ma đại lục mảnh này biển cả, tên gọi Thiên Ma biển, mà Thiên Ma biển lại là Thiên Long biển một bộ phân. Thậm chí, thất dạ giới toàn bộ Tây Bắc bộ biển cả đều có thể xưng là Thiên Long biển. Mà Long Thần Đảo, ngay tại Thiên Long biển chỗ sâu nhất. Loại tin tức này, cơ hồ cung cấp cái tác dụng gì đều không có. Đừng bảo là ép căn bản không hề từ Thiên Ma thành tiến về Long Thần Đảo hải đồ. Cho dù có, bọn hắn cũng không có khả năng phi độn quá khứ. Tại cái này không sai biệt lắm có thể so toàn bộ Nam Châu đại lục như vậy đại dương mênh mông trên không nghênh ngang phi độn, quả thực chính là điên mất. Cho dù không bị đếm không hết cường đại động vật biển ăn một miếng rơi, mệt mỏi cũng mệt mỏi chết bọn hắn. Nghe nói, Nguyên Tiên Thiên Ma Thành có một cái truyền tống trận, có thể thẳng tới Long Thần Đảo phụ cận hải vực. Chấm ngoặc kép, Đái Thành Long nói, hắn là người làm ăn, kết giao bằng hữu sự tình. So bất kỳ người nào khác đều muốn tài giỏi. Đái Thành Long ngôn ngữ vừa mới khiến người mừng rỡ, ngay sau đó đả kích liền tùy theo mà tới, nhưng cái này truyền tống trận, nhiều năm trước kia liền hủy đi, bị hủy bởi không gian phong bạo. Tây Môn Ngạo không khỏi cả giận nói, cái này không phải là không nói gì à.
Nếu là cho tới bây giờ liền không có cái gì truyền tống trận, cũng liền thôi, đoàn người tuyệt cái kia tưởng niệm. Bây giờ ngươi lại nói trước kia có, hiện tại hủy, đây là mấy cái ý tứ. Cố ý sâu người khẩu vị, Đái Thành Long sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, nhưng lại chưa cùng hắn tranh cãi. Nói thế nào cũng là hậu kỳ đại tu sĩ, tổng phải để ý cái thân phận địa vị. Đây chính là bọn họ 9 người đồng thời xuất động, liên tiếp mấy ngày, tốn hao không ít linh thạch được đến toàn bộ tin tức. Như là Tây Môn Ngạo lời nói, tương đương với không có tác dụng gì. Trong mật thất lâm vào vô tận một ngạt bên trong, tâm tình của mỗi người đều phi thường hỏng bét, mấy ngày trước đạt được địa đồ vui sướng, sớm đã bị xông đến không còn một mảnh. Có lẽ, cũng không phải là hoàn toàn tuyệt vọng. Chấm ngoặc kép, cũng không biết quá khứ bao nhiêu thời điểm, Tiêu Phàm bỗng nhiên nói, ngữ khí bình tĩnh như trước, không dậy nổi mảy may gợn sóng. Mọi người ánh mắt, lập tức đồng loạt rơi vào trên mặt của hắn, cả đám đều lộ ra vẻ chờ đợi. Tiêu Phàm mặc dù trẻ tuổi, tại đại sự như vậy bên trên, nhưng xưa nay không ăn nói lung tung. Hắn nói không có hoàn toàn tuyệt vọng, vậy liền khẳng định là nghĩ đến cái gì có thể được phương pháp. Nếu như ta không có đoán sai, cái kia hủy đi truyền tống trận, chúng ta đã từng thấy qua. Tiêu Phàm không chậm không nhanh nói. Ngươi nói là, Thiên Ma Thành nội hải đáy nước trong nham động cái kia vứt bỏ truyền tống trận. Huệ Thiên Hào cái thứ nhất lấy lại tinh thần, cả kinh kêu lên. Đúng vậy, Tiêu Phàm nhẹ nhàng gật đầu. Đái Thành Long giơ lên song mi, nói thế nhưng là cái kia truyền tống trận đã hủy. Chấm ngoặc kép, hủy là hủy, chưa hẳn thấy liền nhất định không sửa được. Tiêu Phàm từ tốn nói, ngữ khí càng thêm chắc chắn, tràn ngập tự tin. Chương 1274, khách nhân yêu cầu. Không có lựa chọn nào khác, mà lại, cho dù có cái khác lựa chọn, đoàn người cũng vẫn là nguyện ý lựa chọn xây xong cái này truyền tống trận. Ít nhất cái này truyền tống trận ngay tại Thiên Ma Thành bên trong, thao tác có chút thuận tiện. Tiêu Phàm đề nghị, toàn phiếu thông qua. Lập tức Tiêu Phàm liền mở ra một chương danh sách, giao cho Âu Dương Minh Nguyệt, bên trên liệt minh cần mua sắm các loại vật liệu. Từ Âu Dương Minh Nguyệt đi phân phối nhân thủ, tự nhiên phí tổn cũng có đại trưởng lão gánh chịu. Dù nhiên Tiêu Chân Nhân giá trị bản thân không ít, cùng Hạo Thiên Tông đại trưởng lão tương đối mà nói, nhưng như cũng nghèo đến kịch liệt. Loại kia siêu cấp đại môn phái tài lực, tuyệt không phải người thường có thể tưởng tượng đạt được. Mà lại, Âu Dương Minh Nguyệt là cùng đề cử thủ lĩnh, nàng đi phân phối nhân thủ, những người khác không lời nào để nói, Tiêu Phàm nhưng không có như thế uy vọng. Sau đó, Tiêu Phàm liền cùng Thiên Diệu Tiên Tử cùng một chỗ, trở về cái kia đáy nước hang đi, lần nữa cẩn thận xem vứt bỏ truyền tống trận. Khổng lồ như vậy truyền tống trận, thật muốn xây xong, cần cũng không chỉ một điểm vật liệu. Mặc dù Tiêu Phàm đã đem trong đó lợi hại quan hệ cẩn thận phân tích minh bạch, vật liệu nhất định phải từng nhóm mua sắm, mà lại muốn bao nhiêu đổi mấy cửa hàng, không muốn cố định tại một nhà, nhưng Tiêu Phàm vẫn lo lắng, dạng này đại quy mô mua sắm không gian pháp trận vật liệu, sẽ khiến người khác chú ý. Như thế, liền muốn tận có thể lợi dụng truyền tống trận vốn có vật liệu. Mấy ngày sau, Tiêu Phàm cùng Thiên Diệu Tiên Tử xuất hiện tại đen thẫm đáy nước hang, đứng tại cự lớn truyền tống trận trước đó. Thiên Diệu Tiên Tử tiện tay ném ra ngoài mấy khỏa nguyệt quang thạch, khảm nạm tại hang đỉnh, đem truyền tống trận chiếu sáng giống như ban ngày. Tiêu Phàm sớm đã tế ra, càn khôn đỉnh, tại trên truyền tống trận không xoay chậm chậm, tản ra nhu hòa trừ hào quang màu đỏ. Thiên Diệu Tiên Tử mặc dù đối không gian chi thuật biết không nhiều, nhưng cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, trong nham động không gian ba động so vừa rồi cường liệt nhiều. Không chịu được nhẹ giọng hỏi, có thể xây xong à? Tiêu Phàm trầm ngâm nói, chữa trị pháp trận không thành vấn đề, mấu chốt là phải nhìn không gian thông đạo phải chăng đã ổn định lại. Nếu như không gian thông đạo không ổn định, dù coi như xây xong truyền tống trận, chỉ sợ cũng hoàn toàn trái ngược. Thiên Diệu Tiên Tử gật gật đầu, Tiêu Phàm tay trái bấm quyết, miệng lẩm bẩm, tay phải năm ngón tay luân chuyển. Từng đạo pháp quyết đánh vào đến, càn khôn đỉnh, bên trong, một cái chữ màu đỏ hỗn độn đồ án nổi lên. Xoay tròn lấy, chậm rãi xuyên vào dưới chân truyền tống trận, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiêu Phàm hai mắt khép hờ, uyển như lão tăng nhập định. Thiên Diệu Tiên Tử ở một bên cảnh giới, từ sẽ không quấy rầy hắn. Tiêu Phàm cái này tra một cái dò xét, chính là trọn vẹn một ngày một đêm, ở bên cảnh giới Thiên Diệu Tiên Tử có thể rõ ràng mà cảm ứng được hắn thể nội chân nguyên pháp lực phi tốc trôi qua, đồng thời lại bị phi tốc bổ đầy, đủ thấy chân nguyên pháp lực tiêu hao chi cự. Cũng may có tạo hóa giới, nếu không thật đúng là không chịu nổi. Có quan hệ tạo hóa giới hết thảy, Tiêu Phàm đối Thiên Diệu Tiên Tử tự nhiên không có chút nào giấu giếm. Thở phào một hơi, Tiêu Phàm nâng tay khẽ vẫy, đem càn khôn đỉnh thu hồi lại.
Như thế nào? Thiên Diệu tiên tử nhẹ giọng hỏi. Rất tốt, Tiêu Phàm khẽ vuốt cằm, đáp. Không gian thông đạo cơ bản ổn định, cái này truyền tống trận tổn hại cũng không phải rất nghiêm trọng, chữa trị độ khó không tính quá lớn. Thiên Diệu tiên tử nhếch miệng lên, lộ ra mỉm cười, bất quá cái này Tiệt Tiếu Ý rất nhanh liền thu vào, nhíu mày nói, đã như vậy, vì cái gì bọn hắn sẽ tùy ý cái này truyền tống trận hoang phế? Ở trong đó, có thể hay không có gì không ổn chỗ? Muốn nói đường đường thiên ma đạo, thất dạ giới đệ nhất đại tông, không sửa được một cái truyền tống trận, tự nhiên khả năng không lớn. Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, nói có lẽ bởi vì cái này truyền tống trận hoang phế niên đại quá xa xưa, hiện tại đại đa số người cũng không biết còn có như thế cái truyền tống trận tồn tại. Chấm ngoặc kép, hiện tại điều tra, không gian thông đạo cơ bản ổn định lại, nhưng nghĩ tới lúc trước không gian thông đạo vừa mới sụp đổ thời điểm, sợ là cực không ổn định, muốn tu cũng không thể nào tu lên. Bây giờ số ngàn năm trôi qua, đoàn người cũng sớm đã đem cái này hoang phế truyền tống trận quên đến chảo hoa nước đi. Còn có một chút, cái này truyền tống trận nếu như chỉ có thể thông hướng thủy tổ thánh địa, như vậy coi như xây xong, đối thiên ma đạo đến nói, chỉ sợ cũng không có tác dụng gì. Cái này liền là thuần túy suy đoán, dù sao ai cũng không biết, thủy tổ thánh địa kia u cục, đến cùng có thứ gì đồ chơi. Thiên Diệu tiên tử cẩn thận suy nghĩ, tựa hồ là như thế cái đạo lý, trong lòng cũng liền an định lại. Kỳ thật tới mức độ này, cho dù có chút phong hiểm, cũng không lo được. Những ngày tiếp theo, chính là điên cuồng mua sắm. Một chút trọng yếu nhất vật liệu, tự nhiên là Tiêu Phàm tự thân xuất mã. Loại này mấu chốt vật liệu, chất lượng tốt hỏng nhưng 10 điểm quan trọng, vật liệu nhưng nếu không có chọn tốt, chữa trị về sau truyền tống trận, chỉ sợ không phải như vậy đáng tin cậy. Một ngày này, Tiêu Phàm lần nữa đạp tiến vào Tiểu Hương Các đại môn. Vẫn đứng tại cửa ra vào chờ đón thọ trưởng quỹ lập tức cười rạng rỡ tiến lên đón đến, cùng Tiêu Phàm nắm tay ngôn hoan, thần sắc cực kỳ thân mật. Thực tế cái này 2-3 tháng qua, Tiêu đạo hữu đã trở thành vào xem Tiểu Hương Các số lần nhiều nhất khách nhân, mà lại là hào khách, giao dịch phi thường ngay thẳng, bình thường không thế nào mặc cả. Loại số tiền này nhiều bốc đồng khách nhân, tự nhiên rất được hoan nghênh. Thọ trưởng quỹ mặc dù cùng Tiêu Phàm đồng dạng, cũng là nguyên anh sơ kỳ cảnh giới, lại tại Tiêu Phàm trước mặt còng lưng eo, tự động tự giác thấp hơn mấy phân, lấy đó đối Tiêu Phàm tôn kính. Đối với mấy cái này hư đầu ba não đồ vật, Tiêu Phàm tự nhiên không thèm để ý chút nào, ứng phó vài câu về sau, lập tức cắt vào chủ đề, nói, thọ huynh, cực phẩm không linh thạch ở đâu? Cái gọi là cực phẩm không linh thạch, chính là đại đa số không gian pháp trận bên trên đều nhất định phải dùng bảo thạch. Không có loại này không linh thạch, không gian pháp trận căn bản liền vận chuyển không được. Không linh thạch phẩm chất càng tốt, dùng cái này bố trí không gian pháp trận uy lực liền càng mạnh. Muốn chữa trị như thế một tòa siêu cấp truyền tống trận, Tiêu Phàm tự nhiên cần đại lượng cực phẩm không linh thạch. Tiểu Hương Các, mặc dù quy mô không nhỏ, mà lại chuyên môn kinh doanh hạng mục phụ mua bán, trong lúc nhất thời, nhưng cũng siêu tập không đến nhiều như vậy cực phẩm không linh thạch, không mừng thọ trưởng quỹ tự nhiên là miệng đầy đáp ứng Tiêu Phàm, toàn lực giúp hắn siêu tập, chỉ cần một có tin tức, lập tức liền thông chi Tiêu đạo hữu đến đây kiểm hàng. Thọ trưởng quỹ cười ha ha một tiếng, nói Tiêu huynh an tâm chớ vội, đã đến, một chén linh trà luôn luôn muốn uống. Uống qua nước trà, ta liền dẫn người đi kiểm hàng. Nước trà liền không uống, đa tạ ý đẹp, cái này liền đi kiểm hàng đi, cái khác tất cả vật liệu đều đã đầy đủ, liền kém cái này cực phẩm không linh thạch, Tiêu Phàm nơi nào có tâm tư gì đi uống đổ bỏ linh trà. Ha ha, Tiêu huynh thật đúng là người nóng tính. Hảo hảo, vậy liền xin mời đi theo ta đi, chúng ta cái này liền đi gặp khách nhân. Thọ trưởng quỹ cười híp mắt nói, đi đầu dẫn đường. Kỳ thật cái gọi là uống trà, hắn cũng chỉ là khách khí một câu, ai kiên nhẫn hoa công phu như vậy. Khách nhân, Tiêu Phàm hỏi ngược một câu, hơi hơi có chút không hiểu. Thọ trưởng quỹ vội vàng giải thích nói, là như vậy, nhóm này cực phẩm không linh thạch, là một vị thần bí khách nhân mang tới, hắn không nguyện ý đặt ở tiểu điếm bán hộ, nhất định phải cùng người mua mặt đối mặt giao dịch. Tiêu huynh biết tiểu điếm quy củ, nhất quán là khách nhân lớn nhất. Vô luận khách nhân đưa ra cái dạng gì yêu cầu, chỉ cần không làm hư quy củ, tiểu điếm đều chỉ có thể là thỏa mãn. Chấm ngoặc kép, điểm này. Thọ trưởng quỹ ngược lại là không có nói láo, Tiêu Phàm sớm đã có chỗ lĩnh giáo. Lập tức khẽ gật đầu, cũng không lại nói cái gì. Tại Tiểu Hương Các, giao dịch, nhất quán vẫn tương đối an toàn, cũng tương đối công bằng. Có thể tại Thiên Ma Thành đem sinh ý làm được như thế quy mô, Tiểu Hương Các lão bản, từ cũng không tầm thường, phía sau chỗ dựa thế lực tuyệt đối không tiểu. Tiểu Hương Các chiếm diện tích cực lớn, đây cũng là tu chân giới cửa hàng cùng phàm tục thế giới cửa hàng khác biệt lớn nhất.
Nếu như nói, một nhà cửa hàng hậu viện, có núi có nước có hồ nước có rừng rậm, đặt ở phàm tục thế giới, quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng tại tu chân giới, lại cực kỳ bình thường. Nguyên nhân rất đơn giản, cửa hàng chấp sự nhân viên cũng cần tu luyện, cũng cần đả tọa điều dưỡng, tất cả những này, đều cần đại lượng thiên địa linh khí. Giống tiểu hương các dạng này quy mô cửa hàng, Nguyên Anh kỳ trở lên chấp sự nhân viên liền có mấy vị, trong đó hẳn là còn có Nguyên Anh trung kỳ thậm chí Nguyên Anh hậu kỳ cao thủ. Mỗi một vị Nguyên Anh kỳ tu sĩ lúc tu luyện, đều muốn chiếm cứ một mảng lớn sơn lâm, phương viên mấy chục bên trong thiên địa linh khí đều để cho hắn sử dụng. Lại càng không cần phải nói, tiểu hương các bên trong còn có thật nhiều kim đan kỳ trúc cơ kỳ đệ tử, cũng giống vậy cần đại lượng thiên địa linh khí tới tu luyện. Thọ trưởng quỹ dẫn Tiêu Phàm, trực tiếp đi đến một cái phong cảnh tú lệ sơn cốc chi bên cạnh, có một mảnh hòa hồ, nước sóng lân lân, thanh tịnh thấy đáy, tựa như thế ngoại đào nguyên. Tại Thiên Ma Thành bình thường thật đúng là không gặp được tốt như vậy phong cảnh. Hòa hồ đảo giữa hồ bên trên, loáng thoáng có một chỗ đình viện. Thọ trưởng quỹ cùng Tiêu Phàm sóng vai tiến vào cái này tòa đình viện. Nơi đây cách tiểu hương các cửa hàng, đã có mấy chục bên trong xa, bất quá lấy hai tên Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ tốc độ bay, tự nhiên là chớp mắt là tới, thoáng như đi bộ nhàn nhã. Tiêu huynh mời, đây là tiểu điếm một chỗ biệt viện, sớm đã bày ra che đậy cấm chế, dù coi như là hậu kỳ đại ma tôn, cũng không thể lấy thần niệm chi lực điều tra nơi đây, thực tế là an toàn giao dịch nơi tốt. Thọ trưởng quỹ cười giới thiệu nói. Tiêu Phàm ánh mắt quét qua, cười nhạt nói, thọ huynh, đây cũng không phải là bình thường che đậy cấm chế a. Đàm cái sinh ý thôi, cần phải cẩn thận như vậy a. Lấy Tiêu Phàm tại trên trận pháp tạo nghệ, tự nhiên liếc thấy được đi ra, chỗ này đình viện bố trí pháp trận, cấm chế chi lực cực mạnh, đừng bảo là lấy thần niệm chi lực nhìn trộm, coi như ở bên trong đánh cho long trời lở đất, chỉ sợ bên ngoài cũng là một điểm động tĩnh đều không có. Hắc hắc, gọi Tiêu huynh chê cười, cũng là không có ý tứ gì khác. Nơi này ngày thường cũng là tại hạ tính tọa chỗ, bởi vậy cấm chế chi lực hơi mạnh hơn một chút, ha ha. Chấm ngoặc kép, hợp lấy nơi này hay là động phủ của hắn, ngược lại là có thể nói còn nghe được. Tiêu huynh không hổ là trận pháp tông sư, liếc thấy được đi ra, tại hạ cỏ này lều vài chút cấm chế. Nói, thọ trưởng quỹ lại không quên đập Tiêu Phàm một cái. Những này pháp trận, đều là thọ huynh mình bố trí a. Như thế nói đến, thọ huynh cũng là trận pháp đại sư. Thất kính. Tiêu Phàm liếc thọ trưởng quỹ một chút, ôm quyền chắp tay, cười như không cười nói. Đại sư không dám nhận, Tiêu huynh quá khen, hiểu sơ chút ra mau mà thôi, tại Tiêu huynh dạng này đại hành ra trước mặt, hổ thẹn cực kỳ. Hắc hắc, Tiêu huynh, mời. Khách nhân liền tại bên trong. Tốt, thọ huynh mời. Tiêu Phàm một tay chắp sau lưng, từ tốn nói, thân sắc chấn định, cùng thọ trưởng quỹ cùng một chỗ, nhanh chân tiến vào nội đình. Đĩa bánh già rồi, còn có thể liều mạng hay không? Có thể. Chương 1275, Sơn Hà Thư Viện. Nội đình trong một gian mật thất, một tên lam sam văn sĩ một tay chắp sau lưng, một tay vuốt râu, chính đang chậm rãi dạo bước, nhìn thấy hai người vào cửa, lúc này mới xoay người lại, mỉm cười, nói Tiêu đạo hữu, hạnh ngộ. Tiêu Phàm hai mắt khẽ híp một cái. Vậy mà là, người quen, tên này lam sam văn sĩ, chính là tại tiểu hương các hàng năm giao dịch hội bên trên. Bị bàng phu nhân đẩy kém chút xuống đài không được vị kia hậu kỳ đại ma tôn. Chỉ bất quá tựa hồ đặt chân Nguyên Anh hậu kỳ không bao lâu, ngay tại vững chắc cảnh giới. Ngược lại là không nghĩ tới, cùng mình giao dịch người sẽ là hắn. Đại ma tôn, hạnh ngộ, Tiêu Phàm hai tay ôm quyền làm lễ, khách khí nói. Thọ trưởng quý bận biểu tức giới thiệu nói, Tiêu huynh, vị này là chân đạo hữu, Sơn Hà Thư Viện Bác Văn các thủ tọa đại giáo tập. Tiêu Phàm không khỏi giật mình. Sơn Hà Thư Viện cũng là Thiên Ma Đạo tạo thành tông môn một trong, nghe nói rất sớm trước kia, là nho gia truyền thừa, thuộc về chính đạo tông môn, nhưng tu luyện công pháp dần dần chệch hướng chính đạo quý tích, hướng ma đạo tà tu dựa vào, cuối cùng trở thành ma đạo tà tu tông môn, đồng thời gia nhập Thiên Ma Đạo. Tại Thiên Ma Đạo tạo thành trong tông môn, thực lực còn không tính nhỏ, là Thiên Ma Đạo rất trọng yếu tạo thành tông môn một trong. Sơn Hà này Thư Viện truyền nhân, nhìn qua ôn tồn lễ độ, hào hoa phong nhã. Nghiễm nhiên uyên bác chi sĩ. Kỳ thật tu luyện công pháp cực kỳ tàn bạo huyết tinh, mảy may cũng không tại Tây Nhung giáo Thiên Ma Tông phía dưới, người tu luyện không thể tránh né phải bị công pháp ảnh hưởng, tác phong làm việc cũng mười điểm tà ác. Nếu không phải vị kia bàng phu nhân địa vị cực lớn, chỗ dựa rất cứng, chỉ sợ sớm đã mất mạng tại vị này chân đạo hữu thủ hạ. Nhưng nghĩ đến ngày sau chỉ cần có cơ hội, chân đạo hữu cũng tuyệt không ngại hảo hảo giáo huấn kia không biết trời cao đất rộng nữ nhân dừng lại.
Đại giáo tập, Tiêu Phàm lần nữa có chút khom người, thi lễ một cái. Tại cái này dị giới tha hương, hết thảy cẩn thận để ý cho thỏa đáng. Lam Sam văn sĩ mỉm cười, tiếp tục vuốt râu, nhiều hứng thú đánh giá Tiêu Phàm. Cũng bất lễ để Tiêu Phàm liền cái, dò xét vài lần về sau, đột nhiên hỏi, Tiêu đạo hữu, từ đâu mà đến? Tiêu Phàm song mi có chút nhăn lại, chuyển hướng một bên thọ trưởng quỹ, hỏi thọ huynh. Cái này là ý gì? Chẳng lẽ hôm nay không là tới nơi này giao dịch không linh thạch sao? Thọ trưởng quỹ cười hắc hắc, nói, đã đại giáo tập xin hỏi, Tiêu huynh hảo hảo trả lời là xong. Mặc dù trên mặt vẫn như cũ mang theo cười, nhưng nụ cười kia lại giả mô hình giả thức phải vô cùng. Không hề nghi ngờ, trong lúc này có chút mờ ám. Nguyên bản thọ trưởng quỹ còn có thể lại giả giả vờ tiếp, bất quá nghĩ đến hắn cảm thấy có đường đường hậu kỳ đại ma tôn tọa chấn, chỉ là một tên nguyên anh sơ kỳ kẻ ngoại lai. Còn có thể lật được nổi cái gì gợn sóng, tự nhiên chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Vừa nghĩ đến đây, Tiêu Phàm khẽ gật đầu một cái, quay đầu nhìn về phía Lam Sam văn sĩ, từ tốn nói, chân đạo hữu, có lời gì mời nói thẳng đi. Lam Sam văn sĩ đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức lắc đầu cười nói, Tiêu đạo hữu rất kiên cường, nếu như chân mỗ không có cha cha rõ ràng, thật đúng là sẽ bị ngươi hù dọa. Bất quá nha, hôm nay đã Tiêu đạo hữu đến nơi này. Vậy vẫn là thành thật trả lời vấn đề của ta mới tốt, không nên nghĩ đùa nghịch hoa gì súng. Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn xem hắn, sắc mặt rất bình tĩnh, Lam Sam văn sĩ cũng không thèm để ý, phối hợp nói, Tiêu đạo hữu, tiền tài không để ra ngoài đạo lý này, người kỳ thật hẳn là hiểu. Đạo hữu nếu quả thật chỉ có nguyên anh sơ kỳ tu vi. Lại tại như thế giao dịch hội bên trên, công nhiên lấy ra 3 viên, cửu linh đan, không cảm thấy quá trương dương sao. Làm như vậy, rất dễ dàng bị người hữu tâm để mắt tới. Tiêu Phàm nhẹ nhàng gật đầu, thành như Lam Sam văn sĩ lời nói, lần kia đúng là có chút trương dương. Chỉ bất quá phía sau mấy tháng, đều không có xảy ra chuyện gì, trong lòng cũng liền nhạt, ai biết được ngọn nguồn còn là bị người hữu tâm để mắt tới. Tu chân giới quả nhiên từng bước khó đi. Chân đạo hữu, ta muốn biết, người cực phẩm không linh thạch mang có tới không? Mắt thấy Lam Sam văn sĩ còn muốn líu lo không ngừng, Tiêu Phàm liền không khách khí chút nào đánh gãy hắn, hỏi. Lam Sam văn sĩ lần nữa sững sờ, có chút bất khả tư nghị nhìn qua Tiêu Phàm. Làm sao, chẳng lẽ người này còn nhìn không ra trước mắt vị trí hoàn cảnh a? Thế mà còn đang suy nghĩ lấy cực phẩm không linh thạch sự tình. Người này đến cùng là yên tâm có chỗ dựa chắc, hay là phô trương thanh thế? Hoặc là, trực tiếp chính là đầu óc hư mất. Lam Sam văn sĩ cảm thấy, rất có thể thật là đầu óc hư mất. Chố mắt qua đi. Lam Sam văn sĩ cười ha ha một tiếng, nói Tiêu đạo hữu quả nhiên rất kỳ hoa, lúc này còn băn khoăn không linh thạch. Tốt, ta liền nói cho người biết, cực phẩm không linh thạch ta có, mà lại mang ở trên người. Lần này, Tiêu đạo hữu hẳn là hài lòng đi, thần sắc trên mặt, tràn đầy trêu tức chi ý. Tiêu Phàm khẽ vuốt cằm, nói, dạng này rất tốt, chúng ta có thể giao dịch. Chân đạo hữu không ngại đưa ngươi không linh thạch lấy ra, nghĩ trao đổi cái gì, cũng xin nói rõ. Chỉ cần giá cả hợp lý, ta nghĩ khoản giao dịch này hẳn là có thể đạt thành. Lam Sam văn sĩ nhìn xem hắn, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười ha ha. Thọ trưởng quỹ cũng cười ha ha, bên cạnh cười bên cạnh lắc đầu, nói Tiêu đạo hữu, người có thể không tốt như vậy cười sao? Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra, chúng ta căn bản là không có dự định cùng ngươi giao dịch thứ gì? Ngươi hay là nói thực ra đi, ngươi đến cùng từ đâu tới đây, tại Thiên Ma Thành thu thập nhiều như vậy không gian vật liệu, muốn làm gì? Ngươi ăn ngay nói thật, có lẽ đại giáo tập sẽ còn thả ngươi một con đường sống. Tiêu Phàm song mi nhào lên, lạnh lùng quét thọ trưởng quỹ một chút, từ tốn nói, thọ trưởng quỹ, tiểu hương các chẳng lẽ không phải một gian cửa hàng a? Lúc nào biến thành cản đường ăn cướp cường đạo rồi, Thiên Ma Thành giống như cũng không có loại quy củ này a. Quy củ, ngươi cùng ta giảng quy củ, vậy thì tốt, ta liền nói cho ngươi biết, ở đây, ta chính là quy củ. Lam Sam văn sĩ tiếng cười to im bặt mà dừng. Bỗng nhiên tiếp cận Tiêu Phàm, lạnh như băng nói. Không sai, Tiêu đạo hữu, người hay là ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ tốt, nhưng tuyệt đối đừng chọc giận đại giáo tập. Người một cái kẻ ngoại lai, có lẽ không rõ ràng Sơn Hà Thư Viện thủ đoạn. Nếu thật là chọc giận đại giáo tập, nhưng cũng không phải là dưới mắt tốt như vậy nói chuyện, bao ăn no gọi ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Thọ trưởng quỹ cũng lạnh lùng quát, cổ tay khẽ đảo, lấy ra một mảnh ngọc bài, chân nguyên pháp lực hướng ngọc bài bên trong rót vào. Ngọc bài lập tức hào quang tỏa sáng, Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm ứng được, nơi đây tất cả pháp trận cấm chế đều đã mở ra, trong ngoài hết thảy tin tức triệt để che đậy.
Coi như cái này đình trong nội viện đánh cho long trời lở đất, chỉ cần cấm chế không có phá đi, bên ngoài cũng là tuyệt đối không biết. Thọ trưởng quỹ cố ý đem hắn lĩnh ở đây, sớm đã làm tốt, ăn cướp, hết thảy chuẩn bị, tuyệt không cho phép hắn chạy mất. Tiểu bối, giao ra trên người ngươi tất cả tài vật. Lại buông ra thần trí của ngươi, để ta gieo xuống cấm chế, từ nay về sau, vĩnh viễn trở thành nô bộc của ta, ta liền tha cho ngươi khỏi chết. Lam Sam văn sĩ lạnh lùng quát, hai mắt thả ra lam mang. Tà khí bức người, Tiêu Phàm liền cười, trong tươi cười mang theo nói không nên lời khinh miệt cùng mỉa mai chi ý. Các hạ hẳn là coi là, bằng hai người các ngươi, thật có thể thắng được ta a. Một lời chưa tất, Tiêu Phàm thân thể nhoáng một cái, bỗng nhiên liền tự biến mất tại chỗ không còn thấy bóng dáng tăm hơi, sau một khắc. Thọ trưởng quỹ bên người không khí một trận gợn nước vặn vẹo, Tiêu Phàm thân ảnh tại bên cạnh hắn hơn một trượng chỗ hiển hiện ra. Thuấn di thuật, chấm ngoặc kép, thọ trưởng quỹ hoảng hốt, lên tiếng kinh hô, thực tế không nghĩ tới, gặp tình hình như vậy, đối mặt một tên hậu kỳ đại ma tôn. Tiêu Phàm vậy mà lại xuất động thủ trước, nửa phần giả mượn cũng vô, đồng thời thuấn di thuật xuất thần nhập hóa, hắn ngay cả một điểm đề phòng đều không có. Tiêu Phàm trong chớp nhoáng liền giết tới phụ cận, Tiêu Phàm cổ tay khẽ đảo, một thanh lóng lánh thanh kim sắc quang mang trường kiếm liền đã nắm trong tay. Tiếng gió rít gào, lật tay một cái, trường kiếm liền hướng thọ trưởng quỹ tật bổ mà đi. Trong nháy mắt này, Tiêu Phàm trên thân khí tức tăng vọt. Đảo mắt đã đột phá nguyên anh sơ kỳ bình cảnh, thẳng tới trung kỳ cảnh giới, đồng thời ẩn ẩn tiếp cận với nguyên anh trung kỳ đại thành tiêu chuẩn. Những năm này mặc dù một mực tại thất dạ giới bôn tẩu, Tiêu Phàm nhưng lại chưa bao giờ đình chỉ qua tu luyện, đại lượng linh đan diệu dược, làm cho hắn tiến bộ tốc độ vượt xa bình thường cùng giai tu sĩ. Thọ trưởng quỹ chỉ là dựa vào lấy Lam Sam văn sĩ tình thế, cáo mượn oai hùng, hắn cảnh giới của mình, bất quá là nguyên anh sơ kỳ tiêu chuẩn mà thôi, mà lại qua nhiều năm như vậy, một mực đợi tại Thiên Ma Thành Tiểu Hương Các, rất ít ra ngoài qua, kinh nghiệm tác chiến cùng Tiêu Phàm tương đối mà nói, quả thực là một cái dưới đất một cái trên trời, hoàn toàn không thể đánh đồng. Mắt thấy Tiêu Phàm nhanh như thiểm điện đánh tới, lập tức luống cuống tay chân, cổ tay khẽ đảo, cũng cầm một thanh sáng như tuyết trường kiếm, vội vàng hấp tấp hướng lấy Tiêu Phàm thanh kim sắc lưỡi kiếm nghênh kích đi lên. Hắn cũng cảm ứng được Tiêu Phàm trên thân khí tức biến hóa, biết Tiêu Phàm tu vi thật sự vượt xa mình, bất quá hắn nguyên bản liền không có trông cậy vào dựa vào mình lực lượng một người có thể thắng được Tiêu Phàm, chỉ cần có thể ngăn trở Tiêu Phàm một chiêu nửa thức, Lam Sam văn sĩ liền sẽ kịp thời xuất thủ. Tiêu Phàm tu vi lại cao, cũng chỉ là nguyên anh trung kỳ cảnh giới, đối mặt một tên hậu kỳ đại ma tôn lôi đình chi nộ, vậy cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ, nơi nào còn đằng đạt được tay tới đối phó hắn. Lúc trước cùng Lam Sam văn sĩ thương nghị lập kế hoạch, hắn cũng là kèm ở ký đuôi, chỉ cần từ bên cạnh hiệp trợ là được, trọng yếu nhất chính là trưởng khống tốt nơi đây cấm chế, cũng đừng làm cho ngoại lai này người thừa cơ đào thoát rơi. Dù coi như thế, thọ trưởng quỹ cũng vẫn là đánh giá thấp Tiêu Phàm chân thực chiến lực. Hắn cho là mình có thể đỡ nổi Tiêu Phàm một chiêu. Thực tế là quá đề cao mình. Răng rắc, song kiếm tương giao. Thọ trưởng quỹ không khỏi ngây ra một lúc. Hai thanh trường kiếm đồng thời bẻ gãy. Kết quả như vậy, thực tế có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Trường kiếm của hắn chỉ là kiện phổ thông pháp bảo, trong lúc cấp thiết, thậm chí ngay cả một nửa uy lực cũng không từng kích phát ra đến, bị một chảm hai đoạn, cũng không kỳ quái. Làm sao Tiêu Phàm trường kiếm cũng đoạn mất, mà lại gãy thành mười mấy đoạn. Quả thực chính là phấn thân toái cốt, nhưng là sau một khắc, những cái kia kiếm gãy liền biến thành thanh đoạn kiếm màu vàng, chừng 12 chuôi nhiều, gào thét lên hướng hắn cắt mà xuống, tốc độ nhanh chóng, không cùng luân so. Đại giáo tập, cứu mạng, chấm ngoặc kép. Thọ trưởng quỹ lập tức dọa đến hồn phi thiên bên ngoài, rắt cổ kêu to lên, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch như tờ giấy. Chỉ bất quá, lúc này nói cái gì đều đã trễ. Siêu siêu, âm thanh bên trong, 12 chuôi vảy rồng đoàn kiếm từ hắn bên tai gào thét mà qua, thọ trưởng quỹ dọa phải chăm chú nhắm mắt lại, lập tức chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt, lập tức bị chăm chú trói lại, rốt cuộc không thể động đậy. Đợi ngày khác mở mắt lần nữa, lại phát hiện mình vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ bất quá bị một đầu cơ hồ trong suốt dây thừng một mực trói lại, nửa phân đều giãy giụa không được. Bóng người lóe lên, Tiêu Phàm như bóng với hình, bỗng nhiên liền đến trước người hắn, năm ngón tay luân chuyển, mấy chục đạo kình khí bắn ra, trong chốc lát phong bế thọ trưởng quỹ quanh thân yếu huyệt, thọ trưởng quỹ chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều trở nên mất thăng bằng, cả ngón tay đầu đều không động đậy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1276, tà thuật. Thọ trưởng quỹ kinh hãi muốn tuyệt,
chỉ muốn mở miệng cầu xin tha thứ, ai ngờ ngay cả miệng đều không căng ra, chỉ có thể lấy ánh mắt hướng Tiêu Phàm ra hiệu, biểu thị mình nguyện ý thần phục, hy vọng Tiêu đạo hữu tha nó một mạng. Chỉ tiếc, Tiêu Phàm mắt cũng không nhìn thẳng hắn một chút, thân thể nhất chuyển, liền đã trực diện Lam Sam Văn Sĩ. Tiêu Phàm như thế gọn gàng thu thập Thọ Trưởng Quý, cũng hoàn toàn ra khỏi Lam Sam Văn Sĩ ngoài ý liệu. Dù coi như lấy hắn hậu kỳ đại ma tôn thủ đoạn, ngang tay đối đầu, muốn một chiêu liền đem Thọ Trưởng Quý cầm xuống, tựa hồ cũng không nhỏ độ khó. Đương nhiên, ngoại lai này tiểu bối chiếm đánh lén tiện nghi, mà lại món kia binh khí có chút cổ quái, Thọ Trưởng Quý lại coi là ổn thao phần thắng, chưa kịp phòng bị, lúc này mới mắc lừa. Bằng không mà nói, Thọ Trưởng Quý cũng tuyệt không đến mức như thế không tốt. Rất tốt, không nghĩ tới người ẩn nặc thuật cũng rất cao minh. Lam Sam Văn Sĩ tiếp cận Tiêu Phàm, hai tay rủ xuống, trên mặt cơ bắp nhẹ nhàng run rẩy một chút, lạnh lùng nói. Bất quá cứ như vậy, ta liền càng phải bắt được ngươi. Ngươi dịch dung giả dạng, lẫn vào Thiên Ma Thành bên trong, lại lượng lớn siêu tập không gian vật liệu, khẳng định giáp tâm hại người. Bản tọa đã thân là Thiên Ma Đạo Đại Ma Tôn, làm sao có thể trơ mắt nhìn xem ngươi tại mí mắt ta từ dưới mặt đất dở trò. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, trong tươi cười khinh miệt cùng khinh thường chi ý cực kỳ rõ ràng. Ăn cướp chính là ăn cướp, tu chân giới cường giả vi tôn, cũng không có gì tốt che giấu, các hạ cần gì phải như thế giả mù sa mưa. Ngươi đánh thắng ta, tự nhiên muốn thế nào được thế nấy. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, Tiêu Phàm thanh âm vẫn như cũ bình thản, đối mặt một vị hậu kỳ đại ma tôn, không có chút nào vẻ sợ hãi. Mắt thấy Tiêu Phàm chấn định như thế, Lam Sam Văn Sĩ liền có chút kinh nghi bất định, thử thăm dò nói, hậu sinh, ngươi thành thật nói ra xuất thân của ngươi lai lịch, giả dụ cùng ta Sơn Hà một phái có chút liên quan, nhìn tại ngươi sư môn phân thượng. Bản tọa cũng không phải là không thể tha cho ngươi một cái mạng. Tiểu tử này mạnh sát chỉ là một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ, Lam Sam Văn Sĩ cũng không thế nào để vào mắt, bất quá dạng này không có sợ hãi, hẳn là chỗ dựa cường ngạnh. Quả thật như thế, nhưng cũng phải cẩn thận cân nhắc một phen, cũng không nên gây chút phiền toái không cần thiết. Thiên Ma Đạo cố nhiên uy chấn thiên hạ, lại không có nghĩa là Thiên Ma Đạo mỗi người đều có thể hoành hành không sợ, không đem những tông môn khác cùng cao thủ để vào mắt. Tỉ như một chút Ngộ Linh Kỳ lão tổ dòng chính vãn bối, liền tốt nhất không nên đi trêu chọc. Không phải, trêu đến những lão quái vật kia tức giận, dù coi như là Thiên Ma Đạo tổ ra mặt, cũng không tốt chấm dứt. Mắt thấy Tiêu Phàm tuổi còn trẻ liền tu luyện tới Nguyên Anh trung kỳ cảnh giới, ẩn ẩn đã đạt đến tại Đại Thành. Chỉ sợ lai lịch bất phàm. Tiêu Phàm cười cười, nói tại hạ xuất thân lai lịch, cũng không nhọc đến đại giáo tập nhọc lòng. Chỉ cần đại giáo tập cùng ta công bằng giao dịch, tại hạ liền ngày hôm nay việc này chưa từng phát sinh qua, như thế nào? Lam Sam Văn Sĩ sắc mặt lập tức chìm xuống dưới. Lạnh lùng nói, hậu sinh, ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ta đây là cho ngươi một cái sống sót cơ hội. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, dựa vào ngươi chút tu vi ấy, thật đúng là có thể tại bản tọa thủ hạ chạy thoát ha? Nơi này cấm chế, là bản tọa tự mình ra cố, đừng bảo là ngươi. Liền xem như hậu kỳ đại ma tôn, muốn tùy tiện rời đi nơi này đều tuyệt đối không thể. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, nói, như thế tốt nhất, Tiêu Mỗ cũng không muốn làm dư luận xôn xao. Bất kể nói thế nào, các hạ cũng là vị hậu kỳ ma tôn, nếu như tại trước mặt mọi người giết ngươi, chỉ sợ sẽ có chút phiền phức. Thật sao, Lam Sam Văn Sĩ quả thực không thể tin vào tai của mình, há to miệng. Trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Tiểu tử cuồng vọng hắn gặp qua không ít, nhưng giống Tiêu Phàm cuồng vọng như vậy, hắn thật đúng là lần đầu kiến thức. Ngươi yên tâm, ta sẽ không một chút giết chết ngươi, ta sẽ từ từ giết ngươi, một mực giết tới chính ngươi cầu ta mới thôi. Chấm ngoặc kép, Lam Sam Văn Sĩ cười lạnh, nói từng chữ từng câu. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy đầu não bỗng nhiên có chút mê muội, không có chút nào báo hiệu, hoàn toàn đột nhiên xuất hiện, tựa hồ. Cùng Lam Sam Văn Sĩ lời nói có quan hệ, Lam Sam Văn Sĩ thanh âm, giữa bất chi bất giác trở nên quái dị, mang theo một loại nào đó ma tính, tà khí bức người. Ngay tại Tiêu Phàm cảm thấy đầu não mê muội nháy mắt, Lam Sam Văn Sĩ cổ tay khẽ đảo, một quyển trần cựu cổ pháp thẻ che nổi lên, lóng lánh nhàn nhạt thanh quang, lộ ra cực kỳ cổ pháp cực kỳ thần bí. Cùng loại cổ lão trúc sách binh khí hoặc là pháp bảo, Tiêu Phàm thật đúng là lần đầu kiến thức. Chỉ thấy Lam Sam Văn Sĩ hai tay khẽ động. Trúc sách dần dần triển khai, lập tức huyết quang chói mắt, từng cái đỏ tươi chữ triện từ trúc trên sách bay múa mà ra, đón gió căng phồng lên, hóa thành vài tấc lớn nhỏ chữ triện trạng đồ án, hướng Tiêu Phàm bay múa mà đến, chợt nhìn đi, tựa như có ân máu đỏ tươi từ chữ triện bên trên một chút xíu rơi xuống, kịch liệt mùi máu tanh,
bay thẳng chóp mũi, Tiêu Phàm cảm giác hôn mê càng sâu. Lam Sam Văn Sĩ cười lạnh một tiếng, miệng lẩm bẩm, Triển Văn Phi Vũ tốc độ càng nhanh, tại Tiêu Phàm quanh người dần dần hình thành một cái từ chữ triện tạo thành kén, đem Tiêu Phàm chăm chú bao vây lại, máu me đầm đìa mà hạ. Theo thẻ tre chậm chậm triển khai, huyết sắc chữ triện cũng càng ngày càng nhiều, Lam Sam Văn Sĩ miệng bên trong chú ngữ càng niệm càng nhanh, kén máu càng ngày việt hậu, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy cái này vô biên huyết khí đang dần dần thấm vào da thịt của mình, một chút xíu ăn mòn ô nhiễm thần hồn của mình, chẳng những cảm giác hôn mê càng ngày càng nặng, trong lòng càng là không khỏi vì đó dâng lên một cỗ e ngại khủng hoảng chi ý. Mặc dù biết rõ cái này là đối phương tà thuật, nhất định phải lập tức phản kháng, toàn thân trên dưới lại một chút khí lực đều đề lên không nổi, trong lòng vẻ sợ hãi, càng thêm đâm sâu vào, dần dần, thậm chí ngay cả phản kháng ý chí đều tại bị một chút xíu làm hao mòn. Lang Tà Thư Viện danh xưng là học thuật nho ra một nhà, nó công pháp truyền thừa vậy mà như thế tà ác, tựa như so rất nhiều tiếng xấu rõ ràng ma đạo tông môn truyền thừa còn hơn. Lam Sam Văn Sĩ mắt thấy kén máu bên trong Tiêu Phàm buồn ngủ, càng ngày càng là không tốt, trong lòng không khỏi đại hỉ. Nguyên bản thấy Tiêu Phàm nhất cử đem thọ trưởng quý cầm xuống lôi đình thủ đoạn, trong lòng của hắn cũng không khỏi lẩm bẩm, cái này trẻ tuổi hậu bối thần thông không nhỏ, xem chừng muốn lấy hắn, tất nhiên là một trận ác chiến. Quyết định thật nhanh, liền quyết định đối Tiêu Phàm thi triển thần hồn công kích. Hiện tại xem ra, quyết định này cực kỳ chính xác. Tiểu bối này luyện thể thần thông cao minh, am hiểu chém giết gần người, nhưng giới hạn trong tuổi tác, chân thực cảnh giới có hạn, thần hồn chi lực nhất định yếu kém, vô luận như thế nào cũng không thể cùng bọn hắn loại này tu luyện mấy trăm năm nguyên anh hậu kỳ đại ma tôn đánh đồng. Lấy thần hồn chi thuật công kích hắn, chính là đúng bệnh hốt thuốc. Mặc dù Tiêu Phàm dịch dung giả dạng về sau, ẩn tàng mình chân thực tướng mạo, nhưng mà cao thủ chân chính, còn có thể cảm ứng được, hắn tuổi thật không lớn. Lấy cảnh giới của hắn, nghĩ phải nhanh chóng tăng lên chiến lực, chỉ có thể kiếm tẩu thiên phong, tu luyện cao minh luyện thể thuật, tự nhiên là một đầu đường tắt. Bất quá cứ như vậy, nhược điểm khẳng định cũng cực kỳ rõ ràng. Sốt cục, Lam Sam Văn Sĩ trong tay trúc sách toàn bộ triển khai, một thiên hoàn chỉnh chú ngữ niệm xong, bao khỏa Tiêu Phàm kén máu cũng biến thành cực kỳ dày đặc, huyết quang bắn ra bốn phía. Hiển nhiên đang toàn lực công kích Tiêu Phàm nguyên thần, chỉ cần nguyên thần bị triệt để ô nhiễm, tiểu bối này chính là cá trong chậu, mặc kệ nắm. Đến lúc đó, nhất định phải để tiểu bối này hảo hảo nếm thử muốn sống không được muốn chết không xong tư vị. Tiểu bối này xuất thủ xa hoa như vậy, nghĩ đến thân gia cũng nhất định phong phú vô so. Đối linh thạch loại hình, Lam Sam Văn Sĩ ngược lại cũng không quá để vào mắt, trên người người này tựa hồ mang theo không ít linh đan linh dược. Đây mới là Lam Sam Văn Sĩ lấy đường đường hậu kỳ đại tu sĩ chi tôn, không tiếc mặt mũi, làm lên ăn cướp hoạt động nguyên nhân. Lam Sam Văn Sĩ trên mặt hiện lên vẻ đắc ý nhe răng cười, miệng bên trong niệm chú thanh âm lại càng ngày càng nhanh, hai tay xòe ra, từng đạo chân nguyên pháp lực, liên tục không ngừng rót vào đến kén máu bên trong, kén máu cũng càng thu càng chặt, rất nhanh liền sẽ đại công cáo thành. Liền tại Lam Sam Văn Sĩ lòng tràn đầy vui vẻ thời điểm, chỉ nghe phích lịch một tiếng, kinh thiên động địa. Một đạo thô to ngân sắc hồ quang điện, bỗng nhiên từ dưới đất chui ra, trùng điệp đánh vào kia kén máu phía trên, hậu thổ khí tức sôi trào mãnh liệt, tứ tán bay dương. Mậu thổ thần lôi, Lam Sam Văn Sĩ giật nảy cả mình, kêu lên, chưa chờ hắn lấy lại tinh thần, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, kia kén máu liền bỗng nhiên nổ bể ra đến, tựa như từng con hỏa hồng hồ điệp, từng mảnh bay múa, một cỗ cường đại tuyệt luân hạo nhiên chính khí, dâng lên mà ra, hướng Lam Sam Văn Sĩ lăn lăn đi, thế không thể đỡ. Hạo nhiên chi khí, Lam Sam Văn Sĩ càng là trợn mắt hốc mồm, bất kể nói thế nào, Sơn Hà Thư Viện cũng là nho học một mạch, chỉ là đi đến tà trên đường, nhưng nuôi hạo nhiên chi khí, lại là chính tông nho gia truyền thừa tất nhiên chi đạo. Tiêu Phàm hạo nhiên chính khí, chính đại đường hoàng, thuần khiết vô so, Lam Sam Văn Sĩ tự nhiên lập tức liền có thể cảm thụ được. Lại nghĩ không ra, Tiêu Phàm vậy mà là tu sĩ chính đạo, mà lại là hạo nhiên chi khí chính tông truyền thừa. Sớm biết như thế, thì quyết không thể dùng thần hồn công kích chi thuật tới đối phó hắn. Sơn Hà Thư Viện bàng môn tả đạo, gặp được chính tông nhất hạo nhiên chi khí, trời sinh liền bị khắc chế ba phân, 10 thành uy lực có thể phát huy ra 7 thành coi như rất không tệ. Chỉ là, hắn rõ ràng tại Tiêu Phàm trên thân cảm nhận được chính tông nhất ma khí, thậm chí còn kèm theo yêu thú khí tức. Điểm này là tuyệt sẽ không sai. Ở trong đó đến cùng có thứ gì cổ quái, trong lúc nhất thời, lại nơi nào nghĩ được rõ ràng. Tiêu Phàm tựa hồ cũng chưa cho hắn quá nhiều thở dốc thời gian, thân thể nhoáng một cái, liền ở tại chỗ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiểu bối này lại muốn thi triển thuấn di thuật,
dùng hắn sở trường nhất chém giết gần người chi kỹ tới đối phó mình. Lam Sam văn sĩ thầm kêu một tiếng không tốt, lại nơi nào chịu để Tiêu Phàm toại nguyện, không cần suy nghĩ, dưới chân khẽ động, liền muốn hướng bên cạnh lóe lên mà đi. Chém giết gần người, hắn nhưng cũng không am hiểu, vô luận như thế nào, đều muốn cùng tiểu bối này kéo dài khoảng cách, áp sát quá gần, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Phải nói, vị này Sơn Hà Thư viện đại giáo tập, từ đầu đến cuối, đầu não phi thường thanh tỉnh, quyết sách cũng hoàn toàn chính xác. Nhưng có một chút, hắn là tuyệt đối không tưởng được. Đó chính là, Tiêu Phàm không phải một mình tác chiến. Hắn có giúp đỡ, mà lại vị này giúp đỡ thực lực mạnh, thậm chí càng tại Tiêu Phàm bản nhân phía trên. Ngay tại Lam Sam văn sĩ thân thể đem động không động thời khắc, bỗng nhiên hai chân mắt cá chân siết chặt, thật giống như thêm hai đạo vòng sắt, một mực bóp chặt hai chân của hắn, nặng hơn vạn cân, đừng bảo là phi độn mà đi, liền muốn hơi nhúc nhích chút nào đó cũng là tuyệt đối không thể. Nói đến man lực, 10 cái Sơn Hà Thư viện đại ma tôn cũng so ra kém một bộ thổ ma ngẫu. Lần này biến khởi khoảng khắc, dù là Lam Sam văn sĩ thân là đại ma tôn, trong lúc nhất thời cũng quá sợ hãi. Toàn thân mồ hôi lạnh, bá, liền xông ra, nháy mắt thẩm thấu trọng y. Chương 1277, ngay cả điểm sát chiêu. Đối mặt một vị đại ma tôn, Tiêu Phàm cũng ép căn bản không hề cho hắn cái gì cơ hội thở dốc. Thổ ma ngẫu mới vừa ra tay, Tiêu Phàm liền đã đến Lam Sam văn sĩ phụ cận. Long tượng nặng tay, qua trong giây lát, Tiêu Phàm hóa thân thành cao tới mấy trượng cự nhân, toàn thân cơ bắp từng cục, như là to như cột điện, một trưởng chấn áp mà hạ. Lập tức cuồng phong gào thét, một cỗ không thể cùng kháng to lớn cự lực như là Thái Sơn áp đỉnh đập mạnh xuống tới, Lam Sam văn sĩ cơ hồ ngay cả khí đều không xuyên thấu qua được, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Thực tế không nghĩ tới, tiểu bối này luyện thể thuật vậy mà cường hãn đến tình cảnh như thế. Trong lúc này, hắn căn bản liền không có thời gian suy nghĩ khác, không nói hai lời, khí sâu đan điền, quát lên một tiếng lớn, hai tay giơ lên, liền hướng vào đầu trấn áp xuống cự trưởng nghênh kích đi lên. Hắn cũng biết, lang tà thư viện truyền thừa không lấy nhục thân cường hoành tăng trưởng, cùng luyện thể sĩ chém giết gần người, lấy cứng trọi cứng thực tế ngu xuẩn nhất đấu pháp, chỉ là lúc này, hắn không có lựa chọn nào khác. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hai cỗ lực đạo, oanh, một tiếng, đụng vào nhau. Kết quả không chút huyền niệm, Lam Sam văn sĩ mặc dù là hậu kỳ đại ma tôn, nhục thân độ cường hoành so sánh với Tiêu Phàm, nhưng khác biệt nghìn dặm. Long tượng nặng tay cơ hồ không có chút nào trì trệ, chấn áp xuống. Phốc, máu bắn tung tóe, trong nháy mắt, Lam Sam văn sĩ đã cốt nhục thành bùn. Tiêu Phàm không khỏi nao nao, mặc dù hắn đối long tượng nặng tay rất tự tin, biết cứng đối cứng Lam Sam văn sĩ tuyệt đối không phải là đối thủ của mình, nhưng mà đối phương dù sao cũng là một vị nguyên anh hậu kỳ đại ma tôn, cứ như vậy không hề có lực hoàn thủ bị một trưởng đánh chết, Tiêu Phàm vẫn cảm thấy có chút khó có thể tin. Dạng này đại ma tôn cũng không tránh khỏi quá yếu một chút. Bất quá sau một khắc, Tiêu Phàm liền biết mình sai. Ba, một tiếng vang nhỏ, mấy trượng bên ngoài, Lam Sam văn sĩ hiện thân mà ra. Nhìn qua ngược lại là lông tóc không thương, nhưng mà lại sắc mặt tái nhợt, khí tức so sánh với lúc trước yếu không ít, chỉ miễn cưỡng bảo lưu lấy nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cảnh giới, tựa hồ lúc nào cũng có thể ngã ra nguyên anh hậu kỳ tiêu chuẩn. Mà hắn vừa mới đứng thẳng địa phương, xác thực có một bộ phá thành mảnh nhỏ thi thể. Mùi máu tanh nồng đậm xông vào mũi. Tuyệt không phải giả mạo, đồng mệnh huyết khôi lỗi. Tiêu Phàm song mi có chút giơ lên, nói, thần sắc giật mình. Cái gọi là đồng mệnh huyết khôi lỗi là thất giả giới đặc hữu xưng hô, tại Nam Châu đại lục cũng có vật tương tự, gọi thai cướp khôi lỗi, đều là lấy tự thân tinh huyết trải qua thời gian dài đặc biệt luyện chế mà thành huyết khôi lỗi. Thời khắc mấu chốt, có thể thay mận đổi đào, vì chính mình cản qua một kiếp. Thiên Diệu thần phù trong bí kíp cũng ghi chép có một loại cực kỳ thần kỳ phù lục, gọi bản mệnh thay cướp phù. Cùng chân nguyên phù đồng dạng, nhất định phải ở trong cơ thể mình trải qua thời gian dài bồi dưỡng, mới có thể phát huy thay cướp công hiệu. Tại thể nội bồi dưỡng thời gian càng dài, thay cướp hiệu quả liền càng rõ hiển. Nhưng bất kể là ai, cùng một thời gian đoạn bên trong, chỉ có thể bồi dưỡng một viên bản mệnh thay cướp phù. Muốn cùng tờ phù lục này sử dụng về sau, mới có thể tiếp tục bồi dưỡng viên thứ hai. Bất quá muốn phát huy tác dụng, kia lại là mấy chục năm chuyện sau đó. Mà lại cùng là một người, cả đời chỉ có thể bồi dưỡng ba cái bản mệnh thay cướp phù. Ba cái thay cướp phù sử dụng hết, mặc kệ người chế phù thuật cỡ nào cao minh, tu vi cỡ nào tinh thâm, đều tuyệt đối không thể lại bồi dưỡng viên thứ tư. Đồng thời, bản mệnh thay cướp phù chỉ có thể tự mình luyện chế, người khác không cách nào thay thế.
Cao minh như vậy phù lục, tu sĩ tầm thường tất nhiên là luyện chế không ra, trên thực tế, lấy Tiêu Phàm cùng Thiên Diệu Tiên Tử tại phù lục thuật bên trên tạo nghệ, luyện chế cái này mai bản mệnh thay cướp phù, cũng kinh lịch mấy chục lần thất bại, cuối cùng mới rất may mắn ngẫu nhiên luyện chế thành công. Bây giờ cái này hai viên phù lục bồi dưỡng tại Tiêu Phàm cùng Thiên Diệu Tiên Tử thể nội bất quá mười mấy năm khoảng chừng, vừa có thể dùng, nhưng hiệu quả tự nhiên không tốt. Cũng may Tiêu Phàm cùng Thiên Diệu Tiên Tử cho tới bây giờ, còn không có bị người bước đến dạng này tuyệt cảnh, ngược lại là có thể dù bận vẫn ung dung, tiếp tục bồi dưỡng. Cũng không nghĩ tới, cái này Lam Sam văn sĩ vậy mà cũng luyện chế thần kỳ như vậy thay cướp khôi lỗi. Nếu không, tại Tiêu Phàm cùng thổ ma ngẫu giáp công phía dưới, nhưng không có dễ dàng như vậy thoát thân, coi như không chết ngay lập tức tại chỗ, cũng không khỏi bản thân bị trọng thương. Tiểu bối, xem như ngươi lợi hại. Lam Sam văn sĩ hung tợn chừng Tiêu Phàm một chút, oán độc vô so. Bất quá người này đến cùng không hổ là hậu kỳ đại ma tôn, vô cùng có quyết đoán, mắt thấy mình tính toán không thành phản bị người mưu hại, liền quyết đoán kịp thời, dưới chân độn quang cùng một chỗ, liền muốn hướng ngoài mật thất chạy gấp mà đi. Còn muốn đi, đúng lúc này, một cái thanh âm ông ông bỗng nhiên tại phía sau hắn vang lên. Chính là thổ ma ngẫu. Tự nhiên, mở miệng nói chuyện không phải thổ ma ngẫu, mà là thần toán tử Ứng Linh Trạch. Tại Thiên Ma Thành, đa số thời điểm, thần toán tử chỉ có thể đợi tại Tiêu Phàm trong không gian giới chỉ, thực tế khí muộn cực kỳ, bây giờ thật vất vả ra hít thở không khí, còn không thế nào đánh đâu, vị này lang tà thư viện đại giáo tập liền nghĩ đi, thần toán tử làm sao có thể như ước nguyện của hắn. Người nào, Lam Sam văn sĩ bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, lại chỉ thấy trước mắt kim quang chớp loạn, vô số rực rỡ người người tiền tài, như mưa rơi chút xuống. Tiền tài bên trên lộ ra khí tức, cường đại đến làm người sợ hãi. Đối thủ dù sao cũng là một tên hậu kỳ đại tu sĩ, Ứng Linh Trạch không có chút nào lưu thủ, toàn lực ứng phó. Nơi này chính là Thiên Ma Thành, người này là Thiên Ma đạo nhân vật trọng yếu, nếu là không cẩn thận để hắn rời khỏi, tuyệt đối là đại phiền toái. Thông Huyền Linh Bảo, Lam Sam văn sĩ kinh hoàng chi dư, nơi nào đến được đến phân biệt rõ ràng. Chỉ gọi phải nửa câu, liền đã bị đầy trời tiền tài bao phủ nó hạ. Tiền tài bên trong, truyền đến Lam Sam văn sĩ vừa kinh vừa sợ tiếng gầm gừ. Tiêu Phàm trong mắt tinh quang lóe lên, quanh thân mấy chục phiến thanh kim sắc vảy rồng bay ra ngoài, trong khoảnh khắc liền tại bốn phía bố thành ba tầng vảy rồng kiếm trận. Trải qua hoàng đường luyện chế lại một lần qua 72 chuôi vảy rồng đoàn kiếm, chẳng những càng thêm sắc bén vô song, mà lại bởi vì chất liệu thuần túy, thao túng cũng càng thêm dễ dàng, cần tiêu hao thần niệm chi lực giảm mạnh. Một lát sau, chỉ nghe, oanh, một tiếng vang thật lớn, vô số chói tiền tài tứ tán bay vụt, tiền tài đại trận bị ngạnh sinh sinh phá vỡ một cái động lớn, Lam Sam văn sĩ từ đó bắn ra. Chỉ bất quá thời khắc này đại giáo tập, toàn thân trên dưới máu me đầm đìa, vậy mà không có một miếng thịt là nguyên lành, bị cắt thành một cái huyết nhân. Mà khí tức của hắn, càng là trực tiếp ngã xuống nguyên anh trung kỳ cảnh giới, ngay cả đại tu sĩ tiêu chuẩn đều không thể lại bảo trì. Cần biết xông phá Ứng Linh Trạch đoạt mệnh tiền tài trận. Thế nhưng là làm cho hắn mạo hiểm tự bạo một kiện lớn uy lực pháp bảo, mới lấy may mắn lao ra. Có thể tại phòng chế thông huyền linh bảo tấn công mạnh phía dưới trốn được tính mệnh, đã coi như hắn vô cùng ghê gớm. Chỉ bất quá, vừa mới cởi một cái thân, còn đến không kịp thở một ngụm, phích lịch một tiếng, một đạo thô to vô so ngân sắc hồ quang điện, liền làm đầu oanh kích mà hạ. Đỉnh đầu truyền đến khí tức khủng bố, mảy may cũng không tại đoạt mệnh tiền tài phía dưới, thậm chí còn hơn. Lam Sam văn sĩ sắc mặt tái xanh, không lo được chửi ầm lên, dưới chân độn quang cùng một chỗ, liền hướng một bên phi thân né tránh. Không hề nghi ngờ, nếu là bị đạo này hồ quang điện đánh trúng, kia là tuyệt đối chết không toàn thây, hồi phi yên diệt. Tiêu Phàm cũng không có trông cậy vào lôi quang bảo tháp một kích đem nó diệt sát, chỉ là để hắn càng thêm kinh hoàng thất thố, không cách nào đối xung quanh tình hình làm ra chính xác phán đoán mà thôi. Đối phó loại này chém giết kinh nghiệm cực kỳ phong phú giang hồ lão thủ, liền nhất định phải lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, đem hắn nhất cử bước đến tuyệt cảnh. Nếu như đâu ra đấy, có công có thủ, cái này đánh rằng co cũng không biết muốn đánh tới khi nào. Coi như cuối cùng chiến thắng, chỉ sợ cũng thắng thảm. Giết người 10.000 tự tổn 3.000, Lam Sam văn sĩ luống cuống tay chân khó khăn lắm tránh đi ngân sắc phích lịch, chỉ cảm thấy quanh người hàn lóng lánh, toàn thân trên dưới hàn mao lập tức đều dựng lên. Hắn mặc dù cảnh giới đã rơi xuống đến nguyên anh trung kỳ, nhưng cảm ứng vẫn như cũ nhạy cảm vô so, không hề nghi ngờ, đây là lại một cái đại sát khí đã bước đến phụ cận. Cái này hậu sinh tiểu bối cùng hắn ma ngẫu, đến cùng có bao nhiêu đòn sát thủ không có xuất ra. Cũng may lần này đại sát khí,
tựa hồ còn cho hắn một chút xíu thời gian thở dốc, không có như thiểm điện cắt đi, lập tức ngưng thần nhìn kỹ, lại là 24 chuôi thanh kim sắc quang mang lấp lánh đoạn kiếm, chính hướng hắn khép lại, tốc độ nói nhanh không nhanh, nói chậm nhưng cũng tuyệt đối không chậm. Vảy rồng kiếm, Lam Sam tu sĩ đến cùng không hổ là hậu kỳ đại tu sĩ, kiến thức rộng rãi, một chút liền nhận ra đây là giao long chi lân phiến huyễn hóa mà thành đoạn kiếm. Mà lại là tốt nhất nhất giao long, duệ kim khí thức cường đại tới cực điểm, chưa tới gần, liền đã khiến người toàn thân hàn khí đại mạo, cắt phải làn da ẩn ẩn bị đau. Cứ như vậy một trì hoãn, vảy rồng kiếm trận đã đến phụ cận. Lam Sam văn sĩ trên mặt hiện lên một vòng lại là kinh hoàng lại là thần sắc tức giận, hét lớn một tiếng, kia cổ phát thẻ che lần nữa nổi lên, đón gió căng phồng lên, đảo mắt hóa thành một đạo rào chắn, đem nó một mực hộ ở trung ương. Cái này trúc sách, là hắn bản mệnh pháp bảo, cả công lẫn thủ, quả nhiên là bảo bối tốt. Bất quá ngày bình thường, Lam Sam văn sĩ nhưng không nỡ đem cái này bản mệnh pháp bảo như thế sử dụng, đây cũng quá ngang ngược chút. Dưới mắt tình thế cấp bách liều mạng, lại là không lo được. Trong khoảnh khắc, phải rồng kiếm trận liền cùng trúc sách biến thành rào chắn đụng vào nhau. Suy suy, âm thanh bên trong, thẻ che hào quang tỏa sáng, lại không chút huyền niệm bị vảy rồng đoàn kiếm mở ra. Trộn lẫn vào kim giao vương bản mệnh vảy rồng một lần nữa rèn luyện qua vảy rồng kiếm, mũi giao chi sắc bén, tại dạng này dưới cùng giao diện, đã coi như là đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Thẻ che cố nhiên cả công lẫn thủ, riêng lấy sắc bén cứng cỏi mà nói, lại nơi nào là vảy rồng kiếm đối thủ. Chỉ bất quá kia trên thẻ trúc huyết sắc chữ triện không ngừng tung bay, mùi máu tanh xông vào mũi nồng đậm. Lại là có ô nhiễm bảo vật kỳ hiệu. Rốt cục, thẻ tre biến thành rào chắn rốt cuộc ngăn cản không nổi, gào thét một tiếng, hóa thành điểm điểm huyết sắc hư ảnh, ở giữa không trung một góc, một lần nữa hóa thành một quyển sách tre, chỉ là thời khắc này trúc sách, khí tức giảm nhiều, trở nên cực kỳ ảm đạm, cho thấy phải bị thương cực nặng, không thông qua thời gian dài tĩnh dưỡng bồi luyện, chỉ sợ là khó khôi phục nguyên khí. Mà 24 chuôi vảy rồng đoản kiếm cũng uy lực hao hết, gào thét một tiếng, tứ tán bay đi. Lam Sam văn sĩ sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thân thể trùng điệp nhoáng một cái, kém chút xoay người ngã quỵ, vội vàng hít sâu một hơi, cưỡng ép đem phun lên ngực máu tươi ngạnh sinh sinh nuốt trở vào, nâng tay khẽ vẫy, đem trúc sách thu hồi lại, dưới chân độn quang cùng một chỗ, liền muốn hướng ngoại kích xạ mà đi. Nhưng sau một khắc, hắn lại bỗng nhiên dừng lại bước chân, hai mắt trợn thật lớn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Ong ong chi tiếng vang lên, hư giữa không trung. Lại là 24 chuôi vảy rồng kiếm nổi lên, lóng lánh thanh kim sắc hàn quang, sắc bén khí tức, đâm thẳng cốt tủy chỗ sâu. Lam Sam văn sĩ mặt bên trên lập tức hiện lên một vòng tuyệt vọng đến cực điểm thần sắc, hai mắt trong chớp nhoáng trở nên trống trơn, vô sinh cơ. Chương 1278, thần hồn cấm chế. Đạo hữu dừng tay, hết thảy dễ thương lượng, chấm ngoặc kép, mắt thấy không may, Lam Sam văn sĩ hay là vội vã gọi một tiếng. Ai ngờ kỳ tích đúng lúc này phát sinh, 24 chuôi vảy rồng đoản kiếm ở bên cạnh hắn hơn một xích chỗ ngạnh sinh sinh dừng lại, không có tiếp tục hướng phía trước, mà xa xa hư không, lại là 24 chuôi vảy rồng kiếm nổi lên. Nơi này ba tầng ngoài vảy rồng kiếm trận, nguyên bản liền dày đặc vô so, một tầng tiếp một tầng, không đem địch nhân cắt thành mảnh vỡ thể không bỏ qua. Tiêu Phàm vững vàng lơ lửng tại kiếm trận bên trái trên không, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Lam Sam văn sĩ, thần sắc bình tĩnh lạnh nhạt. Ứng Linh Trạch hung tợn nói, có cái gì tốt thương lượng, trực tiếp giết hắn, chấm dứt. Tránh khỏi lưu lại tai họa. Lam Sam văn sĩ kinh hãi, bận bịu tức nói, đạo hữu yên tâm, tuyệt không phải tai họa, tuyệt không phải tai họa. Chấm ngoặc kép, sống chết trước mắt, dù coi như là hậu kỳ đại ma tôn, cũng kinh hồn táng đảm, nói năng lộn xộn. Tiêu Phàm cười cười, từ tốn nói, chân đạo hữu, đã cầu xin tha thứ, tổng cũng muốn biểu thị một chút thành ý a. Không phải. Để ta làm sao tin tưởng ngươi đây? Thành ý, a, đúng đúng, thành ý, thành ý. Chấm ngoặc kép, Lam Sam văn sĩ đầu tiên là lắp bắp, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, liên tục không ngừng lấy ra một cái chữ vật vòng tay, hướng Tiêu Phàm thả tới, vội vã nói, Tiêu đạo hữu, đây là ngươi muốn cực phẩm không linh thạch. Chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm trung thực không khách khí, một phát bắt được chữ vật vòng tay, thần niệm chi lực đi đến tìm tòi, chốc lát, thoảng qua nhẹ gật đầu. Lam Sam văn sĩ còn thật không có nói láo, cái này chữ vật vòng tay bên trong xác thực chứa một nhóm cực phẩm không linh thạch, vô luận số lượng hay là chất lượng, hoàn toàn hợp Tiêu Phàm yêu cầu. Thấy Tiêu Phàm gật đầu, Lam Sam văn sĩ trong lòng lại hiện lên một chút hy vọng sống, liên tục không ngừng nói, Tiêu đạo hữu, vị đạo hữu này, tại hạ không nên ma quỷ ám ảnh, đánh Tiêu đạo hữu chủ ý. Tội đáng chết vạn lần,
tội đáng chết vạn lần, còn xin hai vị đạo hữu đại nhân đại lượng, bỏ qua cho lần này. Chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm liền âm thầm lắc đầu, vị này, dù sao cũng là một vị hậu kỳ đại tu sĩ, tu chân giới đỉnh tiêm nhân vật. Vì mạng sống, vậy mà dạng này khúm núm nịnh bợ lời nói đều nói được. Thổ ma ngẫu trên mặt càng là lộ ra nhân cách hóa khinh bỉ cùng khinh thường chi tình. Thần toán tử tính tình là táo bạo chút, xương cốt cũng là thật cứng rắn, lúc trước vì một viên linh thạch cực phẩm, quả thực là cùng nguyên linh giáo đại giáo tôn đối nghịch, bị người đuổi giết ngàn tỷ bên trong, lại là từ đầu đến cuối không chịu khuất phục. Thấy Lam Sam văn sĩ như vậy không có xương cốt bộ dáng. Tự nhiên khinh bỉ hắn tới cực điểm, Tiêu Phàm cười cười, nói chân đạo hữu, tha cho ngươi một lần cũng không khó, bất quá, ai biết ngươi có thể hay không trở mặt không quen biết. Không có, tuyệt đối không hội. Chấm ngoặc kép, Lam Sam văn sĩ lại một tràng tiếng nói, liền kém chỉ thiên họa địa, thể phát thệ. Đừng tin hắn, loại người này, nửa câu đều không tin được, nói không chừng lúc này, hắn liền đã ở trong lòng cúi đầu lấy một rời đi nơi này muốn như thế nào đối trả cho chúng ta. Nơi này chính là Thiên Ma Thành, nơi ở của hắn, muốn ta nói, không bằng lập tức đem hắn giải quyết hết, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Ứng Linh Trạch liền ông nói. Kim quang lóe lên, sáng long lanh đoạt mệnh tiền tài cũng đã tế đến không trung, chói, kích động. Lam Sam văn sĩ lập tức dọa đến hồn phi thiên bên ngoài, vội vã nói, không có, vị đạo hữu này mời nhất định phải tin tưởng ta. Hai vị nếu không tin, ta có thể lấy thần hồn lập thệ. Hai vị có thể tại ta thần hồn chỗ sâu gieo xuống cấm chế, cam đoan ta tuyệt không đổi ý. Chấm ngoặc kép, lấy thần hồn lập thệ, tại thần hồn chỗ sâu gieo xuống cấm chế. Đều là lớn nhất lực trấn nhiếp cũng là hữu hiệu nhất khống chế người khác phương pháp, tu chân giới không thiếu chủ bộc ở giữa, liền có loại này, thần hồn khế ước, trừ phi dưới cấm chế chi người chủ động giải trừ cấm chế, nếu bị dưới cấm chế người, cả đời đều thụ dùng thế lực bắt ép, không có bất kỳ cái gì kháng cự chi lực. Chỉ cần trong đầu vừa sinh ra đối chủ nhân bất lợi chi ý, thần hồn cấm chế lập tức phát tác, khiến người muốn sống không được muốn chết không xong, mà lại không có thuốc nào chữa được. Coi như mời cảnh giới cao minh được nhiều tiền bối xuất thủ trừ bỏ cấm chế, một khi bị nguyên chủ nhân phát giác, cũng có thể đoạt trước một bước dẫn phát cấm chế, giết người ở vô hình. Có thể nói, đây đã là biểu thị thần phục tối trung cực điều kiện. Lam Sam văn sĩ mắt thấy Ứng Linh Trạch sát cơ tất trình, ngay lúc sắp mất mạng, liền cái gì đều không lo được. Thần hồn cấm chế cũng tốt, làm nô là bộc cũng được, trước cầu mạng sống lại nói. Còn lại kiến cơ hành sự là xong, chỉ cần tính mệnh vẫn còn. Liền có hy vọng, tính mệnh không có, cái gì đều là uổng công. Tiêu Phàm liền cười, cái này vốn là hắn dự định muốn làm. Sở dĩ tại tối hậu quan đầu lưu thủ không giết, Tiêu Phàm trong lòng cũng không phải là không có suy nghĩ. Nơi đây dù sao cũng là Thiên Ma Thành, cái này họ Chân Lam Sam văn sĩ chính là Sơn Hà Thư Viện Đại Ma Tôn. Tại toàn bộ Thiên Ma Thành đều là có mặt mũi đại nhân vật, mặc dù người này làm việc hèn mọn, lớn mất thân phận, cuối cùng không thể khinh thường. Như vậy đại nhân vật. Chắc hẳn tại tổng đàn đều có lưu bổn mệnh lệnh bài, một khi diệt sát, lập tức liền sẽ khiến chấn động. Bây giờ truyền tống đại trận còn tại chữa trị bên trong, lại là 10 triệu không thể dẫn xuất như vậy đại phiền toái. Bất quá cứ như thế mà buông tha người này, kia càng là tuyệt đối không được. Người này hứa hẹn cũng tốt, lời thề cũng được, đều là tuyệt đối không thể tin tưởng. Một cái có thể làm được ăn cướp hoạt động đại tu sĩ, có gì tín dự có thể nói. Thần hồn cấm chế, chính là biện pháp tốt nhất. Đã có thể giấu giếm được Thiên Ma Thành cao tầng, lại có thể để cái này họ Chân ra hỏa ngoan ngoãn nghe lệnh, nói không chừng còn có thể sai xử hắn hỗ trợ xử lý một số chuyện. Cuối cùng thân phận của hắn khác biệt, ở trong thành có thể công khai hoạt động, sẽ không thụ người nghi vấn. Về phần ngày sau muốn xử trí như thế nào người này, đến lúc đó lại nói. Chỉ cần truyền tống trận tu bổ hoàn tất, một đoàn người cao chạy xa bay, rời đi cái này Thiên Ma Thành, chân họ tu sĩ sống hay chết. Liền không tại Tiêu Phàm cân nhắc bên trong. Nếu như chân họ tu sĩ, thà chết chứ không chịu khuất phục, Tiêu Phàm liền cân nhắc để oán linh đi ra thu thập tàn cuộc. Diệt sát nhục thể của hắn, lưu lại nguyên thần tạm thời không giết, cũng có hy vọng giấu giếm được Thiên Ma Thành cao tầng. Chỉ bất quá phương pháp này, vẫn còn có chút mạo hiểm. Thiên Ma Thành trung quy là thất dạ giới cường đại nhất thành thị, truyền thuyết trong thành tọa trấn ngộ linh kỳ lão tổ thậm chí không chỉ một vị, oán linh cố nhiên lợi hại. Vạn nhất vô ý, làm sao biết có thể hay không kinh động Thiên Ma lão tổ. Lập tức Tiêu Phàm không chút khách khí, tại Lam Sam văn sĩ thần hồn chỗ sâu gieo xuống cấm chế cường đại. Nguyên bản Lam Sam văn sĩ còn tồn lấy lòng cầu gặp may, họ Tiêu này tiểu bối tuổi còn trẻ, cảnh giới không cao,
dưới thần hồn cấm chế có lẽ 10 điểm yếu nhỏ, vừa tiếp xúc với kia vô so đường hoàng chính đại hạo nhiên chính khí, Lam Sam văn sĩ sau cùng chút lòng chờ mong vào vận may lập tức cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ có thể tự nhận không may. Bất quá Tiêu Phàm cũng nói, chỉ cần hắn không dậy nổi hai lòng, ngoan ngoãn hợp tác, cùng rời đi Thiên Ma Thành thời điểm, liền không lại làm khó hắn. Người khác kiểu nói này, Lam Sam văn sĩ cũng cứ như vậy nghe xong, nhưng Tiêu Phàm nói như vậy, Lam Sam văn sĩ ngược lại là có mấy phần tin tưởng. Dù sao hắn là nho học truyền thừa, rất rõ ràng có thể tu luyện như thế đường hoàng hạo nhiên chi khí, nhất định là chính tông nhất chính đạo truyền thừa, tuyệt không phải người hiếu sát. Những này người trong chính đạo, cố nhiên chán ghét, có đôi khi nói chuyện ngược lại cũng chắc chắn. Về phần thọ trưởng quỹ, Tiêu Phàm cũng không chút khách khí, cho hắn dập khuôn máy móc gieo xuống thần hồn cấm chế. Mắt thấy hậu kỳ đại ma tôn đều ngoan ngoãn khuất phục, thọ trưởng quỹ sớm bị dọa phải hồn phi thiên bên ngoài, nơi nào có mảy may lòng kháng cự. Tự nhiên là mặc cho người định đoạt, hết thảy làm thỏa đáng, Tiêu Phàm lúc này mới rút kiếm trận, thấy Lam Sam văn sĩ toàn thân máu thịt be bét, cảnh giới giảm lớn thê lương bộ dáng, cũng là lên lòng trắc ẩn, lập tức móc ra một cái bình ngọc, đổ ra một viên thuốc giao cho hắn. Lam Sam văn sĩ đến cùng là hậu kỳ đại ma tôn, kiến thức tận có, gặp một lần liền biết là thánh dược chữa thương, lập tức cũng không khách khí, tạ một tiếng, tiếp nhận đan dược, ngửa cổ một cái ăn vào, cũng mặc kệ mặt mũi không mặt mũi. Lúc này khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu đả tọa điều tức, luyện hóa dược lực chữa thương. Tại cái này đình trong nội viện, một đợi chính là 3 ngày 3 đêm. 36 canh giờ quá khứ, Lam Sam văn sĩ thở phào một hơi, đứng dậy, toàn thân vết thương sớm đã biến mất phải không còn một mảnh, sắc mặt hồng nhuận, nhìn qua tinh thần sung mãn, nơi nào giống bản thân bị trọng thương dáng vẻ. Nhiều cảm ơn đạo hữu ban thuốc, Lam Sam văn sĩ hai tay ôm quyền, hướng về Tiêu Phàm khom người một cái thật sâu. Thấp giọng nói, trong giọng nói khâm phục chi ý, tràn tại nói đồng hồ. Là thật khâm phục, liệu thương đan thuốc, cơ hồ mỗi cái tông môn đều có, lang tà thư viện liệu thương đan thuốc, hiệu quả cũng có chút không kém, thế nhưng cùng Tiêu Phàm cho viên đan dược kia tương đối mà nói, vậy liền kém đến quá xa. 3 ngày 3 đêm, ngoại thương phục hồi, cũng là không tính là gì, đến tu vi của hắn như thế cảnh giới, chỉ là da thịt tổn thương từ không để tại mắt hạ. Nhưng mà nội thương cũng khỏi hẳn hơn phân nửa. Cảnh giới miễn cưỡng về đến cuối cùng đại ma tôn tiêu chuẩn, chỉ là 3 ngày, hiệu quả trị liệu cũng quá kinh người, quả thực khiến người khó có thể tin. Xem ra tiểu bối này quả nhiên là vị cực kỳ cao minh lang trung, mà lại nhất định tài đại khí thô, nếu không cũng sẽ không tùy thân mang theo cái này rất nhiều linh đan diệu dược. Trong lúc nhất thời, Lam Sam văn sĩ trong đầu cao tốc vận chuyển, đem thất dạ giới lấy thuật kỳ hoàng nghe tiếng tông môn bang phái thế gia đều nghĩ toàn bộ, nhìn xem có thể hay không tìm tới cùng Tiêu Phàm dò số nhân vật. Trong đầu của hắn những ý nghĩ này, Tiêu Phàm tự nhiên không chút nào để ý. Lúc này rút cấm chế, tại thọ trưởng quỹ cùng đi, rời đi cái này thâm sơn đình viện. Thọ trưởng quỹ để tỏ lòng mình, trung thành cảnh cảnh, chủ động đem tiểu hương các chân tàng mấy dạng thiên môn bảo vật lấy ra, mời Tiêu Phàm thưởng thức. Tiêu Phàm thật đúng là coi trọng trong đó hai loại, thọ trưởng quỹ tự nhiên là lấy nhất thể mình giá tiền xuất thủ. Đối chuyến này thu hoạch, Tiêu Phàm có chút hài lòng. Đừng bảo là thu hoạch được đầy đủ cực phẩm không linh thạch, tại tiểu hương các mua được 2 kiện thiên môn bảo vật cũng rất hợp tâm ý của hắn. Hành tẩu giang hồ, bản mệnh bảo vật cố nhiên quan trọng, thiên môn bảo vật nhưng cũng quyết không thể khinh thường, quan trọng trước mắt, cái này thiên môn bảo vật thường thường có thể đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi, thậm chí có thể cứu mạng. Nghiêm chỉnh mà nói, thay cướp khôi lỗi chính là thiên môn chi bảo. Thứ này, liền xem như Ngộ Linh Kỳ lão tổ cũng 10 điểm xem trọng, hơn nữa là càng nhiều càng tốt. Trước khi đi, Tiêu Phàm đem kia bình tại chữ vật vòng tay bên trong cất giữ rất nhiều năm cửu âm uế khí giao cho thọ trưởng quỹ, mời hắn tìm kiếm một vị cao minh luyện khí tông sư, đem bình này cửu âm uế khí luyện chế thành cửu âm uế tinh. Trong truyền thuyết, cửu âm uế tinh là ma đạo quỷ tu đối phó tu sĩ chính đạo đại sát khí, chuyên môn ô uế các loại bảo vật, đối tu sĩ chính đạo càng là có cực mạnh lực sát thương, cơ hồ theo kịp hóa yêu nước đối yêu thú sát thương. Chỉ là luyện chế nguyên liệu cửu âm uế khí cực kỳ hiếm thấy. 10 điểm khó mà thu thập, loại này đại sát khí mới có rất ít người sử dụng. Thiên Ma Thành là ma đạo quỷ tu đại bản doanh, chắc hẳn có thể tìm đạt được luyện chế cửu âm uế tinh đại tông sư. Chương 1279, siêu cấp truyền tống. Những ngày tiếp theo là khô khan, vô so buồn tẻ. Tiêu Phàm yên lặng dưới đáy nước hang, một chút xíu chữa trị truyền tống trận. Vì sợ tin tức tiết lộ ra ngoài, đầu tiên liền muốn ở chỗ này vài kế tiếp siêu cấp cấm chế đại trận. Muốn đem nơi này hết thảy, cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách ra.
Dù sao đây là đang chữa trị một cái siêu cấp truyền tống trận, vạn nhất gây nên mãnh liệt không gian ba động, lập tức liền sẽ bị thiên ma thành cao tầng chinh chi. Chẳng những tất cả tâm huyết trôi theo nước chảy, lập tức liền nguy hiểm đến tính mạng. Muốn bố trí dạng này siêu cấp cấm chế đại trận, còn muốn chữa trị truyền tống trận, Tiêu Phàm một người là còn thiếu rất nhiều. Trừ Triệu Hoán Hắc Lân khi trợ thủ, Tiêu Chân Nhân cũng không khách khí chút nào đối một đống đại tu sĩ ra lệnh, thậm chí trực tiếp bắt Âu Dương Minh Nguyệt tới cho mình trợ thủ. Âu Dương Minh Nguyệt đối không gian thuật kỳ thật rất có nghiên cứu, chỉ là không có Càn Khôn đỉnh, dạng này không gian chí bảo, nghiên cứu có chút phí sức, tại một chút lĩnh vực hiển nhiên không cách nào xâm nhập. Trận pháp chi đạo, vị này đại trưởng lão kỳ thực cũng là người trong nghề. Tiêu Phàm không chút do dự bắt nàng, Tráng Ninh, tự nhiên cũng là có nguyên nhân. Ngoài ra, Hạc Huyền đại lãnh chúa Càng Triển cùng nhị thủ lĩnh chủ Thúy phu nhân, đồng dạng thành Tiêu Phàm, Tráng Ninh. Hạc Huyền chi địa vốn là trải qua đặc biệt luyện chế không gian độc lập, mặc dù kia là không biết bao nhiêu năm trước tiền bối lưu lại, nhưng Hạc Huyền ba lãnh chúa tại không gian thuật cùng trận pháp chi đạo bên trên tạo nghệ tuyệt đối không thấp. Nếu không, căn bản liền không khả năng quản lý Hạc Huyền. Giống thần toán tử Ứng Linh Trạch, quỷ ảnh tử Sông Thành dạng này hậu kỳ đại tu sĩ, như thế nào đèn đã cạn dầu. Hạc Huyền ba lãnh chúa không có điểm chân tài thực học, những này thành danh đã lâu, kiệt ngạo bất tuần đại tu sĩ, chim cũng sẽ không chim bọn hắn. Những này ngày bình thường cao cao tại thượng đại tu sĩ nhóm, cả đám đều buông xuống tư thái, cam tâm tình nguyện vì Tiêu Phàm trợ thủ. Một phương diện, tự nhiên là vì để sớm ngày chữa trị truyền tống trận, sớm ngày tiến về trong truyền thuyết thủy tổ thánh địa xem rõ ngọn ngành. Thứ hai, cũng là mượn cơ hội này lại đào tạo sâu một chút trận pháp chi đạo, tăng tiến vào đối không gian thuật hiểu rõ. Đừng nhìn Tiêu Phàm trẻ tuổi, cảnh giới kém xa bọn hắn, tại không gian thuật cùng trận pháp chi đạo bên trên, lại là mạnh mẽ cao nhân. Mọi người ở trước mặt hắn, đều chỉ có thể ngoan ngoãn thụ giáo. Bất quá, nhất để cho người ta buồn bực chính là, Tiêu Chân Nhân thật đúng là nắm, bưng lên, sư phụ, giá đỡ. Đương nhiên, Tiêu Chân Nhân cái này nắm là rất giảng cứu, cũng thuộc về, bị buộc bất đắc dĩ. Muốn sớm ngày chữa trị truyền tống trận, một chút không gian thần thông cùng trận pháp chi đạo, liền nhất định phải không giữ lại chút nào truyền thụ cho những đến tuổi này to đến không tưởng nổi, học sinh, để bọn hắn có thể độc lập thao tác, tốc độ mới có thể tăng tốc. Chỉ là đánh trợ thủ, Tiêu sư phó thật đúng là không dùng được cái này rất nhiều tiểu công. Hiển nhiên Tiêu Chân Nhân thần sắc nghiễm nhiên, giá đỡ 10 phần, một đám đại tu sĩ cũng chỉ có thể nghe, thỉnh thoảng gật đầu nói phải. Thậm chí ngay cả Huệ Thiên Hào, Đái Thành Long, Tây Môn Ngạo bọn hắn đều chủ động qua tới người giúp đỡ. Thừa cơ cũng tại Tiêu Chân Nhân nơi này, học trộm học nghệ. Cái này rất nhiều đại tu sĩ đồng loạt động thủ, tiến độ tự nhiên cực nhanh. Thấm thoát năm dư, siêu cấp truyền tống trận rốt cục chữa trị. Nói đến, bọn hắn vận khí cũng coi như cực dai. Lúc trước vứt bỏ cái này truyền tống trận, cũng không phải là bởi vì truyền tống trận tự thân hư hao nghiêm trọng, mà là bởi vì không gian phong bạo bộc phát, dẫn đến không gian thông đạo không ổn định. Vì lý do an toàn, cái này mới hoàn toàn vứt bỏ cái này truyền tống trận, đồng thời đem vùng này liệt vào vòng cấm. Bất quá đã nhiều năm như vậy, cái gọi là vòng cấm, đã sớm hữu danh vô thực, cũng không ai thật đem cái này coi ra gì. Cần biết đáy nước này hang, ngay tại Thiên Ma Thành nội hải chỗ sâu, chẳng lẽ còn có người dám ở Thiên Ma Thành sinh sự a? Tả hữu bất quá là cái vứt bỏ truyền tống trận, từ cũng không đáng phải tốn hao nhân lực vật lực đến ngăn cách vòng cấm. Hoàn toàn không cần thiết. Dù coi như Tiêu Phàm bọn người, cũng không nói là tại Thiên Ma Thành sinh sự, chỉ là vụng trộm chữa trị truyền tống trận mà thôi, tựa hồ cũng sẽ không đối Thiên Ma Thành tạo thành cái gì tổn hại. Một ngày này, 11 người đứng tại chữa trị tốt truyền tống đại trận trước mặt, dù là thường ngày cao cao tại thượng, hỉ nộ không lộ đại tu sĩ nhóm, trên mặt cũng đều mang điểm điểm cảm giác hưng phấn. Trừ Tầm Bảo Đoàn 10 người, còn tăng thêm Hắc Lân. Chữa trị cái này truyền tống trận, Hắc Lân giành công quyết vĩ, bây giờ đại công cáo thành. Từ cũng phải thật tốt thưởng thức một chút kiệt tác của mình. Bất quá loại này hưng phấn cũng chưa tiếp tục bao lâu. Tiêu Phàm mắt nhìn Âu Dương Minh Nguyệt, từ tốn nói, đại trưởng lão, nên quyết định. Mặc dù cái này 1-2 năm, bởi vì có Lam Sam Văn Sĩ làm yểm hộ, bọn hắn tại Thiên Ma Thành một mực tính được an toàn, không có có nhận đến cái gì hoài nghi cùng kiểm tra, nhưng sớm một ngày rời đi nơi đây, luôn luôn tốt. Âu Dương Minh Nguyệt cùng Càng Triển cùng Hỗn Nguyên Thượng Nhân liếc nhau một cái. Hai người đều chậm rãi gật đầu, trên mặt cảm giác hưng phấn sớm đã không gặp, thay vào đó, là 10 điểm ngưng trọng. Truyền tống trận là xây xong, vấn đề ở chỗ, truyền tống trận bên kia, đến cùng có cái gì đang chờ bọn hắn. Thất Dạ Giới Thủy Tổ Thánh Địa,
danh xưng thất dạ giới thứ nhất vòng cấm, đến cùng có thứ gì cổ quái, cũng là hoàn toàn không biết gì. Bỗng nhiên ở giữa, liền muốn đi đối mặt cái này hoàn toàn không biết lại nhất định tràn ngập nguy hiểm thế giới mới, dù coi như là kinh lịch vô số sóng gió đại tu sĩ, cũng giống vậy trong lòng lo sợ. Bắt đầu đi, chốc lát, Âu Dương Minh Nguyệt nhẹ nói, trên mặt hiện lên một vòng cực kỳ thần sắc kiên nghị. Nàng mà nói, mặc kệ phía trước có khó khăn bực nào hiểm trở, đều tuyệt đối không ngăn cản nổi cước bộ của nàng. Thiên hương ngọc lộ liền đại biểu cho hết thảy. Tiêu Phàm khẽ vuốt cằm, cổ tay khẽ đảo, quang mang lấp lánh, một viên to lớn màu ngà sữa tinh thạch, nổi lên. Viên tinh thạch này chừng nắm đấm lớn nhỏ, linh khí mờ mịt, khiến người ghé mắt. Đây là nhất thượng đẳng cao giai linh thạch, ẩn chứa linh lực nhiều, là bình thường cao giai linh thạch mấy chục lần. Trừ mấy trăm năm khó gặp linh thạch cực phẩm, đây đã là dưới cùng giao diện có thể khai quật tốt nhất nhất linh thạch. Truyền tống trận bốn phía lõm trong máng, sớm đã cất đặt tốt đại lượng cao giai linh thạch. Dạng này siêu cấp truyền tống trận, mỗi vận chuyển một lần, muốn tiêu hao linh thạch, thực tế là cái thiên văn sổ tự, phổ thông nguyên anh tu sĩ, tuyệt đối không đủ sức. Cũng may Âu Dương Minh Nguyệt bọn người, không có chỗ nào mà không phải là tài đại khí thô, tùy tiện vị nào đeo trên người linh thạch, đều so một chút bên trong môn phái nhỏ ngàn năm tích xúc còn muốn phong phú, trèo trống như thế cái truyền tống trận, không thành vấn đề. Tiêu Phàm đem viên này thượng phẩm cao giai linh thạch nhẹ nhàng sắp đặt tại truyền tống trận chính giữa hình tròn lõm trong máng, lập tức tay trái bấm quyết, miệng lẩm bẩm, tay phải năm ngón tay luân chuyển, từng đạo chân nguyên pháp quyết đánh ra ngoài, cả tòa cự hình truyền tống trận dần dần vang lên thanh âm ông ông. Bình thường đến nói, truyền tống trận đều muốn lấy lệnh bài mở ra. Tiêu Phàm lại là mở ra lối riêng, lấy hạo nhiên chính khí làm mở ra truyền tống trận, mật chìa. Cứ như vậy, tung tính sau khi bọn hắn rời đi, bị thiên ma thành người phát hiện cái này truyền tống trận đã chữa trị, cũng vô pháp lợi dụng truyền tống trận truy sát mà tới. Tiêu Phàm lúc trước đã từng tưởng tượng qua, đem cái này truyền tống trận chế tạo thành, một lần tính sản phẩm, đem bọn hắn truyền tống sau khi đi, lập tức tự hủy, miễn cho thiên ma thành lưu lại thời cơ lợi dụng. Nếu như chế tạo thành, một lần tính sản phẩm, lời nói, còn có thể còn lại không ít vật liệu cùng linh thạch, tiết kiệm chút thời gian. Bất quá Tiêu Phàm cuối cùng vẫn là không có làm như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn không biết truyền tống trận bên kia, đến cùng là tình huống như thế nào. Nếu như quá mức nguy hiểm, có lẽ còn có thể lợi dụng cái này truyền tống trận lại truyền về thiên ma thành đến, làm tính toán khác. Đối mặt không biết phong hiểm, cẩn thận một chút tuyệt không phải chuyện xấu. Lên, Tiêu Phàm tay phải vừa nhấc, chữ màu đỏ, càn khôn đỉnh, bay vụt mà lên, ở giữa không trung chậm chậm xoay tròn, từng đạo chữ màu đỏ hỗn độn đồ từ thân đỉnh nổi lên hiện, tứ tán bay dương. Chui vào đến truyền tống trận từng cái trong mắt trận, truyền tống trận tiếng ông ông càng thêm vang dội, hào quang màu nhũ bạch càng ngày càng là sáng lạn. Hạo nhiên chính khí mà bên ngoài, càn khôn đỉnh cũng là mở ra truyền tống trận, mật chìa. Bảo đảm cái này truyền tống trận, trừ Tiêu Phàm bên ngoài, không người có thể mở ra được, trừ phi tại thất dạ giới cũng có vô cực môn chính tông truyền thừa, thế gian còn có tòa thứ hai, càn khôn đỉnh. Sau một lát, cả tòa đại trận vận chuyển lại, Tiêu Phàm lắc một cái ống tay áo. Đem Hắc Lân thu nhập linh thú điểm bên trong, đem thổ ma ngẫu thu nhập không gian giới chỉ. Mặc dù cái này cái truyền tống trận đủ để một lần truyền tống trăm người trở lên, dù sao đã từng sụp đổ qua, không gian thông đạo còn không phải cực kỳ ổn định, có thể thiếu một người truyền tống cũng là tốt. Tiếng ông ông càng ngày càng mãnh liệt, hào quang màu nhũ bạch bên trong, mọi người thân hình dần dần mơ hồ. Mọi người ở đây hoàn toàn biến mất tại truyền tống trận thời điểm, một đạo cự đại cột sáng, phóng lên tận trời. Nháy mắt xé rách Tiêu Phàm bày ra che đậy đại trận, lại hướng lên không tốn sức chút nào đem đáy nước hang bên trên thật dày vách đá xông mở, mấy trăm trượng dày vách đá, uyển như giấy mỏng, đối đạo này ẩn chứa cự đại không gian lực lượng cột sáng không trở ngại chút nào chi lực. Ngay sau đó, nước biển sôi trào lên, trong khoảnh khắc, cột sáng từ mấy ngàn trượng sâu đáy biển bay thẳng vân tiêu, toàn bộ thiên ma thành đều tại ầm ầm lay động. Trong lúc nhất thời, thiên ma thành loạn cả một đoàn, vô số độn quang thẳng lên chân trời, khắp nơi bay loạn. Đa số là hướng ngoài thành chạy, nhưng cũng có số ít độn quang, lại hướng vào phía trong biển bên này bắn thẳng đến mà tới. Từ những này độn tốc độ ánh sáng đến xem, không thể nghi ngờ đều là chút tu sĩ cấp cao. Sau một lát, cột sáng dần dần tiêu tán, rốt cục tan biến tại vô hình. Mặt biển hình thành một vòng xoáy khổng lồ, cho thấy phải có đại lượng nước biển, ngay tại hướng đáy nước vô tận vực sâu bên trong chút xuống mà đi. Đương đương đương, chấm ngoặc kép, đinh tai nhức óc tiếng chuông, bỗng nhiên tại thiên ma cung vang vọng, xa xa truyền dương lái đi, toàn bộ thiên ma thành đều bao phủ trong đó,
vô luận ở cái góc nào người, đều có thể nghe tới cái này to lớn tiếng chuông, nguyên bản hỗn loạn không chịu nổi Thiên Ma Thành, dần dần an yên tĩnh, những cái kia bốn phía tán loạn người cũng không hẹn mà cùng đè lại bước chân, quay đầu hướng cao cao đứng vững tại đám mây Thiên Ma Cung nhìn lại. Không ít người thậm chí lập tức quỳ rạp trên đất, xa xa hướng Thiên Ma Cung quỳ bái, trong miệng thì thào cầu nguyện. Lão tổ phù hộ, chấm ngoặc kép, sau một canh giờ, hơn 10 đạo bóng người xuất hiện tại đáy biển chỗ sâu, lẳng lặng đứng tại kia to lớn siêu cấp trên truyền tống trận phương, mặc cho nước biển ở bên cạnh họ nhấc lên một cái có một cái quỷ dị vòng xoáy, không thèm để ý chút nào. Đi đầu một người, toàn thân đều thấp thoáng tại màu đen trong sương mù, mặc người cố gắng như thế nào, cũng nhìn không rõ ràng. Trên người người này lộ ra uy áp cường đại đến cực điểm, những người khác kìm lòng không đặng cùng hắn duy trì khoảng cách nhất định. Màu đen mê vụ chỗ sâu, có hai đám lửa đang không ngừng nhảy vọt, gắt gao tiếp cận truyền tống trận. Chương 1280, cuồng phong biển. Không biết dài đến đâu thời gian trôi qua, khi mỗi người đều cảm thấy mình năng lực chịu đựng đã về phần cực hạn thời điểm, khổng lồ vô so không gian áp lực, rốt cục bắt đầu dần dần yếu bớt. Lần này truyền tống khoảng cách cực xa, xa phải vượt qua Tiêu Phàm tưởng tượng. Nhưng cái này cũng không hề là mọi người kém chút không kiên trì nổi nguyên nhân chủ yếu nhất còn tại ở, truyền tống trận mượn dùng đầu này cổ lão không gian thông đạo, vẫn như cũ không phải 10 điểm ổn định. Nếu không có Tiêu Phàm đặc chế hộ thân lệnh bài, lại thêm, càn khôn đỉnh, bảo vệ, dù coi như truyền tống khoảng cách cực xa, cũng sẽ không làm phải một đám đại tu sĩ như thế ứng đối phí sức. Rốt cục, không gian áp lực biến mất, mọi người từ một cái cự hình trong truyền tống trận hiện thân mà ra. Không nghĩ tới lại còn kết nối bên này truyền tống trận, cũng không có bị ngẫu nhiên truyền tống đến địa phương khác đi. Vừa hiện thân mà ra, liền có mấy người kêu rên lên tiếng. Cẩn thận nghe qua, là Huệ Thiên Hào, Đái Thành Long cùng Tây Môn Ngạo ba người. Vô số phong nhận, phô thiên cái địa hướng bọn hắn cắt mà đến, uy lực mạnh, vậy mà không dưới pháp bảo chi lực. Huệ Thiên Hào ba người cũng là thành danh đã lâu đại tu sĩ, nguyên bản không đến mức như thế không tốt. Chỉ là ba người tại Tây Nhung Thảo Nguyên trong lúc kích chiến, đều thụ thương không nhẹ, một mực chưa từng hoàn toàn phục hồi như cũ. Mới vừa từ trong truyền tống trận ra, bỗng nhiên lọt vào phong nhận tập kích, quả nhiên là vội vàng không kịp chuẩn bị. Cũng may chỉ là bị thương ngoài ra, cũng không 10 điểm quan trọng. Những người khác cùng thi triển thủ đoạn, đem phong nhận cản tại bên ngoài. Duy chỉ có Tiêu Phàm không giống bình thường, phong nhận đi tới bên cạnh hắn thời điểm, Tiêu Phàm trên thân thả ra một tầng ngân sắc quang mang, phong nhận một chạm đến tầng này ngân sắc quang mang, tựa như cùng vạn lưu về như biển, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mọi người mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không cảm thấy kinh ngạc. Có lẽ cái này vô cực môn hậu sinh trên thân, lại mang theo có cái gì chuyên môn khắc chế phong hệ pháp thuật bảo vật. Tiêu Phàm tự nhiên trong lòng hiểu rõ, cùng pháp bảo không quan hệ. Chính là trong cơ thể hắn ngân dực lôi bằng huyết mạch sinh ra tác dụng, tự hành hộ chủ. Cần biết ngân dực lôi bằng chính là trời sinh phong lôi thuộc tính yêu linh, hết thảy phong hệ pháp thuật cùng lôi hệ pháp thuật, đối ngân dực lôi bằng công kích, đều sẽ bị tự động suy yếu mấy phân. Cái này phong nhận cố nhiên sắc bén, nhưng cũng phá không được trời sinh thánh linh thiên phú thần thông. Thật vất vả, mọi người từ đường dài truyền tống trong mê muội tỉnh táo lại, cái này mới rốt cục thấy rõ quanh mình tình hình. Ác liệt vô so, cuồng phong gầm thét, đen sóng ngập trời. Giờ phút này bọn hắn chính đứng ở một cái không lớn trên cô đảo, đầy trời mây đen dày đặc, điện tránh lôi minh, vô số cuồng phong hóa thành lưỡi dao, giả dích không tuyệt nhiều lần cắt đi. Phảng phất mãi mãi cũng sẽ không ngừng. Mà bốn phía biển cả, cũng là một mảnh đen nhánh, chọc lãng bài không. Mặc dù mọi người nhìn quen sóng to gió lớn, đối mặt cái này hiếm thấy thiên địa chi uy, vẫn là không nhịn được hãi nhiên biến sắc. Việc cấp bách, là muốn trước xác định thân ở vị trí. Lập tức mọi người cùng thi triển thần thông, phi thân lên, hướng không trung bay đi. Phích lịch trận trận, cuồng phong như đao, độn lên không trung, đối với bọn hắn loại cảnh giới này tu sĩ cấp cao mà nói, ngày bình thường chính là cực kỳ sự tình đơn giản. Dưới mắt lại rất cảm thấy phí sức, mỗi lên cao trên dưới 100 trượng, không trung phong nhận liền muốn càng thêm cuồng bạo mấy phân. Lên làm lên tới cao hơn ngàn trượng không thời điểm, ngay cả Âu Dương Minh Nguyệt càng triển cùng Hỗn Nguyên Thượng Nhân đều cần chống lên vòng bảo hộ, đem cuồn cuộn không tuyệt sát đến phong nhận đón đỡ bên ngoài. Lơ lửng tại cao ngàn trượng không, bốn phía dò xét, mây đen rủ xuống trời, thực tế nhìn không ra bao xa. Lúc này liền có mấy người vận khởi thiên nhãn thần thông. Bao quát Tiêu Phàm ở bên trong, chốc lát, càng triển trong mắt lam mang vừa thu lại, trầm giọng nói, nơi này hẳn là thiên long biển cả cuồng phong biển.
gió Tây đảo ô ra cung cấp mật địa địa đồ, quả thật không thể coi thường, đối cuồng phong biển tình hình, cũng có được ghi chép tỉ mỉ. Cuồng phong biển, nói như vậy, cách Long Thần đảo không tính quá xa rồi. Thúy phu nhân lập tức ngạc nhiên hỏi, nàng ngược lại là không có tu luyện qua thiên nhãn thần thông. Đương nhiên, thân là hậu kỳ đại tu sĩ, thị lực chi tốt, cũng không phải cấp thấp tu sĩ có thể chịu được so sánh. Càng triển nhẹ gật đầu, căn cứ địa con dấu năm, là như vậy. Cuồng phong biển ngay tại Long Thần đảo bên ngoài, tựa hồ là Long Thần đảo tấm chắn thiên nhiên, vì thủy tổ thánh địa cung cấp bên ngoài bảo hộ. Huệ Thiên Hào hừ một tiếng, nói là không xa, cái kia cũng có mấy trăm nghìn dặm xa, nếu như mỗi chỗ đều là như vậy, muốn tiếp cận Long Thần đảo, còn chính không dễ dàng như vậy. Bây giờ chỉ là lẳng lặng lơ lửng tại không trung, vì ứng đối giả dích không dứt phong nhận, đều đã đang không ngừng tiêu hao chân nguyên pháp lực, cái này nếu là ngược tiến lên, chân nguyên pháp lực tiêu hao lập tức liền sẽ tăng lên gấp bội. Liền coi như bọn họ mang theo cao giai linh thạch cực kỳ sung túc, thời gian dài như vậy ngược phi đột, đến Long Thần đảo, chỉ sợ cũng sẽ mệt mỏi gần chết. Còn không biết kia thủy tổ thánh địa phía trên, đến cùng có gì loại cổ quái đâu. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ như vậy nửa đường bỏ cuộc không thành? Thúy phu nhân cũng hừ lạnh một tiếng, không khách khí chút nào hỏi vặn nói. Hỗn Nguyên thượng nhân trầm ngâm nói, nửa đường bỏ cuộc tự nhiên không thực tế, bất quá, chúng ta ngược lại là có thể cân nhắc từ dưới nước đi. Đây là bọn hắn lúc trước tiến về Hắc Nguyên chi cách sử dụng, thành công tránh đi biển cả chiều. Mọi người ánh mắt đều rơi vào Càng Triển trên mặt, nói đến dưới nước hoạt động, tự nhiên hay là vị này Hắc Nguyên đại lãnh chúa tinh thông nhất. Càng Triển nhíu mày nói, từ dưới nước đi, cố nhiên vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, nhưng ở cái này dị giới viễn dương biển cả chỗ sâu, đáy biển đến cùng có thứ gì động vật biển, chúng ta lại là hoàn toàn không biết gì. Nếu thật là tại đáy biển bị thành quần kết đội cao giai động vật biển khốn ở, coi như so tại không trung càng thêm phiền phức. Đối điểm này, mọi người ngược lại là đều tán đồng. Hỗn Nguyên thượng nhân nói, tả hữu luôn luôn muốn thử một lần. Đúng lúc này, một cỗ hung bạo tuyệt luân khí tức cường đại, bỗng nhiên từ đáy biển phóng lên tận trời, trong chốc lát liền đến mặt biển, chỉ nghe, hoác suy suy, một tiếng vang thật lớn, một đầu ngũ thải ban lan to lớn xúc tu, phá sóng mà ra, hướng không trung vung vẩy mà tới. Đầu này xúc tu to lớn, quả thực không cùng luân so, đường kính đủ có mấy chục trượng. Mọi người lơ lửng tại cao ngàn trượng không. Xúc tu vậy mà cũng là quét qua mà tới, trực tiếp hướng đứng tại phía ngoài nhất Tiêu Phàm cuốn tới. Mặc dù chỉ là một đầu trong biển man thú, nhưng thực lực mạnh, lại là không như bình thường, không chút nào tại cao giai nguyên anh tu sĩ phía dưới, dù coi như là Tiêu Phàm, cũng tuyệt không dám khinh thường. Đến hay lắm, Tiêu Phàm một tiếng quát lớn, toàn thân thanh kim sắc quang mang lấp lánh, vảy rồng giáp đảo mắt liền choàng tại trên thân, đồng thời thân thể tăng vọt, đảo mắt hóa thành mấy chục trượng chi cự thanh kim sắc ma thần. Hai tay nắm một thanh đồng dạng dài đến mấy chục trượng thanh kim sắc cự kiếm, bá, hướng cuốn tới to lớn xúc tu một kiếm chém xuống. Lại trong nháy mắt liền kích phát cự linh tộc hai đại thiên phú thần thông, mà lại đem vô cực long tượng công vận dụng đến cực hạn. Cái này trong nước man thú thần lực kinh người, cùng nó chém giết, lực lượng hơi kém, chỉ sợ liền muốn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Đương nhiên, tế gia pháp bảo cùng nó du đấu, cũng là rất biện pháp tốt. Chỉ bất quá tại dạng này vội vàng không kịp chuẩn bị dưới tình hình, Tiêu Phàm một cách tự nhiên lựa chọn cứng đối cứng đấu pháp. Suy, một tiếng xé vải giòn vang, động vật biển thô to xúc tu, bị vảy rồng cự kiếm nhất kiếm chẻ thành hai đoạn, lập tức mùi máu tanh xông vào mũi, một cỗ máu tươi nổi lên mấy chục cao trăm trượng. Tiêu Phàm không chút khách khí, thân hình thoát một cái, liền đến kia to lớn xúc tu phụ cận, trong tay vảy rồng cự kiếm vung vẩy như gió, trong khoảnh khắc đem cái này to lớn xúc tu cắt thành mười mấy đoạn. Trên mặt biển truyền đến một tiếng ngột ngạt đến cực điểm tê minh, mang theo vô tận phẫn nộ chi ý. Một viên to như một ngọn núi nhỏ màu da đầu lâu, lộ ra khỏi biển mặt, hai con đường kính đạt tới mấy trượng mắt to gắt gao tiếp cận không trung Tiêu Phàm, ánh mắt oán hận vô so. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, nhấc tay một dương, hoàng kim bảo tháp bắn ra, đón gió phồng lớn, khoảnh khắc liền biến thành hơn 10 trượng chi cự, toàn thân lôi lóng lánh, một đoàn chói mắt to lớn lôi cầu, tại bảo tháp dưới đáy dần dần hội tụ thành hình. Ngay cả trong mây đen phích lịch, đều hướng bên này điên cuồng tụ đến. Bây giờ hắn tại cao ngàn trượng không, cùng trong biển man thú thực tế khoảng cách cực kỳ xa xôi, những bảo vật khác công kích, khó mà có hiệu quả. Duy chỉ có thần thông sấm sét phù hợp, hơn nghìn trượng khoảng cách, tại lôi điện mà nói, cũng là lóe lên liền biến mất, không đáng kể. Kia trong biển man thú cũng cảm nhận được lôi quang tháp bên trên bộc phát khí tức khủng bố, bất quá yêu thú này ngang ngược vô so, vốn lại linh trí dưới đáy.
Trong lúc này, không những không lập tức mượn nhờ thủy độn đào tẩu, ngược lại là một tiếng trầm muộn gầm thét, như ngọn núi thân thể chấn động mạnh một cái, ba đầu to lớn xúc tu đồng thời bốc lên ra mặt biển, quơ như là cự roi, hướng trên bầu trời lôi quang tháp mãnh kích mà tới. Cái này man thú hiển nhiên thật sự nổi giận, nhất định phải cùng những nhân loại này tu sĩ một quyết thắng thua. Tiêu Phàm cũng là hét lớn một tiếng, cổ tay rung lên, trong tay vảy rồng cự kiếm bỗng nhiên phân giải, hóa thành 12 chuôi thanh lóng lánh cự kiếm, phân biệt hướng ba đầu xúc tu nghênh kích đi lên. Con bạch tuộc này man thú mặc dù cũng coi như phải là trong biển dị thú, da dày thịt béo, nhục thân cường hoành đến cực điểm, bất đắc dĩ Ly Giao cùng Kim Giao Vương đều là hải trung vương tộc, bản mệnh vảy rồng sắc bén vô so, 12 chuôi vảy rồng kiếm cắt lướt qua, ba đầu xúc tu phân biệt bị cắt đứt dài hơn 10 trượng mấy đoạn, từ lôi quang tháp dưới đáy khẽ quét mà qua, lại là chưa có thể với tới đang toàn lực xúc thế như ý bảo tháp. Phá, Tiêu Phàm tay phải ngón giữa và ngón trỏ cũng chỉ như kích, bỗng nhiên hướng lên bầu trời bên trong hơn 10 trượng chi cự lôi quang tháp điểm tới. Lôi quang tháp khẽ run lên, oanh, một tiếng, lôi cầu bỗng nhiên vỡ ra, một đạo đường kính đạt tới 2-3 trượng to lớn hồ quang điện, tuôn trào mà hạ. Kia bạch tuộc trạng man thú cũng rốt cục biết đến kịch liệt, mắt thấy ba đầu xúc tu đều bị gọt sạch vài đoạn, khó mà đủ đến lôi quang tháp, lại gặp cái này vào đầu oanh kích xuống to lớn phích lịch, trong mắt lộ ra một tia nhân cách hóa ý sợ hãi, thân thể to lớn, liền hướng trong biển cấp tốc chìm xuống dưới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, to lớn lôi trụ nháy mắt liền tới phụ cận, trùng điệp đánh vào trên mặt biển, vô số nước biển vẩy ra mà lên, một cỗ to lớn cột nước phóng lên tận trời, cao tới mấy trăm trượng. Suy, dù là bạch tuộc trạng man thú xem thời cơ quá nhanh, cũng cuối cùng vẫn là chậm một bước, to lớn lôi trụ xé rách mặt biển, không khách khí chút nào đánh vào trên người của nó. Nháy mắt lôi đình lóa mắt, vô số sáng như bạc hồ quang điện, tại đáy biển vẩy ra mà ra, bạch tuộc trạng man thú thân thể dù cự, nhục thân mặc dù cường hoành, tại lôi quang bảo tháp một kích toàn lực phía dưới, cũng vô luận như thế nào đều ngăn cản không nổi, một tiếng như man nghiêu tuyệt vọng tê minh, bỗng nhiên vang lên. Nước biển liền phảng phất nháy mắt sôi trào, không ngừng lăn lộn phun trào, trong khoảnh khắc, máu tươi liền đem mặt biển nhuộm đỏ bừng một mảnh. Mà kia man thú ngang ngược khí tức, lại đang bay nhanh yếu bớt, rốt cục biến mất. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1280.